Y đạo quan đồ. Chương 231, thượng hương đêm khuya. Trương Đức Phóng vừa dứt câu thì tất cả mọi người đều tủm tỉm cười thầm. Riêng Trương Dương nhịn không được phải nói ra miệng, cục trưởng Trương, sự nghiệp làm quan của ngài lừng lẫy như vậy mà vẫn còn kêu không có cơ hội, vậy thì đám cán bộ cơ sở như bọn tôi chắc còn phải khóc dài dài nữa. Trương Đức Phóng ha hà cười lớn, nói thực trong đám cán bộ trẻ tỉnh Bình Hải ta thì ngươi là người có triển vọng nhất, mới đó mà đã là phó sử rồi, chờ đến khi bằng tuổi ta ngươi thừa sức lên cán bộ cấp phòng ấy chứ, rồi thêm vài năm công tác nữa dù có tiến vào trung ương cũng không phải mộng tưởng. Điền Khánh Long nhấc mộng ngụm rượu nhỏ nữa rồi liếc mắt trầm giọng nói: sao ta cứ nghe ra như là ngươi đang chế nhạo ta thì phải? Tôi đâu dám có ý đó, ngài là lãnh đạo là cấp trên của tôi, tôi dám nói xấu ngài chẳng phải như tự tay chặt chặt đứt con đường thăng tiến của mình sao? Trương Nước Phóng cười khổ phân trần nỗi oan khuất audio điện tử võ tấn bền. Trương Dương quen Trương Nước Phóng cũng khá lâu, hơn nữa hắn cũng không ít lần tỏ thái độ muốn thân quen nhưng Trương Dương vẫn luôn cự tuyệt không muốn giao hảo với hắn. Theo Trương Dương thì hắn là một kẻ dối trá đại biết nịnh hot cấp trên mà làm việc thì lại bo bo giữ mình, người như thế thường không có bằng hữu chân chính mà đại toàn hạng bèo nước không đáng tin cậy. Trùng hợp hai người cùng đi toilet, Trương Nước Phóng thấp giọng nói, "Lão đệ, ta nghe nói Phương Hải Đào mới chết." mà Điền Bân lại là người bị tình nghi số 1. Trương Dương nhàn nhàn cười trả lời lại, ta ở ban cải cách, công tác chuyên môn là cải cách các cơ sở xí nghiệp, mấy việc bên công an ta không dành. Trương Đức Phóng cười nhẹ nói, ta lại thấy người có tâm sự rất nặng. Nói người già cũng có mấy điểm tốt, có một số việc dành dễ thông hiểu hơn người trẻ tuổi. Trương Dương liếc mắt nhìn Trương Đức Phóng bên cạnh ở trong kính, Trương Ca, dạo này công tác thế nào? Trương Đức Phóng thở dài chán nản nói, cũng tầm tầm thôi chẳng có gì khá hơn cả, phỏng chừng kiếp này ta đại làm được cái chức cục trưởng phân cục này là hết cỡ rồi. Nghe vậy Trương Dương không khỏi cười nhẹ, sao ngài lại bị quan như vậy? Cô Bí Thư đang nắm đại quyền, có chút quan hệ thì nên vận dụng một chút mới phải chứ? Trương Đức Phóng lắc đầu người nguệ trả lời, quả thực bình thường ta cũng gọi hắn một tiếng cậu thật đó, nhưng người cũng biết, hắn tiếng là người thiết diện vô tư. Nếu muốn giúp thì chẳng cần đến bây giờ mới nhớ đến ta, mà ta cũng chẳng dừng ở cái chức quèn này lâu đến vậy. Thôi bỏ đi, không nói nữa, nhắc tới lại thấy lòng chua xót thêm mà thôi. Trương Đức Phóng vừa ra máy hong khô tay lại vừa nhỏ giọng nhắc nhở, Vinh bằng phí có tiếng là người nham hiểm thâm sâu khó lường, ngươi nên cẩn thận một chút. Ta với hắn không quen biết nhau cũng chẳng mấy khi gặp nhau mà sợ. Những lời này của thằng nhãi Trương Dương sặc mùi dối trá. Trương Đức Phóng cười cười không nói gì nữa, hai người cùng nhau sánh vai ra ngoài. Lúc vừa ra ngoài lại đụng mặt ngay người quen, gã đại hán đầu chọc kia vừa nhìn thấy Trương Dương liền tỏ ra chút bối rối. Chẳng phải ai xa lạ, hắn chính là đại bôn mà lần trước bị Trương Đại Quan nhân giáo huấn một chập. Đại bôn tươi cười niềm nở chủ động chào hỏi Trương Đức Phóng, Trương Cục Trưởng cũng đến đây ăn cơm à. Trương Đức Phóng không trả lời lại mà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh thường. Trương cục trưởng ngồi chỗ nào vậy, để chốc nữa tôi tới kính ngài vài chén. Mãi đến lúc này Trương Đức Phóng mới nói ra số phòng mình đang ngồi. Đi được một lúc nữa Trương Dương thấp giọng hỏi, thằng nhãi này có cái thân phận gì mà cũng xứng đến kính rượu. Trương Đức Phóng cười khỉnh một tiếng, tiểu lão đệ không biết đó thôi chứ có cho hắn thêm vài cái lá gan nữa hắn cũng không dám tới kính rượu chúng ta. Hắn hỏi số phòng chắc là muốn tính tiền hộ thôi quả nhiên lúc bọn họ ăn uống xong gọi phục vụ vào thì nhân viên nói đã có người thanh toán hóa đơn rồi. Điều này khiến Điền Khánh Long tỏ ra buồn bực, Trương Đức Phóng liền nhanh nhẹn nói mình đã trả tiền rồi coi như mời mọi người. Trương Dương cười tủm tỉm liếc mắt nhìn lại Trương Đức Phóng đang diễn trò giả mù sa mưa mà mặt không đổi sắc, trong lòng không khỏi bội phục hắn, quả thực mỗi người mỗi tài khác nhau. Hắn vừa không mất tiền lại được tiếng mời cơm mọi người, đúng là nhất cử lưỡng tiện việc ở trên đời có tám chín phần thường không theo ý người ta. Trương Dương định sáng sớm hôm sau từ Đông Giang về Giang Thành nhưng vì một cú điện thoại của Phó Thị trưởng Nghiêm Tân Kiến khiến Trương Dương lại phải ở lại Đông Giang thêm ít hôm. Chẳng là đám công nhân nhà máy dệt Giang Thành lại làm loạn, có mấy tên gì gì đó đại biểu cho đám công nhân chạy lên tỉnh kêu oan. Văn phòng đại diện của thành phố trên tỉnh đã cử người đi khuyên giải kêu bọn họ trở về nhưng mấy gã công nhân này lại cực kỳ cứng đầu không chịu nghe lời chủ nhiệm văn phòng đại diện Lương Mai cũng vô kế khả thi, lại phải cầu viện ngược về thị ủy. Lúc mấy vị lãnh đạo thị ủy đang họp bàn bàn giải pháp tháo gỡ vấn đề, nghiêm tân kiến liền nhớ ra Trương Dương vẫn đang ở Đông Giang nên kiến nghị nên để Trương Dương thay mặt thị ủy giải quyết chuyện này, ý kiến này của hắn được mọi người nhất trí rồi thông qua. Nghiêm Tân Kiến đã tự mình gọi điện đến thay mặt thị ủy giao nhiệm vị thì Trương Dương cũng khó lòng cự tuyệt được, vì thế Trương Dương đành phải nhận lời rồi quay xe chạy về văn phòng đại diện Giang Thành ở Đông Giang. Có năm nhân viên công tác ở văn phòng đại diện thành phố Giang Thành, bao gồm cả chủ nhiệm Lương Mai đang ngồi nói chuyện với đại diện đại biểu công nhân nhà máy dệt Giang Thành. Vừa tới nơi Trương Dương tưởng ai hóa ra lại là người quen, lại là gã công nhân đã khá lớn tuổi từ Đại Quang, mà lần trước hắn cũng là một trong số những đại diện tiêu biểu trong đám công nhân gây rối ở công trường thi công Nam Lâm tự. Lương Mai đã phải tự mình tới ngồi nói chuyện nhẹ nhàng khuyên giải nhưng thái độ từ đại quang vẫn cực kỳ quyết liệt mặc kệ lương mai khuyên gì hắn cũng không thèm để ý tới suốt cuộc lương mai cũng không kiềm chế nổi nàng tức giận vỗ mạnh bàn một cái lớn tiếng nói các ngươi tưởng các ngươi làm như vậy là hay lắm à các ngươi càng làm lớn sự việc thì người chịu thiệt thòi nhiều nhất là các ngươi chứ không ai khác ngươi có biết tự ý quấy nhiễu cơ quan nhà nước là phạm tội không từ đại quang cũng không bị mấy lời dọa nạt vừa rồi của phương mai mà tỏ ra sợ sệt hắn lại bình thản hỏi ngược lại, người tưởng rằng có thể dễ dàng chụp mũ cho ta như vậy được sao? Chính phủ chẳng phải là chính phủ của nhân dân sao? Cán bộ nhà nước không phải là công bộc của nhân dân sao? Chẳng phải các ngươi là đại biểu cho lợi ích của quần chúng nhân dân sao? Ta đại là phản ánh tình hình thực tế của dân chúng, như vậy mà lại là phạm tội sao? Thử hỏi ta phạm tội gì nào? Đại mấy câu cũng thể hiện rõ sự cứng rắn ngoan cường quyết đấu đến cùng của từ đại quang, mà cũng không riêng gì hắn, mấy gã đại diện đại biểu công nhân khác đến Đông Giang kêu oan cũng đều là hạng rắn mặt khó chơi như nhau cả. Lương Mai tức giận đến độ người phá ỉ run nhẹ, quả thực từ đại quang nói không sai chút nào, bọn hắn làm vậy không trái pháp luật, cũng không phạm tội. Bình thường văn phòng đại diện xử lý mấy vụ việc kiểu như này thường là mắng mỏ giáo huấn hoặc khuyên giải rồi đuổi về quê, nhưng dù có đuổi từ đại quang về thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, đuổi về thì bọn họ lại tiếp tục đi kiện cáo chỗ khác. Ngươi không cho bọn họ kiện cáo ở Giang Thành, bọn họ liền lên tỉnh kêu oan. Ngươi không cho bọn họ lên tỉnh thì bọn họ lại lên thẳng Bắc Kinh, lên thẳng Trung ương giải bảy nỗi oan khuất. Nhìn từ đại quang, Trương Dương cũng biết lần này gặp chút khó khăn rồi đây. Vừa thấy Trương Dương, từ đại quang liền nhận ra ngay, dù sao lần trước lúc làm đại diện đại biểu công nhân đàm phám với đám thương nhân người Hồng Kông, Trương Dương cũng có mặt ở đó, mà tiểu tử này cấp cho hắn ấn tượng cũng không tệ lắm nên giờ hắn vẫn còn nhớ mặt. Trương Dương tươi cười nói với Lương Mai: "Lương chủ nhiệm, tôi có thể nói chuyện với Từ sư phó một chút được không?" Có người đến chịu trận hộ, Lương Mai hận Trương Dương sao không đến sớm một chút nữa ấy chứ, chứ đừng nói gì đến không đồng ý. Nàng gật gật đầu rồi chậm rãi rời khỏi văn phòng. Trương Dương móc bao thuốc Trung Hoa ra kéo nhẹ một điếu rồi đưa qua mời Từ Đại Quang. Từ Đại Quang cũng không khách khí rút điếu thuốc ra ngậm vào miệng rồi tự châm lửa hút hắn rít một hơi thật dài xong mới thấp giọng nói bọn ta không làm gì phạm pháp cả trương dương nở nụ cười nhẹ từ sư phó tôi có nói các người phạm pháp sao từ đại quang vẫn không thèm liếc nhìn trương dương vẫn chỉ nhàn nhạt nói trương chủ nhiệm tôi biết cậu tới là muốn khuyên bọn tôi trở về mà tôi cũng không ngại nói thẳng cho cậu biết nếu lần này tỉnh ủy không có một lời giải thích hợp lý cho chúng tôi thì chúng tôi lại tiếp tục kiện lên cấp trên kiện lên trung ương Trương Dương nhíu nhíu mày thấp giọng nói, từ sư phó, lãnh đạo thị ủy vẫn luôn coi trọng khu vực Phan Uyên, vẫn để trong lòng các vấn đề của nhà máy dệt Giang Thành, họ vẫn đang nghĩ cách từng bước giải quyết vấn đề. Mà các người làm như vậy không chỉ không mang lại lợi ích gì mà ngược lại sẽ làm phản tác dụng mà thôi. Từ đại quang nhếch mép cười lạnh một tiếng, Trương chủ nhiệm, cậu không cần gạt tôi, đám lãnh đạo khu vực Phan Uyên vẫn thở ơ không quan tâm đến vấn đề của nhà máy dệt Giang Thành, không màng đến sự sống chết của đám công nhân bọn ta. Bọn họ chỉ nghĩ đến cải cách, nghĩ làm sao xây dựng và phát triển, còn đám công nhân bọn ta chỉ là vật hy sinh của các người mà thôi." Trương Dương cả giận lớn tiếng nói, "Từ sư phó, ông nói vậy là có ý gì? Cứ cho không nhắc đến thành phố đi, chỉ riêng khu vực Phan Uyên thôi các lãnh đạo vì chuyện của mấy người các ngươi mà đã mở ra bao nhiêu cuộc họp, mà ông đã được tham dự bao nhiêu hội nghị công khai?" mọi người vẫn đang cố gắng giải quyết vậy mà ông lại xem nhẹ không thèm đếm xỉa đến công sức của mọi người như vậy sao? Từ đại quang lại nói, ta không biết các người có cố gắng hay không cố gắng, nói tóm lại ta chỉ biết đám công nhân bọn ta đến giờ chưa được chút lợi ích gì. Kể cả đến lúc nhà máy mới được hoàn thành, nhưng bọn ta vẫn bị sa thải, vẫn bị thất nghiệp, thử hỏi với một chút tiền bồi thường như vậy cuộc sống trong tương lai của bọn ta phải làm sao? Hiện giờ ta là chủ nhiệm ban cải cách thành phố Giang Thành, Ta có thể nói cho ngươi biết, xí nghiệp trọng điểm cần cải cách tiếp theo là nhà máy dệt của các ngươi. Trong thời gian sắp tới, các vấn đề của nhà máy dệt sẽ hoàn toàn được giải quyết triệt đề. Giải quyết như thế nào? Ta biết thừa các ngươi chỉ giỏi khua môi múa mép hứa xuông, mục đích là để bọn ta bỏ đất đi rồi các ngươi lại bán lại cho đám thương nhân người Hồng Công Hồng kiếm lời. Đất là của bọn ta, các ngươi có quyền gì đuổi bọn ta đi? Càng nghe Trương Dương càng thấy nóng mặt lão già từ đại quang này thế nào lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn cứng đầu không biết phân rõ phải trái trương dương lớn tiếng nói tôi một lần nữa nói cho ông biết thứ nhất nhà máy dệt là của nhà nước đất đai cũng là của nhà nước các ngươi chỉ là người làm công của nhà nước nhà máy dệt không phải tài sản riêng của các ngươi nhà nước là của dân vậy thì nhà máy dệt cũng là của dân chúng của bọn ta từ đại quang cũng không kém cạnh đối chọi lại trương dương Đến giờ Trương Dương cũng không nhịn được nữa, lạnh lùng nói, từ sư phó, thời đại bây giờ không ngừng phát triển mà nhà máy dệt lại nằm trung tâm thành phố ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề quy hoạch của thành phố. Hơn nữa đất nước ta đang công nghiệp hóa hiện đại hóa, cải cách đổi mới máy móc thiết bị tân tiến nên nhà máy không cần nhiều công nhân như trước nữa. Bởi vậy các người mới tàn nhẫn không đếm xỉa đến bọn ta cứ thế một cước đá bay ra khỏi cửa, thử hỏi như vậy với cái xã hội tư bản cũng có gì khác nhau cơ chứ? Nếu chỉ đơn giản một cước đá các ngươi ra khỏi cửa thì chẳng việc gì phải lo lắng nhiều phiền toái đến như vậy. Từ sư phó, ngài thử động não suy nghĩ lại mà xem, ngài chạy ngược chạy xuôi như vậy chẳng phải là vì lợi ích của công nhân nhà máy hay sao? Nhưng thực tế hiệu quả và lợi ích nhà máy mang lại cho công nhân được bao nhiêu? Có phải vài năm trở lại đây nhà máy toàn làm ăn thua lỗ hay không? Vậy thử hỏi lợi ích công nhân nhà máy mấy năm nay nhận được những gì? Ngài là người trong cuộc chắc ngài phải hiểu rõ hơn ai hết mới phải chứ. Hiện giờ thị ủy muốn tiến hành cải cách, cải tổ đổi mới lại nhà máy không có nghĩa là đẩy các người vào tuyệt lộ mà mục đích là làm tăng hiệu quả sản xuất của nhà máy. Một lần nữa khiến nhà máy hồi sinh, chỉ có như vậy các người mới có cơm ăn. Từ đại quang trầm ngâm không nói gì, quả thực Trương Dương đã nói đúng chỗ quan trọng nhất. Kỳ thật nhiều năm nay nhà máy dệt làm ăn thua lỗ liên tục, nếu cứ tiếp tục duy trì tình trạng như hiện nay thì chẳng bao lâu nữa sẽ dẫn tới vỡ nợ rồi đóng cửa ngừng sản xuất. Biết thì vẫn biết vậy nhưng từ chí quang vẫn mạnh miệng nói lại, khu đất của nhà máy dệt bán được nhiều tiền như vậy, vì sao bọn ta lại không được chút gì? Lúc này mới lòi ra nguyên nhân chủ yếu, Trương Dương cười lạnh một tiếng trầm giọng nói, ta lại một lần nữa nhắc nhở, đất là của nhà nước, hơn nữa ai bảo khu đất đó được bán đi. Mà đó chỉ là liên kết cùng đầu tư quy hoạch phát triển thành phố nói cho cùng cũng không đến phiên ông quản. Tương lai sau khi hoàn thành khu thương mại ở quảng trường Nam Lâm tự sẽ ưu tiên cho các công nhân nhà máy dệt Giang Thành được chọn chỗ tổ chức buôn bán, đây là quyết định chính thức từ lãnh đạo thị ủy. Nói dân chúng là chủ đất nước là đúng, mà trong thời gian qua các người gặp không ít khó khăn cũng là sự thật, nhưng các người lại không chịu vào lãnh đạo, một mực làm những điều mù quáng mà không biết hậu quả gây ra lớn đến nhường nào. Thử hỏi các ngươi làm vậy coi được không? chẳng phải đem công sức mọi người đổ xuống sông xuống bể hết hay sao? Từ đại quang vẫn lớn tiếng thanh minh, không phải do các người bức bách nên bọn ta mới phải làm như vậy sao? Giờ Trương Dương lại chuyển thành nhỏ giọng khuyên nhủ, từ sư phó, người là công nhân lâu năm, gần như gắn bó nửa cuộc đời với nhà máy, cũng là lão thành đảng viên. Tôi có câu này muốn hỏi ngài, sở dĩ nhà máy dệt giang thành suy thoái như tình hình hiện nay là do lãnh đạo thị ủy, hay do lãnh đạo khu vực Phan Huyên, hay là do chính bản thân nhà máy quản lý kinh doanh có vấn đề. Từ Đại Quang lặng im hút thuốc không nói gì. Trương Dương lại nói tiếp, vậy vì sao phải cải cách? Vì để đổi mới tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế. Thế vì sao phải đổi mới nền kinh tế? Chẳng phải vì để cải thiện đời sống dân chúng hay sao? Thực ra nhà nước tiến hành cải cách mở cửa cũng phải chịu nhiều nguy cơ rất lớn, dân chúng là chủ nhân của nhà nước, là một phần của nhà nước hẳn chúng ta phải có trách nhiệm chia sẻ với đất nước làm những điều mình có thể gánh vác những thứ mình có thể gánh vác thay cho đất nước ngài là một lão thành cách mạng tuổi đảng của ngài tính ra còn lớn hơn cả tuổi của tôi nữa chắc hẳn ngài không cần tôi phải nhắc lại nguyên tắc đường lối của đảng cho ngài nhớ chứ lúc gặp khó khăn đảng viên phải là người đi đầu về sau giúp đất nước giải quyết khó khăn đó mới là trách nhiệm là nghĩa vụ của đảng viên chứ không phải lúc thấy không vừa ý là đi đầu gây áp lực cho đảng cho nhà nước như vậy từ sư phó Chúng ta thường so sánh đất nước như người mẹ bao bọc che chở, so sánh đảng như người cha dẫn đường chỉ lối. Lúc mẹ gặp khó khăn, thân là người con chúng ta phải thay mẹ gánh vác khó khăn, giúp mẹ giải quyết vấn đề, chứ ai lại đi nhúng tay vào gây khó dễ như vậy đâu. Những lời này của Trương Dương đã đánh sâu vào tận đáy lòng Từ Đại Quang, hắn cứ ngơ ngác ngồi nhìn mặt bàn hơn nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì, điếu thuốc trong tay cứ cháy dần cháy dần, lúc tàn thuốc dài quá do trọng lực nên rơi vương vãi xuống mặt bàn. Một lúc sau Trương Dương lại nhỏ giọng nói, "Xin ngài cứ tin ở tôi. Tôi lấy danh dự chủ nhiệm ban cải cách Giang Thành bảo đảm, trong thời gian ngắn nhất vấn đề của nhà máy dệt sẽ được giải quyết hoàn toàn. Nếu ngài chú ý một chút sẽ thấy trên các thông tin đại chúng có nhắc đến những sự thay đổi của nhà máy rượu và nhà máy dược phẩm Giang Thành. Hai cơ sở xí nghiệp đó trước kia cũng giống nhà máy dệt gặp không ít khó khăn, nhưng họ khác các người." Họ không chỉ ngồi một chỗ oán trời trách đất mà từ lãnh đạo đến công nhân đều tích cực thông qua nhiều hình thức từng bước tiến hành cải cách thay đổi nhà máy, cuối cùng kết quả họ nhận được không phụ với những công sức mà họ đã nỗ lực bỏ ra. Cấp trên đã có kế hoạch cải cách cải tổ nhà máy dệt và chỉ không lâu nữa thôi ngài sẽ thấy một nhà máy dệt Giang Thành hoàn toàn mới. Từ đại quang ngẩng đầu, tiến hành cải cách tức là sẽ có hy sinh, nhưng đám công nhân nghèo bọn ta không thể chịu nổi số tiền ít ỏi như vậy được. Ngài cứ yên tâm lãnh đạo sẽ chú ý đến vấn đề này. Đất nước chúng ta là đất nước xã hội chủ nghĩa, mọi người dân đều bình đẳng như nhau, các người sẽ không phải chịu bất kỳ sự thiệt thòi nào. Trương Dương phải vất vả phả nửa ngày trời, nước bọt cũng tiêu tốn gần hết mới khuyên được đám công nhân nhà máy dệt trở về. Chủ nhiệm văn phòng đại diện Lương Mai cảm ơn Trương Dương dối rít nếu không có Trương Dương sợ rằng nàng chỉ còn biết bỏ của chạy lấy người với đám công nhân cứng đầu không biết điều kia lúc Trương Dương vừa bước ra khỏi văn phòng đại diện Giang Thành thì bên trường đảng tỉnh lại đánh điện tới kêu Trương Dương lên đóng học phí kỳ tiếp theo cùng nhận tài liệu học tập. Nhắc đến Trương Dương mới nhớ ra là mình vẫn còn đang theo học ở trường đảng tỉnh, nhưng hình như mình lại chưa lần nào tới ngồi nghe giảng thì phải. Lăn lộn trên trốn quan trường lâu càng lúc Trương Dương càng thấy giá trị của tấm bằng chính quy, vậy nên lần này Trương Dương phải làm đến nơi đến trốn giật lấy cái bằng chính quy mới nở mày nở mặt được. Nghĩ vậy Trương Dương liền đánh xe chạy thẳng đến trường đảng tỉnh, đến phòng tài vụ đóng tiền học phí khóa tiếp. Đến khi đang viết hóa đơn thì đột nhiên ở phía sau lại có người gọi tên, Trương Dương liền xoay người lại xem là ai. Hóa ra người vừa gọi tên hắn là Thường Hải Tâm, cô nàng này mặc một chiếc áo khoác lông cừu trắng, quần jean xanh, kết hợp với mái tóc cột đuôi ngựa trông cực kỳ trẻ trung tràn đầy sức sống. Thường Hải Tâm đang đứng ngoài cửa, một tay ôm sắp sách vở còn một tay đang không ngừng vẫy vẫy vẻ mặt tươi cười dạng người. Trương Dương nhẹ nở nụ cười, không ngờ ở đây cũng gặp được người quen, thật trùng hợp a. À. Đến cùng tần phó thị trưởng sao? Vừa nói Trương Dương vừa đảo mắt nhìn xung quanh nhưng lại không thấy bóng dáng tần thanh đâu cả. Thường Hải tâm mỉm cười nói, ta đang học một khóa huấn luyện ngắn hạn ở trường đảng Đông Giang. Sao, người cũng đang học ở đây à? Trương Dương vỗ vỗ tập tài liệu trong tay nói, đang học thêm bổ túc lấy cái bằng chính quy. Ta cũng phải học tập tiến bộ mới theo kịp thời đại được chứ. Thường Hải Tâm cũng biết Trương Dương chỉ mới tốt nghiệp vệ giáo, xem ra hắn cũng bắt đầu hiểu được một điều trọng yếu trong quan trường, đó là nếu ngươi không có bằng cấp thì đừng mong vươn cao được. Nàng chỉ chỉ tay về ký túc xá phía trước nói, ta vừa học vừa nghỉ lại ở ký túc xá trường luôn. Đi, đến chỗ ta ngồi chơi một lúc. Trương Dương vui vẻ gật đầu đồng ý, sau khi vào lấy hóa đơn rồi cùng Thường Hải Tâm đến ký túc xá chơi. Trời đã cuối thu nên con đường nhỏ phủ đầy lá thông nhỏ vàng bước đi bên trên rất mềm và cực kỳ thoải mái, mỗi bước đều có tiếng xào sạc khe khẽ. Thường Hải Tâm nhỏ giọng nói, đến Đông Giang làm việc sao? Trương Dương gật gật đầu trả lời, lên tham dự hội trợ thương mại mùa thu. Thường Hải Tâm mỉm cười nói, ta nghe nói đoàn đại biểu Giang Thành xảy ra xô sát với bên thương nhân Hàn Quốc thì phải. Không biết có phải là ngươi hay không? trường đảng là nơi tụ hội của một đám lãnh đạo từ cơ sở đến trung ương đến công tác hoặc học tập nên ở đây tin tức được truyền đi khá nhanh dù sao chuyện tình của nhà máy rượu giang thành huyên náo khá lớn có truyền đến trường đảng cũng là lẽ thường tình trương dương cũng không phủ nhận mà trực tiếp trả lời lại nói ra thì dài mà căn bản cũng tại đám cao ly bổng từ kia khinh người quá đáng bằng không ta cũng chẳng buồn ra tay làm gì vừa đi trương dương vừa kể lại đầu đuôi sự việc tại sao hắn lại phải ra tay giáo huấn đám gian thương người hàn quốc kia. lúc kia người tới ký túc xá ngoài thường hải tâm ra còn ba nữ cán bộ trẻ ở các thành phố khác cũng nghỉ lại ở đây. mấy nàng vừa thấy thường hải tâm dẫn theo một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai đến cả đám đều hưng phấn vây quanh đánh giá từ trên xuống dưới khắp người trương dương một lượt. một cô nàng trong đó nhanh miệng hỏi hải tâm người này là bạn trai của cậu à đẹp trai quá ha. À? Thường Hải Tâm xấu hổ đỏ mặt vội vàng giải thích, "Không phải đâu, hắn là bằng hữu của ta." Mấy cậu đừng hiểu lầm. Hiển nhiên mấy cô nàng kia sao tin lời Thường Hải Tâm, vẫn cứ díu rít vây quanh Trương Dương hỏi đông hỏi tây liên hồi khiến Trương Dương chẳng kịp trả lời nữa, toàn cười trừ. Thường Hải Tâm cũng không ngờ sự việc lại thành ra thế này nên đành lấy đại cái cớ nào đó rồi vội kéo tay Trương Dương ra ngoài ký túc xá. Lúc ra khỏi cửa ký túc xá, Trương Dương nhịn không được ha hả cười lớn mặt thường hải tâm vẫn đỏ lượng từ đầu đến cuối nhỏ giọng xin lỗi xin lỗi mấy nàng ta thường ngày vẫn nói năng lung tung như vậy đó vừa rồi ngươi đừng nên hiểm nhầm a trương dương tủm tỉm cười nói hiểm nhầm gì đâu vốn dĩ chúng ta là bằng hữu thật mà nói xong trương dương nhìn đồng hồ một chút đã thấy gần trưa rồi nên mời thường hải tâm ra ngoài ăn thường hải tâm gật gật đầu đồng ý đến nhà hàng thủy thượng nhân gian đi sáng nay anh trai ta có gọi điện tới kêu ta tới đó ăn ta cũng định không đi nhưng có người đến chúng ta cùng đến đó luôn thể cũng được. Chỉ cần là cơm chứ không phải mấy thứ cây FC ăn nhanh kia thì Trương Đại Quan Nhân sẽ không từ chối bao giờ. Bành quân tường mở tiệc mời Thường Hải Long ở Thủy Thượng Nhân Gian mục đích chủ yếu cũng là thương lượng bàn bạc với hắn về việc bố cục trang trí của nhà hàng Thủy Thượng Nhân Gian ở Đông Giang này để hắn học tập rồi áp dụng cho ngư mễ chi hương. Dù sao Thường Hải Long lại là nhị công tử thường thị trưởng Lam Sơn, sau này muốn làm ăn trên đất người ta thì còn phải nhờ và hắn chiếu cố nhiều hơn. Bành quân tường cũng không biết Trương Dương tới, mà thường Hải Long vốn tưởng em gái sẽ không tới đây nhưng lúc nghe em gái gọi điện báo sẽ tới mà đi cùng còn có cả Trương Dương nữa nên thường Hải Long tỏ ra cực kỳ vui mừng ra tận cửa đón tiếp hai người. Ta nói Trương chủ nhiệm ngươi tài cao mà cũng lớn mật ra phết, một cán bộ nhà nước mà dám đi hẳn limousine, cẩn thận không kẻo bên kỳ ủy mời ngươi lên uống trà đó. Trương Dương tùm tìm cười nói, xe này là ta mượn của bằng hiếu, lúc nào về quê thì phải trả lại cho người ta chứ. Bành quân tường ở bên không nhịn được lên tiếng cười mắng, sao trương chủ nhiệm tới Đông Giang mà cũng không thèm báo cho ta một tiếng vậy. Trương Dương vui vẻ vỗ vỗ vui hắn nói, ta tưởng ngươi vẫn ở Giang Thành chứ. Ai biết chạy về Đông Giang từ bao giờ. Mọi người nói dăm ba câu chào hỏi nhau xong bành quân tường mời mọi người vào dùng căm. Thấy em gái đi cùng Trương Dương đến nên Thường Hải Long cũng thấy hơi hiếu kỳ, thường hải tâm lại phải nhỏ giọng giải thích một hồi cho anh trai hiểu. Đều là người một nhà nên bành quân tường cũng không giấu giếm điều gì, sau vài tuần rượu hắn liền nhẹ giọng nói ra mục đích chính hôm nay, hôm nay tôi mời Tổng Giám Đốc Thường tới là muốn ngài xem hộ tình hình tổng quan nhà hàng Thủy Thượng Nhân Gian ở Đông Giang này ra sao, rồi nhờ ngài lên hộ tôi một cái kế hoạch đổi mới trang hoàng lại toàn bộ ngư mễ chi hương của tôi ở Giang Thành, càng nhanh càng tốt, đảm bảo ngư mễ chi hương được khai trương lại trước cuối năm là tốt nhất. Trương Dương quay sang hỏi Thường Hải Long, Hải Long, người muốn tới Giang Thành sao? Thường Hải Long gật gật đầu, đã ký hợp đồng rồi, ta phải tới đó xem lại tổng thể một chút rồi thì đối chiếu lại với ngân sách thì mới lên bản kế hoạch chi tiết được. Trương Dương cười nói, ta thấy điều kiện cơ bản của ngư mễ chi hương vẫn còn khá tốt, chắc cũng không cần phải làm gì nhiều đâu. Bành quân tường lại nói, ta cùng cố tiểu thư đã bàn bạc qua, Lần này sẽ mua luôn cả mấy căn nhà gỗ ở ven hồ cạnh nhà hàng để mở rộng thêm nhà hàng. Như vậy Ngư Mễ Chi Hương sẽ thành nhà hàng hạng nhất toàn Giang Thành. Hắn dừng lại một chút rồi thở dài nói tiếp, nhưng mà lần này áp lực cũng quá lớn a. À. Trương Dương tủm tỉm cười nói, sao? Có cơ hội tốt như vậy mà không chịu tranh thủ đi mà còn ngồi đó than ngắn thở dài nữa. Nếu ngươi thấy áp lực quá lớn thì để ta tìm người khác thay thế cho cũng được. Thế nào? Bành quân tường cười nói, ta cũng biết đây là cơ hội lớn, khó gặp được lần nữa. Quả thực trước kia ngư mễ chi hương là nhà hàng số một số hai toàn Giang Thành, đóng góp khá lớn cho nền ẩm thực Giang Thành, cũng có nhiều người tham gia cùng. Nhưng từ khi Phương Văn Nam buông bỏ ngư mễ chi hương không theo ngành ẩm thực nữa mà chuyên tâm cho dự án xây dựng đường vành đai ba, chắc chắn danh tiếng ngư mễ chi hương sẽ suy giảm nghiêm trọng. Hơn nữa Kiều Mộng Viện lại gióng chống khua chiên tạo thanh thế cho nhà hàng đế hào thịnh thế mà nàng ta mới mua lại được, nghe nói nàng ta còn định mở rộng cải tạo nâng cao vị thế của nhà hàng hòng chiếm vị trí số một trong giới ẩm thực gian thành sợ rằng sau này chúng ta phải nỗ lực hơn nữa mới theo kịp thường hải long vừa nghe thấy cái tên kiều mộng viện liền nhíu nhíu mày kiều mộng viện phải chăng nàng ta là cháu gái kiều lão gia tử trương dương trầm trọng gật gật đầu xác nhận thường hải long lại nói nói như vậy sau này đối thủ cạnh tranh của bành lão bản là nàng ta rồi bành quân tường cười khổ phân trần làm người ai chẳng muốn một cuộc sống yên ổn làm ăn nhưng cùng làm chung một ngành nghề nói không cạnh tranh nhau cũng khó thực ra hắn không phải không nghĩ tới phải cạnh tranh đấu lại mà căn bản là hắn không dám thử hỏi bối cảnh sau lưng người ta lớn đến nhường nào một gã thương nhân bình thường như hắn sao có thể so sánh được chứ đừng nói đến chuyện tranh đấu cùng người ta trương dương cười tủm tỉm đế thêm một câu thì cũng giống như oan ra ngõ hẹp dù ngươi không muốn cạnh tranh nhưng chắc gì người ta đã để ngươi yên xem ra đệ nhất biển vàng ngành ẩm thực giang thành thoát không khỏi tay một trong hai nhà các ngươi rồi. Bành quân tường nghe vậy trong lòng không khỏi âm thầm thở dài, hắn cũng hiểu ẩn ý trong câu nói của Trương Dương, thằng nhãi kia muốn lợi dụng mình để áp chế kiều mộng viện. Trên thực tế cái nhà hàng thủy thượng nhân gian mà hắn đang ngồi hiện nay cố dài đồng nắm hơn phân nửa cổ phần, còn bành quân tường hắn chỉ là một tiểu cổ đông mà thôi. Nói trắng ra thì hắn chẳng khác gì một kẻ thế thân, dễ khó hơn một chút thì là bù nhìn có chút quyền lực. Tuy vẫn biết bị người khác lợi dụng nhưng hắn cũng không có biện pháp nào khác, ai bảo lợi ích mê người mang lại khiến hắn không thể không đâm đầu vào, mà cho dù là người khác chắc chắn cũng không chủ động buông bỏ hắn. Nếu không lao vào nguy hiểm thì sao đạt được lợi ích lớn nhất chứ? Dựa theo kế hoạch mà Thường Hải Long cùng Bành Quân tường thống nhất, ngay tối nay cả hai sẽ tới Giang Thành thực địa khảo sát luôn, Trương Dương cũng vui vẻ đáp ứng cho bọn họ đi nhờ xe mà tiện đang nghỉ cuối tuần rảnh rỗi nên thường hải tâm cũng đi theo mọi người tới Giang Thành chơi một chuyến, nói rằng muốn tới Nam Lâm tự chiêm ngưỡng xá lợi Phật tổ. Nhắc tới Trương Dương mới nhớ ra ngày mai cũng là ngày cảnh quan quanh Nam Lâm hoàn tất xây dựng và bắt đầu mở cửa đón tiếp du khách đến thăm viếng. Nhớ ra chuyện này Trương Dương liền vội vàng gọi điện cho Lão Hòa Thượng Tam Bảo kêu hắn an bài trước cho mọi người không lại sợ đông người. Lão hòa thượng Tam Bảo gần như tôn thờ Trương chủ nhiệm chẳng khác gì Phật tổ nên vâng vâng giả giả cung kính nghe lời, hắn còn nói ngày mai là ngày 10 tháng 1 âm lịch, cũng là ngày Nam Lâm tự có lễ lớn dâng hương Phật tổ, từ sáng đến giữa trưa mai sẽ không mở cửa đón khách, mục đích để tiếp đón nhóm mấy vị lãnh đạo cao cấp thị ủy Giang Thành tới lễ. Hắn còn ra vẻ thần thần bí bí nói cho Trương Dương biết, người dâng hương đầu tiên sẽ là thị trưởng Giang Thành Tả Viên Triệu nhưng nếu như ngay tối nay trương dương về hắn có thể sắp xếp để trương dương tới dân hương trước cả tả thị trường dù sao chỉ cần bọn họ không nói ra thì ai mà biết được trương dương nghe mà không khỏi âm thầm tán thưởng đề nghị này của hắn đừng tưởng hắn là người xuất gia mà lầm tưởng hắn không chân chất thật thà như những gã sư cọ mốc khác mà lời nói hành động của hắn đều cực kỳ khéo léo biết lấy lòng người khác hai anh em thường ra là khách quý tới giang thành lại gặp đúng ngày lễ lớn như vậy nếu như Trương Dương có thể an bài để bọn họ là người đầu tiên dâng hương lễ bái thì đó là một phần ân tình lớn đến nhường nào. Thường Hải Tâm cũng không quan tâm lắm đến chuyện dâng hương này, nhưng Thường Hải Long là người làm ăn nên hắn cực kỳ coi trọng việc lễ bái cầu may mắn. Vừa nghe Trương Dương nói xong, hắn liền tỏ ra cực kỳ hứng khởi cứ luôn miệng dục mọi người nhanh nhanh còn đi cho sớm. Chỉ có điều Bành Quân Tường còn phải sắp xếp lại công việc rồi mới đi được hơn nữa Trương Dương cũng chỉ được phép mượn ô tô của văn phòng đại diện chạy trong thành phố, giờ về Giang Thành nên Trương Dương phải trả lại xe. Cứ trì hoãn dây dưa mấy việc nên mãi tới tận 8 giờ tối mọi người mới xuất phát được. Xe chạy suốt không nghỉ vậy mà mãi tận 12 giờ đêm mới đến Giang Thành. Thường Hải Long chỉ muốn nhanh nhanh đến chùa dân hương trước nên không về khách sạn mà ý muốn đến thẳng Nam Lâm tự luôn. Chỉ có bành quân tường tự nhận là người tốt vẫn thường cứu nhân độ thế nên không cần phải gấp gáp chuyện lễ bái, như vậy chỉ còn hai anh em Thường Hải Long cùng Trương Dương là tới thẳng Nam Lâm Tự Dâng Hương sớm. Trước lúc đi Trương Dương đã đánh điện báo lão Hòa thượng Tam Bảo trước nên mọi người vừa đến nơi hắn liền trực tiếp dẫn thẳng vào nội điện. Hòa thượng Tam Bảo thấp giọng nói: "Vừa hay đêm nay tới phiên ta túc trực, nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có Trương chủ nhiệm là người thích hợp nhất được dâng hương đầu tiên. Chính là nhờ có công đức của Trương chủ nhiệm mà Nam Lâm Tự mới được như ngày hôm nay." Trương Dương khoát tay cười nói: vài ngày không gặp mà công phu vỗ mông ngựa của Tam Bảo Hòa Thượng một ngày tinh tiến ngàn dặm A. À. Hòa Thượng Tam Bảo cũng quá quen với việc bị trương đại quan nhân châm chọc kiểu như vậy rồi nên cũng chẳng để bụng chút nào. Hắn chỉ cười khổ phân trần, người xuất gia không nói dối bao giờ. Người người đều biết công đức của trương chủ nhiệm, có Phật tổ chứng giám. Vừa nói hắn vừa dẫn mọi người vào đại hùng bảo điện. Thường Hải Long châm ba nén hương rồi cắm vào đài xong cung kính quỳ lạy Phật tượng Thích Ca Mâu Ni ở chính giữa đại điện, miệng thì lẩm bẩm cầu khấn tài lộc sức khỏe an khang thịnh vượng. Trương Dương không dâng hương mà chỉ đứng một bên tủm tỉm cười nhìn hai anh em thường hải long dâng hương. Tam bảo hòa thượng nhẹ lùi đến bên cạnh Trương Dương rồi thấp giọng nói, Trương chủ nhiệm trăm ngàn lần đừng nói chuyện này ra ngoài a. À? Để tả thị trường biết được chắc chắn người sẽ không vui đâu. Trương Dương nghe mà cười thầm trong lòng, mai cả đám lãnh đạo cao tầng Giang Thành đều cúc cung tận tụy theo sau tả viên triệu đến đây dâng hương Phật tổ, nhưng ai mà biết được một gã chủ nhiệm còn con như mình lại chạy suốt đêm từ Đông Giang về đây tranh phần dâng hương trước hắn. Thường Hải Long xuất thủ cũng cực kỳ rộng rãi bỏ ra tận 8.000 tệ công đức cho nhà chùa. Lão Hòa Thượng Tam bảo thấy mối lớn cũng định bụng mở miệng lừa bịp Thường Hải Long mấy câu để hắn, công đức riêng, cho nhà chùa, nhưng lúc thấy ánh mắt bất thiện của Trương Dương cứ nhìn chằm chằm nên hắn liền ngậm chặt miệng không dám thoát ra nửa lời, chỉ cung kính đi theo phía sau mọi người dân hương một vòng nam lâm tự xong đến lúc quay lại tòa thị chính thị ủy thì cũng đã là dạng sáng 2 giờ hơn một chút. Trương Dương không về khách sạn mà ngủ lại ở phòng khách luôn. Đúng như lịch trình, đúng 12 giờ trưa nam lâm tự mới mở cửa chào đón du khách thập phương đến lễ Phật. Trước đó 2 tiếng tức là 10 giờ là nghi thức dân hương của đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Giang Thành, trong đó nổi bật nhất là thị trưởng Giang Thành Tả Viên Triệu, phó thị trưởng thường vụ lý trường Vũ, Trưởng khu vực Phan Huyên Tiến Trường kiện khai mạc nghi thức dâng hương lễ Phật. Trương Dương cũng dẫn Thường Hải Tâm tới đây góp vui. Bất quá chức danh Trương Dương vẫn chỉ là cán bộ cấp phó xử nên chỉ được đứng chung với mọi người bên dưới. Có điều Trương Dương cũng không tỏ ra bất mãn chút nào. Đơn giản là tối qua bọn họ là người đầu tiên dâng hương kính lễ Phật Tổ. Nếu như Phật Tổ có rủ lòng từ bi thì hiển nhiên mấy người bọn họ sẽ được Phật Tổ chiếu cố trước tiên, rồi mới đến lượt đám Tả Viên Triệu sau bài diễn văn giạt rào xúc cảm của tả thị trưởng xong là đến phần dân hương lễ Phật tổ. Nhưng ngoài nhận định của mọi người là tả viên triệu lại từ chối khéo không là người dân hương đầu tiên. Thực ra điều này cũng có nguyên nhân sâu xa của nó, tuy rằng người đầu tiên dân hương kính Phật chắc chắn sẽ có nhiều may mắn hơn người khác, nhưng cũng chính vì vậy mà dẫn tới nhiều lời đồn đại nhảm nhí linh tinh. Hắn là thị trưởng Giang Thành, cũng là một đảng viên lão thành cách mạng, chính vì vậy hắn mới không muốn có người lợi dụng chuyện này đặt điều hạ uy tín của hắn trước mặt mọi người hắn mới có lòng tốt nhường vinh dự này cho phó thị trưởng thường vụ lý trường vũ. Hắn mỉm cười khiêm tốn nói, tôi đã được phát biểu diễn văn rồi thì vinh dự này nên nhường đồng chí trường vũ là hơn. Lý trường vũ vội vàng lắc lắc đầu xua tay, tả thị trưởng làm vậy sao được, sau cấp bậc thì ngài là người đầu tiên dâng hương mới phải chứ. Làm sao lý trường vũ không nhìn ra dụng ý chân chính của tả viên triệu. Thắp hương lễ Phật tuy không phạm pháp nhưng lại rất dễ bị người ta nói là mê tín dị đoan, người sợ người khác nói xấu người thì ta không sợ sao? Định chơi ta vố này sao? Không có cửa đâu. Tả viên triệu lại mỉm cười thân ái, trường vũ à, cậu là người quản lý toàn bộ ngành du lịch của thành phố ta. Hơn nữa tính ra cậu cũng là người có công lớn nhất trong việc xây dựng kiến thiết nên nam lâm tự mới được rực rỡ như hiện nay, nói đi nói lại cậu vẫn là người thích hợp nhất cho vinh dự này mới phải. Lý trường vũ nhất quyết không chịu là người đầu tiên dâng hương, cũng không chịu kém cạnh, Hắn mỉm cười đáp trả lại, ngài nói vậy là đề cao tôi quá rồi, nói đúng ra tôi cũng chỉ là người làm việc theo chỉ thị của ngài mà thôi. Cũng nhờ ngài thương dân, một lòng hướng Phật luôn quan tâm lo lắng đến tiến độ xây dựng kiến thiết lại Nam Lâm tự nên Nam Lâm tự mới được sớm ngày hoàn thiện mở cửa đón Phật tử mọi nơi đến dâng hương lễ Phật. Như vậy tả thị trưởng phải là người có công lớn nhất mới đúng, tôi sao dám tranh công của ngài chứ? hai vị lãnh đạo cao nhất giang thành cứ đùn qua đẩy lại mãi khiến cả đám người bên dưới đều mơ hồ chẳng hiểu chuyện nữa nữa ai cũng biết thường ngày hai người này vẫn tranh đấu nhau gay gắt sao đột nhiên lại khách khí với nhau như hai người bản thân như vậy nhưng chỉ một lúc sau người thông minh liền hiểu ra vấn đề bên trong điều này liên quan đến vấn đề tín ngưỡng mà nói khó nghe hơn thì là mê tín dị đoan hầu hết mọi người ở đây đều là đảng viên cán bộ nhà nước nên mấy việc dân hương lễ phật này cũng phải biết giữ ý tứ kín kín một chút chớ nên để người khác lại đặt điều nói xấu rồi lại sinh chuyện không hay. Tả viên triệu cùng Lý Trường Vũ cứ nhường qua nhường lại nhau cả nửa ngày cũng không ai chịu là người đầu tiên dâng hương kính Phật. Lúc sau tả viên triệu lại thoáng thấy được Trương Dương đang đứng lẫn trong đám người bên dưới, trong đầu hắn linh quang chờ thoáng qua hắn liền tươi cười quay người vẫy vẫy tay gọi lớn tiểu Trương à, lên đây đi. Trương Dương ngơ ngác chỉ chỉ mũi mình, lúc chắc chắn tả viên triệu đang gọi mình, Trương Dương mới lững thững lên bục đại biểu. Tả viên triệu tươi cười nói lớn, tiểu trương, cậu sẽ là người có vinh dự được dâng hương kính Phật đầu tiên. Tất cả mọi người đương trường nghe mà giật mình sửng sốt, chẳng biết thằng nhãi kia tu luyện kiểu gì mà có phúc khí được tả thị trường coi trọng đến vậy. Đương nhiên Lý Trường Vũ cũng hiểu dụng ý của tả viên triệu khi làm vậy. Quả thực nước cờ này của tả viên triệu cũng quá cao tay, làm như vậy chẳng những hắn có thể cấp cho Trương Dương một cái nhân tình to tướng khiến cả đám người bên dưới phải trầm trồ khen ngợi Trương Dương, khẳng định từ hôm nay địa vị của tiểu tử kia sẽ được nâng lên rất cao. Như vậy tả viên Triệu đã tỏ rõ ý muốn lôi kéo Trương Dương về phía hắn, đồng thời đã kích lý Trường Vũ một vố, mà cái quan trọng nhất chính là đem cái vinh dự to lớn và cũng là khúc xương khó nhai kia ném cho Trương Dương gặp. Tuy rằng Trương Dương là đảng viên nhưng dù sao tuổi hắn còn trẻ, chức vụ cũng khá thấp, vậy thì có người nào lại đi bới lông tìm vết gây khó dễ cho hắn làm gì? Mà dù có người cố tình đi chăng nữa thì chắc cũng chẳng gây ra nhiều sóng gió, ảnh hưởng cũng không lớn như những người có địa vị cao như tả viên triệu hay lý trường vũ. Trương Dương vội vàng xua tay gượng cười nói, tả thị trưởng nói vậy coi sao được, tôi sao đủ tư cách ha. À? Tả viên triệu cười nói, người đầu tiên đề xuất xây dựng khiến thiết lại cảnh quan nam lâm tự là cậu, hơn nữa cậu cũng là người điều hành công tác giai đoạn đầu của dự án nên mọi việc mới tiến triển thuận lợi như vậy mọi người nói xem tiểu trương chủ nhiệm của chúng ta có đủ tư cách là người dâng hương đầu hay không. Mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay hưởng ứng, gần như toàn bộ đám người ở bên dưới thì uy vọng của tả thị trưởng có phần còn lớn hơn Phật tổ Bồ Tát tiết trên cao vài lần. Lời nói của tả thị trưởng có sức thuyết phục hơn nhiều so với đạo Phật, bởi vậy mà trong nháy mắt cả đám người bên dưới đều quên đây là nơi cửa Phật chú trọng thanh tịnh, cả đám đều vỗ tay ầm ầm tỏ ý đồng tình với tả viên triệu. Trương Dương cũng nhìn ra Tả viên Triệu cùng Lý Trường Vũ đều né không chịu là người đầu tiên dâng hương kính Phật. Lúc nhận ba nén hương của trụ trì đưa cho Trương Dương không khỏi cười thầm trong lòng. Tối qua chạy bờ hơi tai về giấu giấu giếm giếm tranh người đầu tiên được dâng hương kính Phật cầu may, vậy mà không ngờ đến sáng nay lại được một lần nữa là người đầu tiên dâng hương. Chỉ khác một điều đêm qua lén lút sáng nay thì quang minh chính đại, lại còn được cả đám người bên dưới tung hô ngưỡng một nữa. Lão hòa thượng Tam Bảo cũng không đoán được sự việc lại thành ra như vậy, trong bụng hắn muốn cười lớn nhưng lại không dám cười thành tiếng, đành phải nghịch chuỗi hạt tràng để quên cơn buồn cười. Thường Hải Tâm đứng lẫn trong đám người bên dưới thì tươi cười như hoa, đôi mắt đẹp cứ chăm chú nhìn Trương Dương không rời, nàng chỉ thấy chuyện này buồn cười đến cực điểm. Sinh ra trong nhà quan lại nên chỉ một lúc nàng cũng hiểu được vì sao Tả viên Triệu Cùng Lý Trường Vũ lại nhún nhường đùn đẩy nhau cái vinh dự to lớn kia. Nhưng nàng cũng không ngờ Trương Dương lại thành bia đỡ đạn của bọn họ, chỉ là như vậy cũng không khác gì thành toàn cho hắn, cứ nhìn ánh mắt hâm mộ của đám người bên dưới nhìn hắn là biết ngay, chung quy lại với hắn thì điều này có lợi nhiều hơn hại. Lần này là đoàn đại biểu cấp cao của thành phố, hiển nhiên đám nhà báo đài truyền hình cũng phải đến đưa tin, mà phần quan trọng nhất của buổi lễ lại là phần dâng hương kính Phật tổ. Nghiễm nhiên Trương Đại quan nhân của chúng ta trở thành nhân vật chính, toàn bộ máy quay đều chĩa vào hắn đám người bên dưới nhìn càng hâm mộ ghen ghét mãi không thôi. Chỉ là thằng nhãi này cũng không vì sướng quá mà không để ý điều gì, hắn vẫn nhớ hắn là đảng viên chứ không phải những thiện nam tín nữ khác, nên chỉ đứng chắp tay lại ba lại mà không quỳ dạp xuống lại Phật tổ như những người khác. Lúc Trương Dương dâng hương xong có một vài phóng viên liền nhau tới hỏi dồn dập Trương chủ nhiệm, xin hỏi lúc nãy dâng hương ngài cầu xin Phật tổ điều gì? Trương Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh không gợn chút mây nào trên cao, hắn làm vẻ mặt đắn đo nhưng lại tràn ngập hy vọng nói, tôi hy vọng thành phố Giang Thành ta tiến thành cải cách được thuận lợi, hy vọng nền kinh tế thành phố được đổi mới có những bước tiến nhảy vọt, như vậy đời sống nhân dân mới được ấm no hạnh phúc hơn. Lại có phóng viên hỏi, trương chủ nhiệm, ngài cũng là một đảng viên đảng Cộng sản, vậy ngài thấy việc lễ chùa dân hương như vậy có nên hay không? Trương Dương mỉm cười nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm gã phóng viên vừa hỏi kia, trong lòng thầm mắng gã chết tiệt kia là kẻ nào có đầu óc hay không mà lại đi hỏi câu như vậy. Nếu như người dân hương là tả viên triệu hay lý trường vũ thì các người có dám hỏi những câu như vậy hay không? Không phải các người thấy ta thấp cổ bé họng mà định khi dễ nhé. Tuy tức giận trong lòng nhưng ở đây nhiều phóng viên ký giả như vậy Trương Dương không thể phát hỏa được mà chỉ mỉm cười nhẹ giọng trả lời. Dân hương kính Phật cũng như một dạng hành động mang ý nghĩa tượng trưng. Thực ra vấn đề này thuộc về vấn đề tập tục tập quán của mỗi vùng mỗi miền mỗi quốc gia khác nhau, chính vì vậy người xưa mới có câu nhập ra tùy tục. Hẳn mọi người đều biết cách chào hỏi của người phương Tây là ôm hôn má nhau. Nếu có người từng đến Australia mới biết người dân bản xứ ở đó có phong tục gọ mũi vào nhau thay lời chào hỏi. Chúng ta cũng không nên cứng nhắc quá mà gạt bỏ tín ngưỡng của người dân, đó là một cách thể hiện sự tôn trọng người khác. Hôm nay tôi dâng hương không phải chỉ vì cá nhân tôi mà là đại biểu toàn bộ chính phủ Giang Thành, đại biểu những lãnh đạo cấp cao giang thành tỏ lòng tôn trọng cũng như chúc sự nghiệp tôn giáo của đất nước ta phong quang đại chúng. Trương Dương vừa dứt lời xong cả một mảng lớn người đều vỗ tay nhiệt liệt hoan hô. đến lúc Tam Bảo Hòa thượng dẫn Trương Dương cùng Thường Hải Tâm đến địa cung chiêm ngưỡng xá lợi Phật tổ. Thường Hải Tâm nhịn không được phải nhẹ giọng khen Trương Dương mới có mấy ngày không gặp mà đạo hạnh ngươi tăng lên nhanh chóng mặt đến vậy. lúc nãy người trả lời câu hỏi của đám phóng viên trông oai phong lẫm liệt quá ha. À. Trương Dương cũng chẳng cần dự ý mà ha hà cười lớn một tiếng. Hòa thượng Tam Bảo cũng nhân cơ hội vỗ mông ngựa một hồi, xem ra Trương chủ nhiệm là người có duyên với cửa Phật được Phật tổ lựa chọn. Trương Dương cười cười, là Tả Thị trưởng lựa chọn ta mới đúng chứ. Thường Hải Tâm nghe vậy cũng không khỏi cảm thán nói, người đang ở thể chế nên làm việc gì cũng phải cẩn thận trước sau cả hai vị lãnh đạo thị trường đều không muốn là người dân hương đơn giản vì cả hai đều sợ bị người khác nói này nọ như đám phóng viên lúc nãy hỏi người đấy. Trương Dương lại nói, vốn dĩ thắp hương lễ Phật cũng chẳng phải việc gì to tát, nhưng trên đời lại lắm kẻ hữu tâm, chỉ một việc bé nhỏ không đáng nói cũng có thể xào xáo thiên biến vạn hóa trở thành việc động trời để gây khó dễ người khác. Lão Hòa Thượng Tam bảo lại đế thêm một câu danh ngôn nhà Phật, bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi thai, bản lai vô nhất Phật, hà sử nhạ trần ai. Vốn dĩ thế gian không có phiền não mà phiền não đều do tâm con người sinh ra. Một số người tâm không lặng cho nên họ mới suốt ngày đề phòng người khác, khác gì họ tự đề phòng chính bản thân họ. Nếu như mọi người tâm đều lặng, luôn làm việc thiện như trương chủ nhiệm như vậy thì thế giới này đã yên ổn hòa bình từ rất lâu rồi. Trương Dương nheo hai mắt lại nhìn Lão Hòa Thượng Tam Bảo trầm giọng nói, đại sư lại vỗ mông ngựa tôi phải không? Sở trường giỏi nhất của lão hòa thượng Tam Bảo chính là lúc a Du nịnh hót xong mà bị người khác bóc mẽ nhưng vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh không sợ phong ba bão táp trước mặt, trên mặt vẫn là nụ cười hòa ái hiền từ của người xuất gia. Hắn chắp tay cung kính niệm Phật, A-di-đà Phật. Thiện tai, thiện tai, mỗi câu mỗi chữ đều là lời tự đáy lòng của Bần Tăng, Trương chủ nhiệm không nên hoài nghi người xuất gia như vậy. Thấy bộ dạng đạo nghĩa lẫm liệt của lão hòa thượng Tam Bảo mà thường hải tâm không khỏi bội phục trong lòng từ lúc sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên nàng mới thấy một kẻ a du nịnh hót mà vẫn ra vẻ đạo nghĩa như vậy. Trương Dương không nói gì mà chuyển ánh mắt nhìn hành lang dẫn tới địa cung bên dưới xâm thẳm hun hút, bỗng nhiên Trương Dương lại nhớ tới một câu lòng người khó dò, vẫn biết trên chốn quan trường chỉ có hai mối quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng, nhưng làm sao để đạt được sự cân bằng, làm sao đạt được lợi ích lớn nhất cả từ hai phía, đấy mới là đạo quan trường đỉnh cao mà không phải mấy ai hiểu và làm được điều đó. Chương 232, mục tiêu chính là ngươi. Lúc Lý Trường Vũ đến phòng làm việc của Hồng Vĩ Cơ thì hắn đang ở trong phòng nghỉ bên trong xem tivi, lại vừa đúng lúc tivi chiếu đến phóng sự ghi lại buổi lễ khánh thành cùng Dân hương Phật tổ ở Nam Lâm tự. Cả buổi Hồng Vĩ Cơ vẫn giữ nụ cười nhẹ trên mặt, hắn vừa hút thuốc lá vừa hứng khởi xem tivi. Lý Trường Vũ không khách sáo mà ngồi xuống ghế sofa ngay bên cạnh Hồng Vĩ Cơ, rồi với tay lấy bao thuốc trên mặt bàn, rút ra một điếu rồi tự châm lửa hút. Mãi đến lúc tiếng bật lửa vang lên ngay bên cạnh mới thu hút sự chú ý của Hồng Vĩ Cơ, hắn mỉm cười nói trông đẹp đấy. Lý Trường Vũ giết một hơi thật dài xong mới đưa cái bật lửa sang cho Hồng Vĩ Cơ ngắm nghĩa của Trương Dương biếu cho. Hồng Vĩ Cơ cũng giết một hơi rồi mới nhỏ giọng nói, thực không ngờ đạo hạnh tiểu tử này lại tăng lên đáng kể như vậy. Lý Trường Vũ chuyển ánh mắt nhìn màn hình TV trước mặt, lúc này đã qua đoạn Trương Dương dâng hương, đến cảnh phóng viên đang hỏi Trương Dương một cố câu hỏi. Lý Trường Vũ mỉm cười nói, lăn lộn trên quan trường lâu như vậy, hơn nửa giờ đã làm chủ nhiệm ban cải cách, nếu như ngay cả mấy câu hỏi của đám phóng viên quen mà cũng không ứng phó nổi thì còn đòi cải cách cái gì nữa. Hồng Vĩ Cơ lại nói một câu không ăn khớp chủ đề, ta cũng không ngờ đồng chí Viên Triệu lại cho Trương Dương cái vinh dự to lớn được dâng hương kính Phật trước mọi người. Lý Trường Vũ chỉ cười nhạt mà không nói. Hồng Vĩ Cơ nhìn không được lại nói, các ngươi tính làm cái gì vậy? Có chút như vậy mà lại để một tiểu tử miệng còn hôi sữa đi đại biểu cho toàn bộ chính phủ Giang Thành, như vậy mà coi được à? Hắn có tư cách đó sao? Lý Trường Vũ thở dài cảm thán nói, ông bạn già à, chẳng ai muốn bị người khác nói về vấn đề tín ngưỡng hay sự mê tín dị đoan của mình đâu. Hồng Vĩ cơ chỉ chỉ ngay mũi Lý Trường Vũ thấp giọng nói, cứ suốt ngày lo trước sợ sau chẳng dám làm gì như mấy người các ngươi thì sao có thể hoàn thành tốt công tác được? Là cấp trên nên hắn mới nói vậy thôi chứ thực ra nếu đổi lại là hắn tại đương trường thì hắn cũng chẳng nguyện ý làm mục tiêu cho đám người, hữu tâm kia nhắm vào đả kích mình. Cũng chính vì điều đó mà từ đầu hắn mới từ chối khéo không tới tham dự buổi lễ khai mạc lễ hội. Thực ra tâm tình Lý Trường Vũ cũng không thấy thoải mái như biểu hiện ngoài mặt. Sáng nay ở Nam Lâm tự, Tả Viên Triệu đã biểu hiện rõ ràng rằng mối quan hệ của hắn với Trương Dương đã bình ổn lại, điều này khiến Lý Trường Vũ thấy không vui chút nào lý trường vũ cũng biết trương dương không phải là nhân vật mấu chốt có tính quyết định trong cuộc cạnh tranh chiếc ghế thị trưởng của hắn với tả viên triệu nhưng hắn cũng không phủ nhận trương dương có những tác dụng không nhỏ nhất định sở dĩ tả viên triệu năm lần bảy lượt tỏ ý hòa thuận với trương dương cũng không phải hắn muốn trương dương ngả về phía hắn hay ra sức giúp hắn trong cuộc đua mà đơn giản hắn chỉ muốn trương dương không có ý định nhân lúc tìm cách bỏ đá xuống giếng hại hắn mà thôi hơn nữa thời gian gần đây phát sinh quá nhiều chuyện ngoài ý muốn khiến Lý Trường Vũ không nắm chắc viễn cảnh tương lai của chính mình như trước kia. Hồng Vĩ cơ liếc mắt nhìn lại Lý Trường Vũ một cái, đến giờ hắn cũng bắt đầu sinh ra nghi ngờ về khả năng của lão bạn học lâu năm này của mình. Quả thực Lý Trường Vũ không có tệ nạn quan liêu như người khác nhưng dạo gần đây xả ra nhiều chuyện khiến Hồng Vĩ Cơ không thể không nghi ngờ khả năng chi phối điều hành công việc của hắn, niềm tin ban đầu của Hồng Vĩ Cơ cũng có chiều hướng dao động không ngừng một lúc sau Hồng Vĩ Cơ mới mở miệng hỏi, tiến triển dự án xây dựng đường vành đai ba thế nào rồi? Gần đây cũng coi như suôn sẻ, có tổ chuyên môn chuyên giám sát về phần chất lượng công trình, nhất định sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng như việc hoàn thành tiến độ công trình như kỳ hạn đã định. Hồng Vĩ Cơ giít thêm một hơi nữa rồi rụi đầu mẩu thuốc lá vào gạt tàn xong thấp giọng nói, vụ sập cầu tường vi gây ảnh hưởng quá lớn, dân chúng bắt đầu sinh ra hoài nghi với công trình xây dựng đường vành đai ba của chúng ta. Cũng vì vụ việc này mà cục trưởng cục giao thông Cố Hâm bị bắt, người có trách nhiệm tương quan cũng không phải ít đâu. Đương nhiên Lý Trường Vũ cũng nghe ra ẩn ý ám chỉ trong câu nói của Hồng Vĩ Cơ. Thực ra từ đầu lúc sự việc xảy ra hắn cũng từng nghĩ đến sẽ đứng ra gánh vác phần lớn trách nhiệm, nhưng cũng may trên tỉnh ủy cũng không chú trọng lắm chuyện này mà chỉ làm qua loa rồi giao cho thành phố giải quyết hậu quả. Mặc dù cố giai đồng không phải chịu bất kỳ phần trách nhiệm nào trong vụ việc lần này nhưng dù sao nàng ta cũng là một trong những nhà thầu nhận khoán công trình nói không dính dáng đến cũng là dối lòng dối người. Cũng chính vì nhân tố là nàng đã ảnh hưởng đến thái độ xử lý mạnh hay yếu của tỉnh ủy, bởi vậy mà Lý Trường Vũ mới may mắn rút được một chân trong quan tài ra. Có điều hắn cũng biết đây chẳng phải chuyện tốt lành gì, bất kể hắn có tìm cách giải thích như thế nào đi chăng nữa thì ai cũng biết từ đầu hắn đã nghĩ đến việc lợi dụng sức ảnh hưởng của cố giai đồng, chứ đừng nói gì đến vị cố bí thư cao cao tại thượng trên kia mà không hay biết điều gì. Lý Trường Vũ biết thì sao Hồng Vĩ cơ lại không biết điều này, quả thực nhiều lúc không phải cứ trốn không phải gánh trách nhiệm đã là chuyện tốt. Khẳng định vị đạo lão bản cố bí thư kia sẽ không cam tâm tình nguyện để người khác lợi dụng mà không làm gì trả đòn lại, bất kể Lý Trường Vũ có chủ ý từ trước hay chỉ vô tâm nhưng chắc chắn một điều sớm muộn gì hắn cũng phải chịu sự trả đũa của cố bí thư. Nói như vậy tiền đồ chính trị của Lý Trường Vũ e rằng khó có triển vọng gì nữa rồi. Lý Trường Vũ nhỏ giọng trả lời, sự việc đã được điều tra rõ ràng, cũng đã có biện pháp xử lý hợp lý những người có trách nhiệm liên quan, Phương Văn Nam cũng đã nộp tiền phạt đầy đủ. Hồng Vĩ cơ trầm trọng gật gật đầu, chỉ là lúc nghe cái tên Phương Văn Nam, nội tâm hắn lại cảm thấy không thoải mái chút nào. Trước kia hắn cũng chẳng kiêng kỵ gì Phương Văn Nam, nhưng từ sau khi con trai hắn chết đến nay, Chẳng hiểu sao Hồng Vĩ Cơ lại cứ cảm thấy sợ hãi đâu đâu, cảm giác này khiến hắn thấy không an tâm chút nào. Một người mất đi người thân duy nhất của mình e rằng tính tình hắn sẽ khó tránh khỏi vì bị đả kích mà thay đổi ít nhiều. Một người không còn gì để mất mới là người chân chính đáng sợ nhất trên đời này. Tuy rằng đến giờ Phương Văn Nam vẫn chưa hề có chút động thái nào gây uy hiếp, nhưng linh tính Hồng Vĩ Cơ vẫn cứ mách bảo rằng ngày đó sẽ tới rất nhanh sau khi xem lại toàn bộ từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài nhà hàng thủy thượng nhân gian, Thường Hải Long liền ước tính sơ bộ việc kiến thiết trang hoàng lại toàn bộ nhà hàng mất khoảng 500 vạn, cũng dựa theo ý kiến của cố giai đồng sao cho nổi bật được đặc điểm riêng của nhà hàng sao cho giống với chiếc thuyền của người dân trài. Sau khi mở rộng thêm nhà hàng kết hợp với khách sạn sẽ do Bành Quân Tường phụ trách quản lý. Thực ra Bành Quân Tường mời Thường Hải Long là người thiết kế trang hoàng lại nhà hàng chủ yếu là để kết giao, nhưng sau khi xem bản phác thảo của thường hải long hắn không khỏi phải tán thưởng thường hải long có chân tài thực học ý tưởng của hắn rất khá mà kỹ năng vẽ cũng thuộc dạng siêu việt chân thực như thật lại cực kỳ chi tiết rõ ràng là người bản xứ đương nhiên trương dương phải mời cơm tiếp đãi hai anh em thường hải long là khách đến giang thành chơi nghĩ tới nghĩ lui trương dương vẫn thấy chọn nhà hàng thủy khố nông ra bên bờ liễu nam hồ là nơi thích hợp nhất Hai anh em Thường Hải Long cũng không phải người bình thường nên chắc cũng quá quen với mấy nhà hàng sang trọng rồi, nên Trương Dương mới chọn một nơi dân dã lại mang đậm hương vị nông thôn. Nhà hàng này có một đặc điểm riêng đó là thực khách có thể thuê một con thuyền nhỏ vừa lênh đênh trên nước ngắm phong cảnh Liễu Nam Hồ vừa thưởng thức những món ăn dân dã nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Quả nhiên Thường Hải tâm tỏ ra cực kỳ thích thú với kiểu ăn uống đặc sắc lại mới mẻ như vậy, Thường Hải Long cũng tỏ ra vui vẻ không kém em gái chút nào hắn thuận tay gắp một miếng thịt đen tuyền nhỏ giọng hỏi, món này là gì vậy? Rùa nước chiên giòn. Thường Hải Long đưa miếng thịt vào miệng nếm thử xong gật gật tấm tắc khen, vị khá ngon. Thường Hải tâm lè lưỡi lắc lắc đầu chào thua không dám ăn, nàng chỉ dám ăn mấy món cá chứ không động đũa đến món thịt rùa đen đen kia. Thường Hải Long cụm chén với Trương Dương xong lại đưa mắt nhìn mặt hồ minh mông xung quanh, hắn không khỏi cảm thán nói, Xem chừng diện tích hồ này còn lớn hơn nhiều so với Nhã Vân hồ, cảnh sắc cũng đẹp hơn ít nhiều. Nhưng sao chính phủ Giang Thành lại không chú trọng đầu tư khai phá phát triển vùng này? Trương Dương mỉm cười giải thích, Giang Thành là một thành phố công nghiệp nặng lâu năm nên từ lâu rồi cũng không mấy coi trọng ngành du lịch cho lắm. Mãi đến tận lúc tôi tới Cục Du lịch công tác thì ngành du lịch của thành phố mới từng bước phát triển lên. Thường Hải Tâm ngồi bên nghe nhịn không được khanh khách nở nụ cười, Trương Dương người khoe khoang quá không sợ chết ngạt à. Trương Dương cũng không vì lời mỉa mai của Thường Hải Tâm mà tức giận, vẫn chậm chậm giải thích cho nàng ta hiểu những lời ta nói đều là sự thật cả. Bắt đầu từ việc núi Thanh Thai được khai phá trở thành khu du lịch sinh thái, đến Nam Lâm Tự, rồi Địa Cung, xá lợi Phật Tổ, Cổ Trường Thành, chưa nói đến việc kiến thiết xây dựng lại đường đi lối lại mới khiến ngành du lịch trong thời gian ngắn phát triển nhanh như vậy nếu ta không có nhiều công lao lớn như vậy thì thử hỏi tả thị trưởng sao lại nhường cho ta vinh dự được dân hương kính Phật. Nhắc tới chuyện này thường Hải Long không khỏi nở nụ cười, thật xấu hổ a à, ta cũng không ngờ lại là người tranh trước người dân hương lên Phật tổ. Nói ra hắn vẫn thực lòng cảm kích phần nhân tình kia của Trương Dương dành cho hắn. Trương Dương khoát tay cười nói, ai dân hương trước thì cũng đều như nhau cả thôi, có gì phải ái náy. Ta là đảng viên, là người cấp tiến nên không tin vào thần linh lắm, căn bản cũng không chú trọng mấy chuyện kia. Thường Hải Long lại nói, ta không phải đảng viên, ta vẫn còn mê tín lắm. Anh không phải mê tín mà là anh tham tài tham của thì có. Thường Hải tâm nhịn không được nói toạc ra mục đích thắp hương cầu tài khấn Phật của anh trai. Thường Hải Long ha hả cười lớn cũng chẳng thèm phản bác lại lời em gái. Chẳng mấy chốc thuyền đã xuôi dòng đến cửa sông hướng Tây Bắc. Tính tổng thể thì cửa sông cũng chỉ rộng chừng ba dặm người dân quanh vùng thường gọi nơi đây là tiểu nam hồ, mặt hồ sáng bóng phẳng lặng như gương, thảm thực vật xung quanh thì vô cùng phong phú. Hiện đang là cuối thu lá đa hai bên ven sông đã ngả sắc vàng, thỉnh thoảng lại xen lẫn những cây lá phong đỏ trên nền vàng trông cực kỳ bắt mắt, gây cho người khác liên tưởng đến những ngọn lửa đỏ đang cháy bập bùng trên đám lá vàng khô. Thấy cảnh đẹp thường hải tâm không ngừng quay phim chụp ảnh khung cảnh nơi đây, vừa cản thán khen nơi này đẹp quá xa xa đàn cỏ trắng tung cánh bay lên nền trời xanh biết càng điểm suyết khung cảnh nơi đây trở nên thơ mộng hơn. Thường Hải Long là thương nhân nên hắn nhìn ngay ra tiềm năng kinh tế nơi đây, hoàn cảnh sinh thái nơi này phong phú hơn nhiều so với Thúy Vân Hồ ở Lam Sơn chỗ ta, chỉ tiếc là lại chưa được đầu tư khai phá đúng mức. Tiếc thật, Trương Dương mỉm cười trả lời lại, hiện giờ ngành du lịch thành phố cũng bắt đầu chú trọng hướng đến việc khai phá phát triển kinh tế khu vực Liễu Nam Hồ tin rằng chẳng bao lâu sau nơi này sẽ trở thành một trong những điểm du lịch nóng nhất thành phố thôi. Thường Hải Long gật gật đầu nói, phong cảnh khúc sông này khá đẹp, gần đây của bên ta đang là một khu chợ nổi trên Thúy Vân Hồ, Giang Thành các người có định học hỏi làm theo không? Người nói vô tâm người nghe lại hữu ý, nói đến chuyện này bất giác Trương Dương lại nhớ tới thời đại Tùy Triều cũng có nhiều khu chợ nổi buôn bán trên sông cũng khá sầm uất, mà đặc sắc nhất là thuyền hoa của mấy thanh lâu lầu xanh danh tiếng, Tuy nhiên bây giờ là thời đại công nghiệp, đất nước đang tiến hành cải cách muốn phục chế mấy thứ này e rằng cũng khó. Thường Hải Tâm lại không cho như vậy liền nói ra suy nghĩ của mình, lấy trình độ phát triển kinh tế Giang Thành hiện nay mà nói, mà gần đây ngành du lịch mới được quan tâm thích đáng, hơn nữa mạng lưới giao thông cơ sở hạ tầng còn yếu kém thì thà rằng cứ tập trung một vài dự án trọng điểm cho tốt. Chứ cứ đông làm một ít, tây lại xây một tẹo không tập trung hoàn thành dứt điểm, cuối cùng lại trở thành một mớ hỗn độn đầu không ra đầu đuôi chẳng ra đuôi cho mà xem. Thường Hải Long ha hả cười lớn, em nói không sai chút nào. Anh cũng không ngờ em chỉ mới gia nhập thể chế không lâu mà tầm nhìn lại được nâng cao không ít ra. Thường Hải tâm mỉm cười khiêm tốn, cũng do em đi theo tần phó thị trưởng nên mới học hỏi được không ít điều. Nói tới đây nàng mới nhớ ra một chuyện liền quay sang nói với Trương Dương, Trương Dương, tối ngươi dẫn ta tới nhà tần bá bá thăm người đi đến Giang Thành thì sao lại không tới tham gia phụ cấp trên được. Trương Dương gật gật đầu vui vẻ nhận lời, dù gì Thường Hải Tâm cũng là thư ký riêng của Tần Thanh, đến thăm nhà cấp trên cũng là phép lịch sử tối thiểu nên làm. Sau khi ăn cơm chiều xong Trương Dương dẫn Thường Hải Tâm đến thăm Tần Chuyện Lương, lúc đến nơi thì gặp đúng lúc Tần Chuyện Lương đang khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần luyện khí ở giữa sân. Bộ pháp dưỡng thần luyện khí này là của Trương Dương truyền cho hắn trước kia, thấy trương dương tới hắn tỏ ra cực kỳ vui vẻ đứng dậy tiếp đón tần truyện lương cũng nhận ra cô bé thường hải tâm đi cùng trương dương chẳng là trước hắn có tới lam sơn thăm con gái hắn cũng có ấn tượng khá tốt với cô thư ký xinh xắn hoạt bát của con gái mình thường hải tâm cung kính gọi tần bá bá một tiếng rồi đem quả biếu theo phép lịch sự tần truyện lương cũng khách sáo xã giao vài câu lúc vào phòng khách ánh mắt trương dương liền chăm chú nhìn mấy bản vẽ trên bàn uống nước lúc hỏi qua tần chuyện lương mới biết đó là bản vẽ phác thảo của mấy ngôi nhà cổ. Gần đây tần chuyện lương được làm cố vấn trùng tu lại những ngôi nhà cổ, hắn cũng vì công việc này mà bận bịu suốt. Thường ngày hắn phải tìm đọc các tư liệu lịch sử rồi cùng đám nhân viên của Cục Di sản Văn hóa để vẽ lại bản phác thảo trùng tu lại những ngôi nhà cổ. Nói tới chủ đề này tần chuyện lương liền tỏ ra cực kỳ hứng khởi cứ thao thao bất tuyệt mãi không dừng. Trương Dương cười nói tần thúc thúc nên chú ý giữ gìn sức khỏe một chút. Công việc quan trọng nhưng sức khỏe cũng quan trọng không kém, nếu ngài cứ làm việc quá sức như vậy nhớ mà đổ bệnh thì cháu lại bị Tần thị trưởng của trách chết. Tần Chuyên Lương ha hả cười lớn, làm gì có chuyện đó, dạo này sức khỏe ta tốt lắm, từ lúc ngươi dạy ta cách ngồi thiền dưỡng khí mỗi ngày ta đều luyện tập, mới ít lâu mà cảm giác thể chất tăng cường hơn trước rất nhiều, ngủ cũng ngon giấc hơn. Mọi người đang nói chuyện thì Tần Bạch về, từ lúc hắn được vào tổ chuyên án đến nay giờ rất cũng chẳng được cố định nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn chắc phải làm việc cũng khá vất vả thấy hai người trương dương đang nói chuyện với cha hắn cũng chỉ chào hỏi bâng quơ một câu rồi vào nhà bếp lấy cơm ăn thấy con trai có vẻ mệt mỏi tần chuyện lương đau lòng thấp giọng hỏi trương dương trương dương gần đây tiểu bạch có việc gì quan trọng à ngày thường ta cũng ít thấy mặt hắn ở nhà cả ngày cứ đi suốt tần bạch trong bếp nghe cha hỏi trương dương hắn vừa bưng bát cơm đi ra vừa nói cha không phải con đã nói với cha rồi hay sao hiện con đang ở tổ chuyên án, phải điều tra vụ án điền cục trưởng bị ám sát nên công việc hơi bận một chút. Trương Dương cười cười nói, người nói ta mới nhớ, lần trước gặp điền cục trưởng ở Đông Giang, coi bộ hắn không cam lòng bỏ chuyện này đâu. Đừng nói là điền cục trưởng mà cục công an Giang thành bọn ta cũng quyết không can lòng bỏ qua vụ án này, tất cả mọi người đều không muốn điền cục trưởng rời đi. Trương Dương uống một ngụm trà nhỏ xong mới chậm rãi hỏi tiếp, thế ngươi nhận xét vinh cục trưởng của các ngươi ra sao? cũng không tệ lắm đối xử với mọi người cũng khá tốt nhưng mọi người đều nói tính tình hắn quá mềm mỏng không thích hợp với vị trí cục trưởng cho lắm trương dương cười cười hỏi thế ngươi thấy thế nào tần bạch suy nghĩ một chút rồi thấp giọng trả lời ta cảm thấy vinh cục trưởng cũng được nếu không có hắn thì sao một gã cảnh sát trực ban nhỏ bé như ta lại có cơ hội được vào tổ chuyên án Nghe con trai nói vậy tần chuyện lương không khỏi thở dài cảm thán, nếu ta có thể lựa chọn thì ta thả chọn ngươi không vào cái tổ chuyên án kia còn hơn. Chị ngươi đã đi Lam Sơn rồi, mặc dù ngươi vẫn ở Giang Thành nhưng lại đi suốt, cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu, giờ ngày thường đến cả người nói chuyện cũng chẳng còn đứa nào. Thường Hải tâm dịu dàng cười nói, tần bá bá, như vậy chẳng phải chứng minh rằng hai người con của bác đều rất có tiền đồ sao. Hơn nữa nếu như hai người bọn họ không đi làm nữa, Cả ngày cứ vây canh thì chỉ sợ người càng mệt mỏi hơn bây giờ ấy chứ. Mãi đến lúc nghe Thường Hải Tâm nói tần chuyện lương mới nở nụ cười được. Tần Bạch vừa ăn cơm xong lại định chuẩn bị đi tiếp tần chuyện lương liền gọi với lại dặn dò đôi câu, làm việc thì làm việc nhưng cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Hơn nữa ngươi là công an công việc cũng nguy hiểm hơn các nghề khác, nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Cha cứ yên tâm đi, con biết mà." Tần Bạch đi rồi, Trương Dương cùng Thường Hải Tâm bồi tiếp trò chuyện với Tần Truyện Lương thêm một lúc nữa rồi xin phép cáo từ rời đi. Đến lúc leo lên xe Jeep Thường Hải Tâm mới thở dài cảm thán, Tần Bá Bá cũng cô đơn quá đi, Tần phó thị Trường thì làm ở xa, mà công việc của Tần Bạch lại bận bịu đi suốt ngày, chẳng có ai ở nhà bầu bạn với Tần Bá Bá. Trương Dương cười cười nói, không sao đâu ông ấy cũng không phải là người chịu ngồi yên một chỗ bao giờ. Giang Thành vẫn còn nhiều công trình kiến trúc cổ vần được sửa chữa phục hồi, được làm công việc mình yêu thích cũng là một niềm hạnh phúc riêng. Nhìn đồng hồ vẫn còn khá sớm, Trương Dương đề nghị đến quán 31919 khu phố cổ chơi. Thường Hải Tâm là khách nên hết thảy đều giao cho Trương Dương an bài không có ý kiến gì khác, Trương Dương cũng gọi điện cho Thường Hải Long kêu hắn đến đó luôn. Vốn dĩ tổ tiểu hồng định bỏ quán 31919 cũng như quên hẳn luôn Phương Văn Nam, nhưng làm nàng không ngờ tới là hắn lại gọi điện tới nói sẽ nhượng lại quán ba cho nàng luôn nếu nàng không thích thì hắn sẽ bán cho người khác hắn đã nói như vậy tô tiểu hồng cũng không còn cách nào khác đành phải về quản lý quán ba tiếp dù sao nàng làm ở chỗ này cũng khá lâu nói không có cảm tình là dối lòng nên nàng cũng không muốn nhìn nó rơi vào tay người khác cũng vì thất bại trên phương diện tình cảm nên nàng đặt tất cả tinh lực vào sự nghiệp chỉ có vùi đầu vào công việc nàng mới quên được nỗi đau trong tim trước đây tô tiểu hồng chưa lần nào gặp qua thường hải tâm phải để trương dương mở lời giới thiệu trước nàng mới lên tiếng được tô tiểu hồng vẫy tay ra hiệu cho bartender làm hai ly cốc tai loại đặc biệt cho hai vị khách đặc biệt trương dương vừa nhấp một ngụm xong không khỏi nhăn mày lè lưỡi chê rượu gì khó uống như vậy tô tiểu hồng che miệng khanh khách cười nói đến giờ mà ngươi vẫn không quen được uống rượu ngoại được rồi để ta lấy chai mao đài ra cho ngươi được chưa à ngươi thích nhắm với gì nhỉ Trương Dương lắc lắc đầu xua tay nói, quên đi, các ngươi lại được đà chê ta quê mùa chứ gì. Cho ta cốc bia tươi là được rồi, à ta chưa nếm thử bia đen bao giờ, cứ cho một cốc bia đen đi. Tô Tiểu Hồng quay sang phất tay ý bảo bồi bàn đi lấy bia cho Trương Dương, xong nàng nhẹ giọng hỏi, gần đây ngươi có gặp Tổng Giám Đốc Phương không? Trương Dương lắc lắc đầu trả lời, không có, ta thấy tâm tình hắn không được tốt cho lắm nên cũng không muốn quấy dày. Tô Tiểu Hồng buồn bã thở dài một hơi, nhưng giọng điệu vẫn có phần lo lắng không yên trương dương hắn bị đả kích lớn như vậy ta sợ trương dương cũng ẩn ẩn hiểu ra được phần phía sau của câu nói nhưng lại giả như không hiểu với tay cầm cốc bia đen lên uống một ngụm lớn rồi bình thản hỏi lại sợ sao ta sợ hắn không chịu nổi áp lực lời này của tô tiểu hồng không phải là lời nói thật điều nàng chân chính sợ chính là hắn sẽ làm gì nói ra không ai hiểu phương văn nam bằng nàng hắn là người không dễ gục ngã chỉ vì áp lực người mà hắn coi trọng và thương yêu nhất là đứa con trai duy nhất của hắn, vì con hắn có thể làm tất cả mọi chuyện. Cái chết của con trai hắn cùng với bao chuyện dồn dập ập tới khiến tâm tình hắn bị đả kích nặng nề, chính vì thế mà hắn mới quả quyết bán đuôi không ít nhà hàng khách sạn của tập đoàn thịnh thế. Hắn làm vậy không phải vì tình hình tài chính của hắn gặp khó khăn mà hắn làm vậy chứng tỏ rằng bất cứ lúc nào hắn cũng có thể buông bỏ hết thảy tất cả mọi thứ, giờ hắn không còn quyến luyến bất kỳ điều gì nữa cả. Thực ra Tô Tiểu Hồng vẫn luôn canh cánh trong lòng mối quan hệ của nàng với Hồng Vĩ Cơ. Tuy rằng nàng đã làm mọi cách để cắt đứt mối quan hệ này nhưng rất nhanh nàng lại nhận ra, cơn ác mộng này không dễ chấm dứt như nàng vẫn tưởng. Phương Văn Nam không phải là người dễ buông tha mọi thứ, mà căn bản là hắn cảm thấy chưa tới lúc lợi dụng điểm yếu này của hai người bọn họ. Nàng vẫn luôn lo sợ, sợ một ngày Phương Văn Nam sẽ trả thù nàng cùng Hồng Vĩ Cơ, nhưng nàng vô pháp có thể nói điều này với Phương Văn Nam. Người duy nhất nàng có thể nhờ cậy hiện giờ là Trương Dương. Tô Tiểu Hồng nhẹ giọng như cầu xin, "Trương Dương, bao giờ có thời gian xin ngươi tới an ủi hắn một chút?" "Hắn sẽ chịu nghe lời ngươi nói." "Đó là trước kia thôi, hiện giờ chắc gì hắn đã nghe ta nói." Đúng lúc này thì Bành Quân Tường cùng Thường Hải Long đúng hẹn đến đây chơi, Trương Dương phải đứng dậy tiếp đón hai người bọn họ mời qua bên này ngồi, rồi lại mất công làm cầu nối giới thiệu mọi người cho nhau biết. Lúc biết người kia là bành quân tường cũng là lão bản tương lai của ngư mễ chi hương, nụ cười của Tô Tiểu Hồng càng dạng người hơn trước, rất nhanh hai người liền trao đổi về việc làm ăn, nàng giới thiệu sơ lược cho bành quân tường biết tình hình kinh doanh làm ăn của ngư mễ chi hương thời gian trước. Quán ba 1919 ở khu phố cổ cũng khá nổi tiếng ở đất Giang Thành này, tối đến thì khách lại càng đông hơn, Trương Dương cũng gặp được vài người quen ở đây, trong đó có cả hứa gia dũng cùng Kiều Mộng Viện phải nói là hứa ra dũng nhận ra Trương Dương trước mới đúng, có lẽ vì hắn có mối thủ sâu đậm với Trương Dương nên khứ giác của hắn cực kỳ nhạy bén với mùi của thằng nhãi kia. Lúc vừa bước vào quán ba cái hắn liền nhìn về một hướng, quả nhiên bắt gặp Trương Dương cũng đang ở đây. Lúc đó Trương Dương đang mải nói chuyện với Thường Hải Long nên cũng không phát hiện ra người khác đang nhìn mình chầm chầm. Kiều Mộng Viện kéo tay hứa ra dũng dẫn hắn đến chỗ mấy người Trương Dương. Tô Tiểu Hồng là người đầu tiên thấy hai người bọn họ đi đến bên này nên tươi cười đứng dậy nghênh đón, hứa tiên sinh, Kiều Tiểu Thư, sao tối nay hai người lại rảnh rỗi đến tệ xá thế này? Kiều Mộng Viện cười nói, ra dũng kêu chỗ này khá mới lạ nên mới dẫn tôi tới chơi. Thật không ngờ lại gặp người quen ở đây, nàng nói mấy lời này xong ánh mắt lại vô tình liếc nhìn qua Trương Dương đang ngồi. Trương Dương cũng không có ý đứng dậy, chỉ có bành quân tường đứng dậy vẻ mặt vô cùng tươi cười bắt tay chào hỏi, xin chào kiều tiểu thư. Trương Dương trong lòng có phần bất mãn thái độ của bành quân tường nhưng ngoài mặt lại không biểu lộ chút gì mà chỉ vuốt vuốt cầm tuy rằng cầm hắn nhẫn tín chẳng có sợi dâu nào, nhàn nhạt, nói, ra dũng, giám đốc kiều, cùng ngồi xuống luôn đi. Hứa ra dũng không ra vẻ khách sáo kéo tay kiều mộng viện đến chỗ trống rồi trực tiếp ngồi xuống. Kiều mộng viện tỏ ý muốn nếm thử cốc tai chỗ này đặc sắc ra sao, Tô Tiểu Hồng liền tươi cười tự mình đi lấy cho bọn họ. Lại một lần nữa Trương Dương phải làm người trung gian giới thiệu mọi người cho nhau biết mặt. Kiều Mộng Viện cũng không biết bối cảnh của hai anh em thường Hải Long, mà Trương Dương cũng chỉ nói hai người bọn họ là bằng hữu của hắn mà thôi. Kiều Mộng Viện quay sang nhìn Bành Quân Tường cười nói, ông chủ Bành thực nhanh tay a, à, mới đó đã cố mất ngư mễ chi hương rồi, nói thực tôi cũng có chút oán hận ngài đó nha. Bành Quân Tường xấu hổ gượng cười trừ, hắn muốn kiếm thật nhiều tiền nhưng cũng không muốn đắc tội với người khác nói trắng ra người cướp ngư mễ chi hương phải là cố gia đồng mới đúng ta sao có gan cũng đâu đủ đảm lượng nuốt trôi cục xương lớn như vậy những lời này hắn chỉ dám thầm nghĩ trong lòng chứ nào dám nói ra miệng trương dương cười cười nói xem vào ta chỉ mong mấy người các người đầu tư thật nhiều vào giang thành các người làm ăn càng có lời giang thành lại càng phát triển mau chóng hứa ra dũng mỉm cười trêu chọc, Trương chủ nhiệm đúng là người của ban đầu tư và phát triển có khác, ở đâu cũng không quên được công việc của mình. Kiều Mộng Viện mỉm cười nhỏ giọng hỏi. Trương Dương gật gật đầu nói, nàng ta là vợ chưa cưới của Lương Thành Long, chắc không lâu nữa bọn họ chính thức làm lễ cưới thôi. Kiều Mộng Viện vừa suy nghĩ vừa cầm ly rượu của mình lên nhấp một ngụm rượu xong lại nói, ta cùng Hồng tỷ là bằng hữu lâu năm, lại nghe nói mấy hôm nay đám công nhân lại gây sự còn lên tận tỉnh đòi kiện cáo nữa, chỉ sợ Hồng Tỷ gặp không ít khó khăn thôi. Kiều Tiểu Thư nắm tin tức thực nhanh quá ha. Kiều Mộng Việc cười nhẹ một tiếng, cũng vì gần đây ta muốn tham gia vào dự án xây dựng khu thương mại ở quảng trường Nam Lâm Tự, cho nên mới để ý tới chút sự tình của nhà máy dệt. Trương Dương lại nói, Lâm Thanh Hồng cũng tỏ ra có hứng thú với nhà máy dệt nên cũng đề cập đến hợp tác cùng đầu tư. Lúc nào có cơ hội thì nhờ ngươi hỏi giúp dùm ta ý tứ của An ra bên kia với lần trước ta đã đưa bản kế hoạch chi tiết rồi mà đến giờ vẫn chưa thấy họ trả lời lại kiều mộng viện nháy nháy mắt nhẹ giọng nhờ vả trương dương tươi cười sảng khoái gật gật đầu không thành vấn đề đến lúc hai người hứa ra dũng cùng kiều mộng viện cáo từ rời đi bành quân tường nhịn không nổi nữa phải thở phào nhẹ nhõm một hơi ngay tại đương trường trương dương liếc mắt nhìn hắn trầm giọng hỏi ngươi thấy căng thẳng sao bành quân tường gãi gãi đầu cười khổ nói quả thực có chút căng thẳng Trương Dương mỉm cười nhẹ giọng khuyên ngủ, đừng lo, cứ thư giãn đi. Nàng ta nói thế cho vui thôi, chứ mấy cái nhà hàng còn con này căn bản chưa đáng để nàng ta để vào trong mắt đâu. Hy vọng là thế. Cũng chỉ vì vụ việc đám công nhân nhà máy dệt cứ chốc chốc lại chạy đi chỗ này chỗ nọ kêu oan kiện cáo linh tinh mà đám lãnh đạo khu vực Phan Uyên toàn bị thị ủy mời dự họp thảo luận kiểm điểm rồi tìm phương án giải quyết. Như thường lệ sẽ có phó thị trưởng Nhiêm Tân kiến chủ quản phụ trách ngành công nghiệp lần này có cả thêm phó chủ nhiệm ban cải cách trương dương cũng được tham dự chỉ khác một điều buổi họp hôm nay không có bên đại diện của nhà máy dệt là người có quyền lớn nhất ở đây nên ngay từ đầu nghiêm tân kiến đã lớn giọng phẫn nộ quát tháo này nọ việc đám công nhân nhà máy dệt lên tận tỉnh ủy kêu oan khiếu nại gây ảnh hưởng lớn đến việc cải cách cải tổ lại nhà máy dệt trong thời gian tới mà hơn hết việc này làm suy giảm nghiêm trọng uy tín của tầng lớp lãnh đạo cao tầng giang thành trong mắt lãnh đạo trên tỉnh ủy đó mới là điều quan trọng nhất Bí thư đảng ủy khu vực Phan Huyên Phạm Bá Hỷ cũng nghe ra nghiêm phó thị trưởng cực kỳ bất mãn với cung cách làm việc cẩu lãnh đạo công nhân viên trong khu. Hắn cũng là một người khôn khéo nên biết ý vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối không nói lời nào. Mà bình thường hắn cũng rất ít nói, cũng thường không đưa ra ý kiến của mình nhận xét về vấn đề này nọ. Hắn vẫn cho rằng nói nhiều sẽ dễ dẫn tới sai lầm, đó cũng là một trong những điều tối kỵ của chốn quan trường hơn nữa hắn cùng chủ nhiệm ban quy hoạch và phát triển thành phố Tiếu Minh là những người có khả năng lớn nhất sẽ được cấp trên bổ nhiệm làm tân phó thị trường luận tuổi tác kinh nghiệm luận lý lịch thì hắn đều hơn xa Tiếu Minh nhưng Tiếu Minh lại có một lợi thế cực lớn đó là hắn ta có quan hệ rất mật thiết với tả thị trường nói chung quy lại Phạm Bá Hỉ vẫn lo lắng cái tiền đồ của mình chính vì vậy hắn mới giữ im lặng từ đầu đến cuối buổi họp hắn không muốn cấp trên tỏ ra không thích hắn ngay trong thời khắc quan trọng này Phạm Bá Hỷ lựa chọn im lặng chỉ ngồi nghe không nói gì thì thân là trưởng khu văn uyên, tiến trường kiện phải đứng lên lên tiếng, việc nhà máy dệt phát sinh vấn đề không phải từ ngày một ngày hai. Hơn nữa bên phía chính phủ khu vực tôi vẫn luôn tỏ ra nhượng bộ, khuyến khích mọi người không nên vọng động trách mất hòa khí lẫn nhau. Nhưng đổi lại thì sao? Đổi lại là sự hăm họa, hùng hùng hổ hổ không coi ai ra gì. Đám công nhân không biết điều đó được một tức lại đòi tiên thêm một thước khoan nhượng với bọn chúng thì bọn chúng lại coi chính phủ sợ bọn chúng. Tôi cũng không hiểu nổi, bọn chúng vẫn tưởng chính phủ thiếu nợ bọn chúng hay sao mà lại có cái kiểu ăn nói ngang ngược như vậy. Trương Dương thấp giọng nói, việc chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp lên nền kinh tế thị trường đều không thể tránh khỏi những điều này. Lúc trước tôi cùng vài vị đại biểu hội công nhân nhà máy dệt có nói chuyện qua một chút, theo tôi thấy chung quy lại bọn họ vẫn lầm tưởng rằng việc cải cách hiện đại hóa nhà máy của chính phủ là đập bát cơm của bọn họ, tước đoạt công ăn việc làm của bọn họ. Tiến trường kiện giận giữ lớn tiếng nói, thật nực cười. Chúng ta có ý tốt muốn giúp bọn họ cải cách, nếu cứ khư khư giữ mình bảo thủ không chịu đổi mới thì nhà máy dệt chỉ có con đường chết mà thôi. Trương Dương nhẹ lắc lắc đầu nói lại, theo tôi được biết, nhà máy dệt rơi vào tình trạng như ngày hôm nay có một phần trách nhiệm không nhỏ của tầng lớp lãnh đạo nhà máy. Những lời này của Trương Dương cũng giống với những nhận định của Tiến Trường Kiện, tôi đã sớm phát hiện ra một vài lãnh đạo của nhà máy năng lực cực kỳ kém hơn nữa lại có những hành động làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhà máy. Chính vì vậy đã trở thành con sâu làm giàu nồi canh, những cán bộ tha hóa biến chất kiểu như vậy chúng ta phải kiên quyết loại trừ. Đúng lúc này Phó Thị trưởng Nghiêm Tân Kiến lại chậm rãi đứng dậy nói cho mọi người ở đương trường biết việc tập đoàn Thiên Kiều có ý muốn bỏ vốn đầu tư vào nhà máy dệt Giang Thành. Chuyện này đã được Trương Dương làm cầu nối sẵn, gần đây chủ tịch tập đoàn thiên kiều là lâm thanh hồng đã gọi điện bàn bạc với nghiêm tân kiến không ít lần nàng ta cũng đã tự mình xuống nhà máy khảo sát thực tế rồi đưa ra đề án đầu tư vốn cải tạo lại nhà máy tiến trường kiện luôn tỏ ra tán thành với việc cải cách nền kinh tế thành phố nhà mà nhất là loại xương khó gặm nhưng hết sạch chất như nhà máy dệt chỉ có điều theo dự án thì nhà máy dệt được cải cách cùng di rời đến chỗ thích hợp hơn mà chỗ đó lại không thuộc khu vực văn nguyên nữa chủ đề buổi họp hôm nay chính là để bàn về hướng đi của nhà máy dệt trong tương lai, hơn nữa còn phải giải quyết triệt để không được để công nhân đi lung tung khắp nơi kêu oan khiếu nại lãnh đạo như trước nữa. Không phụ lòng mong đợi của mọi người, buổi họp cũng dẫn tới được ý kiến nhất trí, trước tiên phải tiến hành cải cách cải tổ bộ máy lãnh đạo nhà máy, có những hình phạt thích đáng cho những cán bộ yếu kém đã đẩy nhà máy tới tình trạng suy kém như hiện nay. Cái này gọi là giết gà dọa khỉ, không phải đám công nhân các người tưởng mình to, thích làm gì thì làm sao. Bọn ta nhân từ không thèm chấp với đám cấp thấp như các ngươi mà trực tiếp đem đám lãnh đạo cao tầng của nhà máy đi khai đao, như vậy chỉ trong thời gian ngắn sẽ có hiệu quả tức thì. Chẳng biết có phải mấy tháng này là tháng hạn hay không mà mọi người ai cũng gặp vận xui. Không riêng người khác, thời gian này Điền Bân cũng không được như ý, bởi vì chuyện hắn lạm dụng chức quyền đánh Phương Hải Đào nên bị cục công an cảnh cáo nhắc nhở cùng khiển trách, tuy không ghi tội nhưng vẫn treo giò bắt hắn nghỉ phép dài hạn. Vất vả lắm mới đợi đến ngày được đi làm trở lại thì đen đuổi thay Phương Hải Đào lại bị người ta ám sát, hắn cũng bị Tình Nhi có liên quan đến vụ án nên bị bắt phải đi uốc nước trẻ hiệp trợ điều tra phá án. Nguyên nhân chủ yếu là do Lưu Ngũ có liên quan đến cái chết của Phương Hải Đào, mà trước kia hắn lại có qua lại với Lưu Ngũ nên bị Tình Nhi có liên quan tới vụ án. Hắn cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu, trước kia cha hắn làm cục trưởng cục công an Giang Thành nhiều năm vậy mà giờ từ trên xuống dưới chẳng thèm nể mặt mũi hắn chút nào. Nói bắt là bắt, nói điều tra là điều tra ngay. Càng lúc Điền Bân càng thấy hối hận, có lẽ quyết định ở lại Giang Thành đúng là không được sáng suốt cho lắm. Điền Bân đầy một bụng khó chịu, cục trưởng cục công an Vinh Bằng Phi thì hắn không quen, đành phải tới tìm cục phó Đồng Đức Chí nói chuyện. Nói ra thì Đồng Đức Chí là bạn nối khố từ nhỏ với cha hắn, hơn nữa lúc cha hắn chuyển đi đã giao hắn nhờ Đồng Đức Chí chiếu cố giúp đỡ. Nhìn vẻ mặt khó chịu của Điền Bân, Đồng Đức Chỉ liền đoán ra được tiểu tử này định nói điều gì. Trước tiên hắn cứ mời Điền Bân ngồi xuống rồi rót một chén trà nóng, vẻ mặt ôn hòa nhẹ giọng hỏi, Điền Bân đó à, tìm ta có chuyện gì không? Điền Bân thấp giọng nói, đồng cục phó, tôi tới đây là muốn hỏi ngài cho rõ ràng, cục ta vẫn đang điều tra tôi là sao? Quả thực trước kia tôi có quen biết với Lưu Ngũ, nhưng hắn làm chuyện gì ai mà biết được, tại sao tôi phải thay hắn gánh vác trách nhiệm? Là một cảnh sát, Đương nhiên tôi phải hiểu rõ luật pháp hơn ai hết, như vậy tôi không thể có khả năng vi phạm pháp luật được. Tôi thừa nhận tôi không thích Phương Hải Đào, tôi đánh hắn chỉ vì xúc động nhất thời vì chuyện cha tôi gặp nạn, nhưng cấp trên đã xử phạt tôi thích đáng, cho dù có cho thêm 10 lá gan tôi cũng không điên rồ vứt bỏ sự nghiệp, tiền đồ của mình mà đi mưu sát hắn. Đồng Đức Chí nghe mà nhịn không được nở nụ cười nhạt, ai nói Phương Hải Đào là do cậu hại chết. Cục chỉ theo trình tự phải điều tra những người có liên quan mà thôi cậu là cảnh sát, chắc cậu cũng phải hiểu trình tự làm việc của cảnh sát cũng ta chứ. Nói đúng hơn thì điều tra cậu không phải vì hoài nghi cậu giết người, mà là giúp cậu rửa sạch hiểm nghi. Rửa sạch hiểm nghi hay là càng nghi ngờ tôi giết người. Đồng Đức Trí lắc lắc đầu thở dài, điền bân, ta biết trong lòng cậu thấy bất mãn nhưng nhiều chuyện ta cũng không thể định đoạt được, phải làm theo nguyên tắc thôi. Điền bân cả giận lớn tiếng nói trắng ra, vinh bằng phi hắn dựa vào cái gì mà hoài nghi tôi giết người chẳng lẽ cơ quan công an chúng ta vẫn làm việc mà không cần có chứng cứ như vậy sao? Đồng Đức Trí thấy Điền Bân giận quá mà nói năng không giữ ý tứ như vậy cũng thấy hơi lo lắng, hắn vội dùng tay ra hiệu ý bảo Điền Bân bình tĩnh nhỏ giọng một chút. Đồng Đức Trí liếc mắt thấy cửa chính vẫn đóng im ỉm từ nãy tới giờ mới an tâm thấp giọng nhắc nhở, thực ra ta cũng không đồng ý với nhiều động thái của hắn, chỉ có điều hắn mới tới nhậm chức, buộc phải làm ra một vài thành tích gì đó để lập uy. Hắn tham công thì có thể hoài nghi người khác lung tung như vậy sao? Hiện giờ tôi không còn bị treo giò nữa, nhưng đi làm rồi vẫn không được giao công tác cụ thể nào. Hắn tình làm gì đây? Định gạt tôi ra sao? Cùng lắm thì tôi mặc kệ không làm cảnh sát nữa là xong chứ gì? Đồng Đức trí tỏ ra thông cảm vỗ vỗ vai Điền Bân. Đứa trẻ này làm việc vẫn luôn bốc đồng, sốc nổi như ngày nào. Nếu như người có thể khống chế được cảm xúc của mình lại một chút thì sao phải gặp phiền toái như ngày hôm nay? hắn ngừng một chút rồi lại nhỏ giọng khuyên nhủ, không bằng ngươi nên chuyển công tác đi. Cha mẹ ngươi đều đi Đông Giang, ngươi cũng nên tới đó công tác thì hơn. Thay đổi thổ nhưỡng xui xẻo liền hết, hết thảy mọi việc sẽ tốt theo thôi. Điền bân lắc lắc đầu giọng điệu đầy kiên định, tôi không đi. Một ngày tôi không điều tra ra chân tướng vụ án này tôi quyết không đi đâu cả. Cho dù có chuyển đi chăng nữa, là cảnh sát, tôi phải ưỡn ngực ngẩn cao đầu mà rời đi, chứ nhất quyết không chịu khuất nhục điền bân nói xong liền trực tiếp đứng dậy bỏ đi nhìn bóng lưng cao lớn của điền bân rời đi đồng đức trí không khỏi nở nụ cười sau khi suy nghĩ cẩn thận lại điền bân vẫn tới văn phòng của vinh bằng phi cục tức trong bụng khiến hắn ngày ngày ăn không ngon ngủ không yên hắn phải gặp mặt trực tiếp vinh bằng phi hỏi cho rõ ràng điền bân vừa tới của phòng thì cũng đúng lúc vinh bằng phi mở cửa đang định ra ngoài thấy điền bân vinh bằng phi cũng có chút ngạc nhiên tìm ta có chuyện gì sao điền bân gật gật đầu trầm giọng nói cục trưởng vinh tôi muốn cùng ngài nói chuyện một chút sẽ không tốn nhiều thời gian của ngài đâu vinh bằng phi tiện tay đóng cửa phòng sau lưng lại vừa đi vừa nói vậy đi theo ta một chuyến trên đường nói chuyện sau điền bân không nói gì mà cứ bám ngay sau lưng vinh bằng phi xuống cầu thang lúc đến trước xe cảnh sát của mình vinh bằng phi ném chìa khóa sang cho điền bân chi nhánh phân cục quy hoạch và phát triển lúc điền bân cho xe chạy ra khỏi cục công an Vinh Bằng Phi với tay mở radio nghe bản tin 12 giờ trưa. Thấy Vinh Bằng Phi đang chăm chú lắng nghe tin tức, Điền Bân cũng không quấy rầy hắn mà chỉ tập trung lái xe. Một lát sau Vinh Bằng Phi tắt radio rồi quay sang thấp giọng nói, có chuyện gì thì nói đi. Cái chết của Phương Hải Đào không liên quan đến tôi. Vinh Bằng Phi nở nụ cười trả lời lại, lời nói của một mình cậu thì không được tính. Giọng điệu Điền Bân cũng có phần kích động hơn, tôi lấy tư cách của một cảnh sát nhân dân phát thệ tôi tuyệt đối không có làm chuyện đó. Vinh Bằng Phi làm như không hề nghe thấy Điền Bân nói gì, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe. hắn nhàn nhạt nói, đã bắt được kẻ cung cấp thuốc viện cho Phương Hải Đào. Điền Bân nghe mà giật mình sửng sốt, nhưng hắn lại nhíu nhíu mày ra chiều không hiểu hỏi lại, tôi không còn được phụ trách vụ án này nữa rồi mà. ngài nói tin tức này cho tôi làm gì? Vinh Bằng Phi quay đầu sang thấp giọng hỏi, người có muốn biết nhận định của ta về ngươi ra sao không? điền bân gật gật đầu vinh bằng phi nhếch mép cười nhạt khinh khỉnh nói ngươi là một tiểu tử lỗ máng thiếu cẩn trọng lúc nào cũng thích bốc đồng thậm chí có những lúc còn tỏ ra ngu xuẩn nữa nói thực ta tin ngươi là một người cảnh sát tốt ngươi cũng không làm gì có lỗi với cái huy hiệu vàng trên mũ của ngươi điền bân cố gắng mím chặt đôi môi đang run run của mình gương mặt vuông vắn của hắn lại càng toát lên vẻ kiên nghị cứng rắn hơn vinh bằng phi lại nói ngươi nhận xét gì về cái chết của phương hải đào Niên Bân chỉ im lặng mà không nói gì, chắc có lẽ cũng do hắn không có cơ hội được tham gia nhiều vụ án lần này nên hắn cũng ngủ mờ không hiểu rõ lắm. Thực ra cái chết của Phương Hải Đào chỉ là sự khởi đầu, có người cố ý vẽ đường chỉ lối để chúng ta phạm phải sai lầm. Cha ngươi là mục tiêu đầu tiên, hắn là người thứ hai, vậy ta hỏi vì sao ngươi lại ra tay đánh hắn? Chẳng phải vì cú điện thoại nặc danh kia ám chỉ rằng Phương Hải Đào là người đã thuê người ám sát cha ngươi sao? Bởi vậy ngươi mới nóng giận mất kiềm chế rồi mặc kệ pháp luật cùng kỷ luật mà xuống tay đánh Phương Hải Đào. Điền Bân im lặng không nói một tiếng nào. Vinh bằng phi cười nhạt một tiếng rồi lại tiếp tục nói, đầu tiên đối phương để chúng ta hướng mục tiêu vụ ám sát cha ngươi lên người Phương Hải Đào. Rồi sau khi Phương Hải Đào chết, điểm đáng ngờ lại chuyển sang Lưu Ngũ, mà trước kia Lưu Ngũ lại có liên hệ qua lại với ngươi, kết hợp với việc ngươi từng có ẩu đả với Phương Hải Đào, tổng hợp lại thì ngươi sẽ thành người bị tình nghi nhất trong vụ án này. Từ vụ án của Phương Hải đào suy ra mục tiêu tiếp theo của đối phương chính là ngươi. Nghe Vinh Bằng Phi phân tích xong mà Điền Bân Tựa như bị người ta dội cả thùng nước lạnh vào người, toàn thân hắn mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Hắn vội vàng hỏi lại thế vì cái gì người kia lại muốn làm như vậy? Vinh Bằng Phi thấp giọng trả lời lại: Ta không biết, mà những điều trên cũng chỉ là suy luận của ta mà thôi. Nhưng nếu quả thực có tồn tại người kia thật, thì hắn là một người đáng sợ a. À điền bân nghe xong thấy không rét mà run nếu như những suy luận của vinh bằng phi là thật vậy rất có thể người kia đang ở một chỗ bí mật nào gần đây tùy thời đều có khả năng xuống tay với mình vinh bằng phi mỉm cười hỏi nhỏ có phải thấy sợ rồi không điền bân ra sức lắc lắc đầu nhưng tôi vẫn không hiểu vì cái gì người đó lại muốn nhắm vào tôi vinh bằng phi nheo nheo hai mắt lại thấp giọng trả lời điền cục trưởng phương hải đào phương văn nam ngươi chỉ cần cẩn thận suy xét lại cũng không khó để nhận ra quan hệ giữa mấy người các ngươi. Lúc trước người oán hận Phương Hải Đào thế nào, ta nghĩ hiện giờ Phương Văn Nam sẽ cửu hận người gấp nhiều lần hơn thế. Ta đoán có lẽ hắn đã nghĩ đến việc trả thù các ngươi rồi. Rốt cuộc kẻ giấu mặt kia là ai? Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Vinh Bằng Phi thở dài nói, đây là một câu đó khó, đối phương lại là người thông minh, dường như mỗi bước đi, từng hành động của hắn đều đã được lên kế hoạch tính toán cẩn thận. Hiện giờ mọi đầu mối đều dừng ở lưu ngũ, nói cách khác chúng ta đã lâm vào thế bí. Nếu như kẻ giấu mặt kia buông tay thì vụ án này sẽ bế tắc, cuối cùng phải kết thúc trong dấu chấm hỏi mà không có lời đáp án. Nhưng nếu như hắn vẫn không chịu buông tay, như vậy chắc chắc sẽ còn nhiều người nữa bị kéo vào vũng nước đục này. Cho nên chúng ta phải giành được quyền chủ động trước, phá vỡ thế cục hiện tại mới mong phá được vụ án này. Lúc xe chạy đến đại lộ Tân Giang, Vinh bằng phi ra hiệu bảo Điền Bân cho xe táp vào lề đường. Lúc xe đỗ hẳn lại hắn liền mở cửa xe đi xuống bờ sông. Điền Bân cũng mở cửa xe lặng lẽ đi theo phía sau hắn. Hai người đầu không nói gì chỉ nhìn bầu trời u ám, tâm tình cả hai người cũng nặng chỉ trầm trọng như những đám mây đen xì trên cao đang chậm rãi trôi. Một lúc lâu sau Vinh Bằng Phi mới mở lời nói trước, trong khoảng thời gian này vẫn có không ít cuộc điện thoại nạc danh gọi tới cục. Với các bằng chứng hiện nay cho thấy, tạm thời ngươi vẫn không thể rửa sạch được hiểm nghi. Điền Bân suy nghĩ một chút rồi thấp giọng nói, hắn vẫn một mực đem hết những điểm đáng ngờ tập trung lên người tôi, vậy chắc hẳn hắn muốn đẩy bằng được tôi vào tuyệt cảnh mới chịu dừng. Vinh bằng phi móc bao thuốc lá ra lấy một điếu cho mình rồi chuyển bao thuốc cho Điền Bân bên cạnh. Điền Bân rút ra một điếu rồi tự châm lửa cho mình, hắn cố sức giít một hơi thật dài, cố gắng đè nén cảm xúc phức tạp trong lòng lại lúc sau Vinh bằng phi nhỏ dọn hỏi có sáng kiến gì không Điền Bân không trả lời ngay mà chỉ lặng im đứng hút hết điếu thuốc của mình Điền Bân thở ra từng đám khói trắng lớn nhưng rất nhanh đều bị những cơn gió lớn trên bờ sông thổi tan hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời âm u phía trên rồi thấp giọng nói có lẽ tôi là nhân tố mấu chốt phá vỡ cục diện hiện giờ hai mắt Vinh bằng phi bỗng nhiên sáng lên một chút nhưng hắn vẫn không nói gì Điền Bân lại nói, ngày ngày phải chịu áp lực lớn như vậy tinh thần tôi cũng sắp không chịu được nữa rồi. Hơn nữa tôi hiểu tính tình của mình, nói không chừng một lúc nào đó tôi không kiềm chế được bản thân mà lại làm ra những điều ngu xuẩn. Đến lúc đó kẻ vẫn nấp trong bóng tối kia sẽ đạt được điều hắn mong muốn, chắc hẳn hắn phải đắc ý lắm đây, mà nói không chừng hắn sẽ lại tiếp tục ra tay tiếp triệt hạ tôi bằng được mới chịu ngừng. Vinh bằng phi ý vị thâm trường nhỏ giọng nói, có lẽ ngươi sẽ phải chịu rất nhiều gian nan cực khổ, có lẽ ngươi sẽ bị nhiều người xung quanh phỉ nhổ khinh bỉ, ngươi sẽ phải gánh trên vai áp lực còn lớn hơn gấp nhiều lần bây giờ. Điền Bân quay sang nhìn Vinh Bằng Phi, qua một lúc lâu sau mới nói, tôi có thể tin tưởng ngài không? Vinh Bằng Phi gật gật đầu kiên định nói, ngoài ta ra sẽ không có bất kỳ kẻ nào biết được chân tướng sự việc, bởi vì ta hoài nghi vụ án cha người bị ám sát có liên quan đến cục công an chúng ta. Ta tin tưởng vào tính kiên nhẫn của ta, Ta sẽ chờ mắt ngồi nhìn con cá lớn trong đám bùn kia cắn mồi câu, bất kể mồi câu có giấy rựa thế nào đi chăng nữa, nếu con cá kia không cắn câu ta tuyệt đối sẽ không ra tay." Điền Bân mạnh mẽ gật đầu một cái, "Được rồi, vậy tôi sẽ làm mồi câu. Nếu ngài có thể đòi lại công đạo cho ta tôi, có thể rửa sạch hiềm nghi cho tôi, thì dù có chịu bất kỳ ủy khuất gì, có phải trả cái giá lớn nhường nào đi chăng nữa tôi cũng không oán hận một lời." Vinh bằng phi lại lắc lắc đầu nhỏ giọng nói, "Đây không phải câu trả lời mà ta muốn." Nói xong hắn liền xoay người lại trở về ô tô trên đường. Điền Bân ngơ ngác đứng đó hồi lâu, khoảng hơn 10s hắn mới xoay người lại giống lớn, "Tôi là cảnh sát." Vinh bằng phi dừng bước chân lại, hắn xoay người nhìn Điền Bân, rốt cuộc trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười hiểu ý. Chương 233, lại vấn đề về tác phong chủ nhiệm ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh Bình Hải Tăng Lai Châu biểu tình ngưng trọng đến văn phòng bí thư tỉnh ủy Cố Duẫn Trí. Nhìn vẻ mặt cửa Tăng Lai Châu, Cố Duẫn Trí cũng đoán ra có lẽ lại phát sinh chuyện gì không hay rồi. Hắn lắc lắc đầu cười khổ nói, nói thực, toàn bộ cái tỉnh Bình Hải này người ta không muốn gặp nhất là ngươi. Cứ lần nào ngươi đến tận đây tìm lại y rằng lại không có chuyện gì tốt. Tăng Lai Châu không có tâm tình mà cười đùa với Cố Duẫn Trí. Hắn thấp giọng trực tiếp nói, tôi cũng chẳng muốn thế chút nào, căn bản là có nhiều chuyện nếu không có chỉ thị của đại lão bản ngài tôi cũng không dám tự tiện xử lý. Ánh mắt cố dẫn trí chuyển đến túi văn kiện trong tay tàng lai châu trầm giọng hỏi, cầm cái gì tới vậy? Tàng lai châu cười khổ nói, là ảnh chụp. Cố dẫn trí hơi nhíu nhíu mày, rồi với tay lấy cái kính lão trên bàn làm việc đeo lên, đem qua đây xem nào. Tàng Lai Châu móc một tập ảnh dày trong túi văn kiện ra để lên bàn làm việc của cố bí thư, Cố Duẫn Trí vừa nhìn được mấy tấm liền vất sạch cả tập ảnh lại xuống bàn, không kiềm chế được mà mắng lớn, vô liêm sỉ. Cả tập ảnh đều là những cảnh nóng của Hồng Vĩ Cơ, bí thư thị ủy Giang Thành. Hai hàng lông mày Cố Duẫn Trí nhíu chặt vào nhau, hắn thở phì phì đứng dậy đi đi lại lại quanh chỗ ngồi hai ba vòng để hạ bớt lửa giận trong lòng, sau đó hắn chỉ tay thẳng mặt Tằng Lai Châu giận dữ hét lên, sao lại thành ra thế này? Chẳng phải lần trước các người báo cáo tác phong làm việc của hắn không có vấn đề gì rồi cơ mà hiện giờ thì sao? Có loại lãnh đạo không biết liêm sỉ kiểu này trong chính phủ thì bảo sao càng ngày người dân càng mất lòng tin vào chính phủ, vào nhà nước. Tăng Lai Châu cười khổ phân trần, cố bí thư, ngài đừng vội vàng mắng tôi như vậy. Ngài cũng biết rồi đó, công việc chủ yếu của bên kỳ ủy bọn tôi là giám sát điều tra những cán bộ công nhân viên nhà nước có sai phạm, cũng chính vì vậy mà đám nhân viên ủy ban kỷ luật bọn tôi mới thường làm mất lòng người khác, hay bị bọn họ ghét rồi đến khi có sự vụ gì đó muốn điều tra mà không xâm phạm đến đời tư của một cán bộ nào đó cũng rất khó mà nếu không có bằng chứng xác thực thì bọn tôi cũng không thể cứ mặc kệ tốt xấu mà cứ bắt giữ tạm giam được chắc ngài cũng hiểu được nhiều chỗ khó của bọn tôi hắn ngừng một chút rồi lại nhỏ giọng nói tiếp còn về hồng vĩ cơ là do lần trước có người mật báo cũng không có chứng cứ nào xác thực cả rồi đến khi bọn tôi bắt đầu tiến hành điều tra kiểm tra thì cũng không có kết quả nên kết luận rằng đó chỉ là khai mang nhầm hạ uy tín của Hồng Bí Thư mà thôi. Nhưng thực không ngờ hôm nay vẫn lại có người mật báo, lại kèm theo ảnh chụp rõ ràng, thời gian, địa điểm lúc nào hắn quan hệ mập mờ cũng đều được di lại đầy đủ, chi tiết. Cô duẫn trí thức giận nắm tay đấm mạnh một quyền lên mặt bàn, giang thành. Chẳng hiểu cái thành phố này lại biến thành cái nơi gì rồi. Đầu tiên là Lê Quốc Chính, Hứa Thường Đức, rồi giờ lại đến hồng vĩ cơ, cả một đám lãnh đạo không ra gì. Hay là cả một đám lãnh đạo Giang Thành đều có tinh thần che già thì mang lại mọc lên y như vậy. Không chịu làm tốt công tác, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc ăn chơi phè phớn. Nếu không vì quá tức giận, cố dẫn trí cũng không lôi cả người chết là hứa thường đức ra mắng nhiếc làm gì. Tăng Lai Châu ngơ ngác không hiểu rõ lắm lời của cố bí thư, bởi lẽ hắn không được biết rõ nội tình vụ việc của hứa thường đức nhưng dù thắc mắc trong lòng hắn cũng không dám hỏi kẻo cô bí thư lại tức giận hơn giận cá chém thất thì khổ. Hắn chờ một lúc để cô bí thư nguôi giận một chút rồi mới thấp giọng hỏi, cô bí thư, giải quyết chuyện này thế nào bây giờ? Audio điện tử võ tấn bền Cô Duẩn Trí chừng mắt nhìn lại tăng Lai Châu cả giận mắng, còn làm sao nữa? Nên làm cái gì thì làm cái đó chứ ngươi còn định làm gì? Có loại lãnh đạo thối nát như vậy thì làm sao quản lý tốt được cả cái thành phố lớn, khó trách tại sao dạo này Giang Thành lại liên tiếp xảy ra nhiều chuyện không ra gì đến vậy. Tăng Lai Châu lại thấp giọng đi sâu vào vấn đề hơn, đây chỉ là vấn đề về đời sống cá nhân, trước mắt vẫn chưa có chứng cứ gì thể hiện kinh tế có vấn đề. Cô Duẩn trí nhíu mày quả quyết nói, đã không trong sạch thì sẽ làm ra những chuyện không trong sạch, người phải điều tra tới tận cùng tất cả các vấn đề về tiền bạc, quyền lực, các chỉ thị, công văn nghị quyết hắn đề ra, rồi cả về vấn đề đời sống cá nhân của hắn nữa, bất kể chỉ là một vết xước nhỏ ngươi cũng phải tra cho rõ ràng. Ta không tin bầu trời Giang Thành không còn thấy được mặt trời nữa. Thế có phải tạm giữ không? Vừa nghe thấy hai từ, tạm giữ, tâm tình cố duẫn trí cũng bình tĩnh lại được một chút. Hắn ngồi trở lại ghế của mình, liếc mắt nhìn tập ảnh trên bàn rồi thấp giọng lạnh lùng nói, chưa cần, cứ điều tra cho rõ trước đã. Có bao nhiêu người biết chuyện này? Tang Lai Châu cũng hiểu cố bí thư sợ đánh rắn động cỏ, hắn vừa chậm rãi cất lại tập ảnh vào túi tài liệu vừa nhỏ giọng báo cáo, Lưu Diễm Hồng cũng biết chuyện này, những thứ này là được đưa trực tiếp tới chỗ nàng ta. Cô Duẫn Trí gật gật đầu như đã biết, Lưu Diễm Hồng là bạn cùng học với Tống Hoài Minh ở trường đảng. Nếu như nàng ta biết thì khẳng định sẽ báo cáo ngay cho Tống Hoài Minh biết. Cô Duẫn Trí nghĩ nghĩ một lúc sau thấp giọng nói, vậy thì cứ giao chuyện này cho nàng ta xử lý, để nàng ta tự đi điều tra. Vốn dĩ Tăng Lai Châu cũng để Lưu Diễm Hồng làm vụ này nhưng vì hắn sợ chuyện này liên quan quá lớn nên mới phải vội vàng báo ngay cho cô Bí Thư biết rồi xin ý kiến chỉ đạo. Cô Duấn trí đoán không sai chút nào, lúc Tăng Lai Châu đến báo cáo lại cho hắn biết thì Lưu Diễm Hồng cũng nhanh chóng báo lại chuyện này cho Tống Hoài Minh biết. Nhìn mấy tấm ảnh trên tay mà Tống Hoài Minh không khỏi nhíu nhíu mày. Dạo này Giang Thành xảy ra quá nhiều chuyện, giờ lại tới vụ bê bối của lãnh đạo cao tầng Giang Thành nữa. Tống Hoài Minh thấp giọng hỏi, "Những tấm ảnh này được gửi trực tiếp cho ngươi?" Lưu Diễm Hồng gật gật đầu, "Được gửi thẳng tới hộp thư cá nhân, tôi có đưa một ít cho tầng chủ nhiệm." Tống Hoài Minh liền nói ra suy nghĩ của mình, "Chắc hẳn hắn cầm tới báo cáo lại cho cô bí thư biết." Lưu Diễm Hồng suy nghĩ một chút rồi mới nhỏ giọng hỏi, "Vậy Hồng vĩ cơ có bị tạm giữ để điều tra hay không?" Tống Hoài Minh không trả lời mà lại hỏi ngược lại một câu ngoài vấn đề về đời sống cá nhân ra thì những chuyện khác hắn có vấn đề gì không lưu diễm hồng lắc lắc đầu nói người mật báo kia cũng không thấy có gì đề cập đến vấn đề tài chính của hồng vĩ cơ tống hoài minh nhếch mép cười nhạt nói ra suy đoán của mình hồng vĩ cơ cũng không phải là người mà cố bí thư xem trọng xem ra lần này hắn gặp chút phiền toái rồi đây lưu diễm hồng cũng cười hỏi tiếp vậy ngài thấy thế nào Ngoài vấn đề về đời sống cá nhân của hắn ra thì năng lực lãnh đạo của hắn cũng không được tốt cho lắm. Lưu Diễm Hồng lại nói, xem ra lần này Hồng Vĩ Cơ khó thoát khỏi vụ này rồi. Tống Hoài Minh thấp giọng nhắc nhở, chắc chắn 10 phần việc điều tra Hồng Vĩ Cơ sẽ do người phụ trách, người cũng nên chuẩn bị sẵn sàng đi kẻo lại chờ tay không kịp. Có lẽ Lưu Diễm Hồng cũng biết điều này, nàng thở dài ảo não than thở, nếu là vấn đề về tác phong công tác thì tôi còn có thể điều tra ra được một chút, chứ còn những vấn đề khác thì lại không nằm trong phạm vi năng lực của tôi. Với cấp bậc hiện giờ của Hồng Vĩ Cơ, muốn tạm giữ để điều tra toàn diện thì buộc phải có sự thông quả của bên kỷ ủy Trung ương. Tống Hoài Minh lại cầm một hai tấm ảnh lên xem cười nói, quả thực chỉ bằng mấy thứ này thì chưa đủ, nhưng nhiều khi để đảm bảo hình tượng của chính phủ trong lòng dân chúng thì cũng phải vì đại nghĩa diệt thân. Lưu Diễm Hồng nở nụ cười nhẹ nói, bởi vậy mà mấy vị lãnh đạo cấp cao như các ngài cũng phải chú ý một chút vấn đề cá nhân của mình, bằng không làm ra chuyện gì sai trái thì có hối cũng không kịp a. À. Tống Hoài Minh cười cười chân thành cảm ơn, đa tạ bạn học cũ đã nhắc nhở. Điền Bân khôi phục lại được chức vụ ban đầu vẫn tiếp tục phụ trách vụ án Phương Hải Đào buôn lậu thuốc phiện, mà số thuốc phiện đó Phương Hải Đào có được đều thông qua Đại Nhĩ Đông. Nhưng Điền Bân vẫn chứng nào tật đấy, lúc hắn thẩm vấn điều tra Đại Nhĩ Đông vì không khống đế được cảm xúc mà lại nổi giận nhào tới đánh khiến Đại Nhĩ Đông bị chấn thương nặng, tay trái gãy, xương hàm bị nứt, nghiêm trọng nhất là thủng màng nhĩ. Thiên thần và ác quỷ, cũng như cảnh sát cùng tội phạm chỉ cách nhau một lần danh. Ngay khi sự việc xảy ra, nội bộ cục công an mở cuộc họp nội bộ khẩn, quyết định cuối cùng là Điền Bân bị tước quân vị, tạm thời bị bắt giam chờ điều tra làm rõ. Lúc đọc quyết định này vẻ mặt đồng đức trí tỏ ra cực kỳ đau lòng, hắn nhịn không được phải thở dài cảm thán, sao người vẫn chứng nào tận nấy, chẳng bao giờ khống chế được cảm xúc của mình gì cả. Đường ngay không đi mà cứ xông vào tuyệt lộ là sao? Xem ra Điền Bân vẫn chưa khống chế được cảm xúc của mình, hắn lớn tiếng quát tháo, cái loại cặn bã của xã hội như vậy không đánh không được. Đồng Đức Trí lắc lắc đầu thấp giọng nói, việc ngươi đánh Phương Hải Đào còn chưa giải quyết xong vậy mà ngươi lại gây rắc rối tiếp. Chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất xấu đến xã hội, hình tượng cảnh sát nhân dân trong lòng người dân sẽ bị xuống cấp nghiêm trọng, ngươi có biết hay không? điền bân cả giận mắng lớn trong mắt đám người các ngươi thì ta đã là cạn bã của cảnh sát rồi các ngươi muốn làm gì thì cứ việc xuống tay ta không thèm quan tâm ngươi nói vậy là có ý gì cha ngươi vẫn là lãnh đạo thượng cấp của ta nếu như để hắn biết chuyện này thì thử hỏi hắn sẽ đau lòng thế nào cơ chứ thanh danh cả đời hắn đều bị hủy hoại trong tay ngươi mất rồi điền bân có chút phản cảm nhíu nhíu mày trầm giọng nói ngươi có thể hay không đừng nhắc cha ta trước mặt ta ta làm sai chuyện gì cũng không quan hệ đến ông ấy. Đồng Đức Trí lắc lắc đầu thở dài một tiếng, tiểu tử ngươi, thực chẳng ra gì. Hiện giờ mọi người vẫn hoài nghi ngươi có liên quan đến cái chết của Phương Hải Đào, vậy mà trong thời điểm nhạy cảm này ngươi lại tiếp tục gây chuyện. Sốt cuộc ngươi là người thích đi gây chuyện hay là kẻ không có đầu óc? Phương Văn Nam chậm chậm ngồi xuống bên cạnh mộ con trai mình, hắn đem những món điểm tâm ngọt mà lúc sinh thời nó vẫn thường thích ăn nhất bày lên khay đá, nhìn tấm ảnh con trai mình trên bia mộ mà hai mắt hắn cũng đỏ dần lên. Tay hắn run run móc chiếc bật lửa trong túi áo ra châm lửa đốt sắp tiền giấy, hải đào, cố gắng chăm ngoan, kiếp sau lại làm một chàng trai tốt, nhất định cha sẽ không bỏ qua cho kẻ nào làm tổn thương con, nhất định cha sẽ đòi lại công bằng cho con. Một lúc sau Phương Văn Nam đứng lên, những đợt gió cuối thu xe xe lạnh khẽ thổi qua. Nhìn từ phía sau cảm giác như thân hình cao lớn kia lại càng có vẻ cô độc tịch mịch hơn đột nhiên Phương Văn Nam thấy Trương Dương, mà Trương Dương cũng thấy hắn. Trương Dương cũng mặc áo khoác đen, đeo kính dâm giống hắn nhưng chỉ khác là tới tham gia lễ tang cha của Thôi Kiệt, thực không ngờ lại gặp Phương Văn Nam ở đây. Từ lúc công trình xây dựng đường vành đai ba xảy ra sự cố rồi cố gia đồng bị cuốn vào rắc rối đến nay Trương Dương cũng ít gặp gỡ nói chuyện với hắn. Trương Dương cũng biết thời gian này hắn vẫn còn đau buồn trước cái chết của đứa con trai nên cũng không muốn quấy rầy hắn, cứ để một thời gian để hắn tĩnh tâm lại đã phương văn nam nhẹ gật gật đầu thay lời chào không ngờ lại trùng hợp đến vậy trương dương chuyển ánh mắt nhìn nhìn mộ phương hải đào ở phía sau phương văn nam rồi tiến tới đặt bó hoa trong tay xuống trước mộ phương văn nam vỗ vỗ vai trương dương thấp giọng nói đi thôi hai người chậm rãi sóng vai đi về bãi đỗ xe trương dương là người mở lời trước ta nghe nói người tính thuê luật sư tiến hành khởi kiện điền bân đúng vậy hắn thân là cảnh sát vậy là lúc tiến hành thẩm vấn lấy lời khai phạm nhân lại làm trái pháp luật ra sử dụng vũ lực đánh người khiến Hải Đào bị chấn thương. Ta đã có trong tay giấy tờ chứng nhận thương tích của Hải Đào lúc đó, nhất định lần này ta phải khiến hắn ngồi tù. Trương Dương thở dài thông báo tin tức mới biết cho Phương Văn Nam nghe, hiện giờ tình hình của hắn cũng chẳng được khả quan là mấy, nghe nói vì hành hung đánh người mà bị bắt giam rồi. Phương Văn Nam ngạc nhiên vội vàng hỏi lại, sao lại như vậy? Hắn bị ngồi tù rồi sao? Vừa nói xong Phương Văn Nam lại ra sức lắc lắc đầu không tin vào lời mình vừa nói, "Không đúng, cha hắn là cục phó cục công an tỉnh Bình Hải, hơn nữa hắn cũng là cảnh sát, cho dù tòa có tuyên án cũng phải cân nhắc đến điểm này chứ." Sao lại nhanh như vậy được? Từ trong giọng nói của Phương Văn Nam, Trương Dương cũng nghe ra thù hận khắc cốt ghi tâm của hắn với Điền Bân, nghĩ vậy Trương Dương không khỏi âm thầm cảm thán trong lòng, xem ra khó có thể hóa giải mối ân oán này rồi nhìn hắn đứng bên cạnh mình mà trương dương thấy xa lạ không ngờ cừu hận có thể khiến một con người có những thay đổi lớn đến như vậy từ một thương nhân giàu có thành công vậy mà phút chốc lại biến thành một người tràn ngập thù hận công trình xây dựng đường vành đai ba tiến triển vẫn thuận lợi cả chứ phương văn nam gật gật đầu ừ cả tiến độ lẫn chất lượng công trình đều được đảm bảo không xảy ra sai sót gì hai người lại trầm lặng không nói gì khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn Thực ra hai người không còn tiếng nói chung nữa, chủ yếu cũng vì sự thay đổi của Phương Văn Nam, hiện giờ hắn gần như đã phong bế trái tim mình, không còn muốn dính líu gì với ngoại giới nữa, tâm hắn đã chết một nửa từ khi con trai hắn chết. Rất nhanh Tô Tiểu Hồng liền bị viện kiểm sát dẫn đi, sự việc xảy ra quá đột ngột, không hề có dấu hiệu báo trước nào, chỉ nghe nói là do liên quan đến vấn đề thuế má. Nhưng trước kia nàng cũng chỉ là người làm thuê cho Phương Văn Nam nếu như thuế má có vấn đề hẳn phải tìm Phương Văn Nam là ông chủ mới đúng. Mãi đến khi thấy phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh Lưu Diễm Hồng, nàng mới hiểu ra tại sao sự việc lại rơi trên đầu mình. Vốn dĩ Lưu Diễm Hồng không cần phải tự mình ra mặt nhanh như vậy, nhưng do lãnh đạo tỉnh ủy dặn đi dặn lại phải thận trọng điều tra thật kỹ lưỡng, nhất định phải tra rõ ràng chân tướng sự việc, hơn nữa phải đảm bảo không được để người ngoài biết chuyện này. Lưu Diễm Hồng sau khi giới thiệu thân phận của mình xong liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề Tô Tiểu Hồng. Cô cùng bí thư thị ủy Giang Thành có quan hệ gì? Tô Tiểu Hồng nghe xong mà nội tâm chợt lạnh ngắt, điều nàng luôn lo sợ nhất suốt cuộc cũng xảy ra. Nhưng dù sao nàng là người từng trải qua nhiều sóng gió trên thương trường nên cũng không biểu hiện gì thất thố mà chỉ lạnh nhạt trả lời lại, hắn là quan, còn ta chỉ là dân đen. Chỉ thế thôi sao? Tô Tiểu Hồng nhẹ gật gật đầu, Lưu Diễm Hồng làm việc luôn thẳng thắn trực tiếp, không dây dưa nhiều, nàng trực tiếp ném cả tập ảnh lên mặt bàn rồi thấp giọng nói cô tự xem đi. Vừa thấy nội dung những tấm ảnh trên bàn cả người Tô Tiểu Hồng như bị sét đánh, cứ chân ngốc ngồi chết lặng một chỗ. Dần dần khuôn mặt nàng trở nên trắng bệch, môi cũng run run, nàng không kiềm chế được mình nữa gầm lên một tiếng chụp đống ảnh trên bàn giận dữ xé rách từng đám một. Lưu Diễm Hồng cũng không ngăn cản mà chỉ ngồi yên lạnh lùng nhìn hành động của Tô Tiểu Hồng, Mãi một lúc lâu sau thấy tâm tình nàng ta ổn định lại mới nhỏ giọng nói, "Chắc cô cũng biết những tấm ảnh này là do ai chụp phải không? Hiện giờ cô sẽ không phủ nhận mối quan hệ với Hồng Vĩ Cơ nữa chứ?" Hiện giờ trong đầu Tô Tiểu Hồng chỉ có một mảng trống rỗng, nàng không còn hay biết chuyện gì xung quanh mình nữa. Nàng cảm thấy như có một đôi bàn tay vô hình đang không ngừng siết chặt cổ nàng, loại cảm giác này khiến nàng không tài nào hít thở nổi. Chỉ có một khả năng, chỉ có thể là do Phương Văn Nam bán đứng nàng nhưng nàng cũng không ngờ hắn lại dở thủ đoạn hèn hạ đến vậy, nhẫn tâm đẩy mình xuống vực sân vạn trường. Vì sao hắn lại làm như vậy? Tô Tiểu Hồng ra sức cắn chặt môi dưới của mình, cố nén không để nước mắt mình chảy xuống. Lưu Diễm Hồng thở dài một tiếng, dù sao nàng cũng là phụ nữ, nàng cũng thấy đồng tình với cảnh ngộ của Tô Tiểu Hồng. Bất kể vì sao Tô Tiểu Hồng lại quan hệ mập mờ với Hồng Vĩ Cơ, nhưng nếu như sự việc lại bị phơi bày ra giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, Bao giờ người chịu thiệt thòi nhiều nhất cũng là phụ nữ. Tô Tiểu Hồng trầm mặc hơn nửa ngày mới nhỏ giọng nói, dù rằng đạo đức làm người che trách mối quan hệ của ta với hắn, nhưng như vậy cũng không trái luật pháp, các ngươi không có quyền bắt giữ ta. Lưu Diễm Hồng mỉm cười trả lời lại, nếu như bọn ta đã điều tra thì phải có cơ sở chắc chắn mới tiến hành bắt giữ. Nói ngay như gần đây cô mới được người khác chuyển cho một khoản tiền lớn, căn cứ những điều mà bọn ta điều tra được thì số tiền này là của Hồng Vĩ Cơ chuyển cho cô, chuyện này có thật hay không? Tô Tiểu Hồng không hề tỏ ra sợ hãi liếc mắt nhìn Lưu Diễm Hồng thẳng thắn trả lời lại, mọi thủ tục giấy tờ đều hợp pháp, ta vay tiền buôn bán cũng không phải đi cướp ngân hàng, chẳng nhẽ như vậy cũng là trái pháp luật hay sao? Lưu Diễm Hồng mỉm cười lạnh lùng nói, tôi khuyên cô nên thành thật nhìn nhận chính vấn đề của bản thân mình, cứ giấu giấu Diễm Diễm cũng không có điểm tốt nào cho cô cả, nếu cô chịu phối hợp cùng chúng tôi, tôi cam đoan pháp luật sẽ xử nhẹ cho cô. Tô Tiểu Hồng đảm nhiên cười lớn, Trung Quốc là đất nước pháp trị, ta không làm việc gì phạm pháp thì sao ta phải thừa nhận. Ta với hắn chỉ giới hạn trong quan hệ nam nữ, ta không nhận bất kỳ lợi ích nào của hắn cả. Lưu Diễm Hồng lại nói, nếu không có chứng cứ xác thực thì chúng tôi cũng không tìm cô nói chuyện, hy vọng cô có thể hiểu ra được điều này mà chủ động hợp tác cùng chúng tôi nếu cô cứ cố chấp như vậy càng khiến sự việc trở nên xấu đi mà thôi. Tô Tiểu Hồng cục hai hàng mi của mình xuống, nàng dùng cách im lặng để bày tỏ sự phản đối của mình. Chẳng mấy chốc mà tin Tô Tiểu Hồng bị viện kiểm sát dẫn đi liền truyền đến tai Trương Dương, mà em trai nàng ta Tô Cường cũng đến tận nhà tìm Trương Dương nhờ vả. Hắn cũng từng thông qua những mối quan hệ của mình hỏi thăm tình hình của chị ra sao, nhưng tất cả đều lắc đầu không biết, chuyện này là cơ mật nên cũng chẳng mấy ai biết được chút gì trước khi tới đây tô cường cũng định đi tìm phương văn nam nhưng lại nhớ tới gần đây hắn gặp không ít rắc rối hơn nữa từ lúc con trai hắn chết mối quan hệ giữa hắn với chị có chút thay đổi không được như trước nữa nghĩ tới nghĩ lui tô cường chỉ có thể nhờ vả được trương dương trương dương cũng không ngờ tô tiểu hồng lại bị viện kiểm sát bắt đi việc đầu tiên trương dương nghĩ đến phải chăng việc này có liên quan đến sự việc ở hoàng cung giả nhật nhưng cẩn thận ngẫm lại thì quá trình chuyển nhượng hoàng cung giả nhật đâu có vấn đề gì, tại sao viện kiểm sát lại bắt nàng ta đi. Nghĩ đi nghĩ lại Trương Dương càng nghiêng về khả năng do vấn đề kinh tế, thậm chí Trương Dương còn liên tưởng đến chuyện này có liên quan đến Phương Văn Nam. Nghĩ đến đây Trương Dương liền gọi điện cho Phương Văn Nam để chứng thực suy đoán của mình, nhưng chuông reo suốt mà lại không có người bắt máy. Trương Dương cũng không giao thiệp với người bên viện kiểm sát, nếu cứ lỗ mãng đi hỏi người ta thì chắc gì người ta đã nể mặt mình. Nghĩ đi nghĩ lại Trương Dương vẫn thấy nên đến gặp mặt nói chuyện với Tả thị trưởng vẫn hơn. Sở dĩ có hai nguyên nhân mà Trương Dương tìm Tả viên Triệu. Thứ nhất, vì gần đây Tả viên Triệu vẫn tỏ ra có hảo ý muốn mua chuộc Trương Dương. Thứ hai, bởi vì Tả viên Triệu là thị trưởng giang thành, nói gì thì nói quyền lực hắn vẫn lớn hơn Lý Trường Vũ, tin tức hắn nắm cũng sẽ nhiều hơn người khác, hoặc giả như hắn muốn biết tin gì thì cũng dễ hỏi hơn. Thực ra Tả viên Triệu cũng mới được thông báo tin tức này khác với Trương Dương, người có địa vị cao hơn, có tầm nhìn rộng hơn lại nhìn nhận vấn đề khác người khác. Trương Dương cho rằng Tô Tiểu Hồng bị bắt là do kinh tế có vấn đề, mà tả viên triệu lại liên tưởng ngay chuyện này có liên quan tới mối quan hệ của nàng ta với Hồng Vĩ Cơ mà ra. Trước đó vài ngày có người nặc danh gửi phong thư cùng ảnh chụp tố cáo Hồng Vĩ Cơ có quan hệ mập mờ với Tô Tiểu Hồng, chuyện này khiến Hồng Vĩ Cơ phải sứt đầu mẻ chán một trận. Tuy rằng hắn may mắn an toàn khỏi đợt đợt phong ba lần này nhưng uy tín của hắn lại bị sụt giảm nghiêm trọng. Hồng Vĩ Cơ vẫn cho rằng kẻ đầu sỏ gây ra vụ này là Tả Viên Triệu, hắn nghi ngờ như vậy cũng có lý do riêng, cũng vì do Hồng Vĩ Cơ cố ý làm lớn vụ việc nhà máy dược phẩm ăn chia hối lộ khiến anh trai Tả Viên Triệu là Tả Ủng Quân suýt phải vào tù. Bởi vậy lần này Tả Viên Triệu có trả thù lại thì cũng là điều dễ hiểu. Trầm tư suy nghĩ một lúc nhưng Tả Viên Triệu cũng không nói phỏng đoán trong đầu của mình ra mà hắn lại thấp giọng hỏi ngược lại Trương Dương, theo lý thuyết bên viện kiểm sát cũng không vô duyên vô cớ bắt người đi, phải chăng do vấn đề kinh tế của nàng ta có vấn đề gì? Trương Dương nhíu mày lắc lắc đầu, cũng không phải, từ trước tới nay nàng ta kinh doanh vẫn luôn tuân thủ theo đúng luật pháp, hơn nữa trước kia nàng ta chỉ là trợ lý của Phương Văn Nam, chẳng làm gì độc lập pháp lý. Hoàng cung giả Nhật thì chỉ mới được chuyển nhượng còn chưa chính thức khai trương mở cửa thì sao lại xảy ra vấn đề gì được? tả viên triệu không giấu giếm mà trực tiếp gọi điện cho viện trưởng viện kiểm sát nhân dân ngay trước mặt Trương Dương. Mà câu trả lời của viện trưởng viện kiểm sát càng chứng thực những suy đoán của tả viên triệu, nhưng mới chỉ là mời lên phối hợp điều tra mà thôi, bất quá lại là chỉ thị của do bên ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, viện kiểm sát bên này cũng không nắm rõ tình huống cụ thể ra sao. Nghe tin tức này trong lòng tả viên triệu cảm thấy vui sướng vạn phần, nói như vậy chắc chắn lần này Hồng Vĩ Cơ gặp phền toái không nhỏ rồi. Nghĩ thì nghĩ trong lòng vậy thôi chứ tả viên triệu sao để lộ ra ngoài mặt để Trương Dương biết được. Hắn mỉm cười nói lại cho Trương Dương biết, sự việc hẳn cũng chưa đến nỗi nghiêm trọng lắm. Bọn họ vẫn còn đang tiến hành điều tra thôi, nếu không có vấn đề gì thì chẳng mấy chốc là được thả ra ấy mà. Cảm ơn tả thị trường. Tả viên triệu cười cười khoát tay, từ bao giờ ngươi học được cái kiểu khách khí như vậy? Trương Dương mỉm cười nói, cũng từ bữa nọ tả thị trường khách khí nhường tôi là người được dâng hương lễ Phật đầu tiên. Tả viên triệu ha hả cười lớn thẳng thắn nói cho Trương Dương biết, kỳ thực ngày đó đẩy cho ngươi làm người đầu tiên dâng hương cũng không có trong kế hoạch, có điều chắc hẳn ngươi cũng biết, lúc đó ở hiện trường có rất nhiều người, lại có cả bên đài truyền hình nữa, cả ta hay lý phó thị trưởng đều không thích hợp là người dâng hương. Có thể ngoài mặt người khác không nói gì, nhưng sau lưng có người lại cố ý đặt điều bọn ta mê tín dị đoan thì sao? Ngươi nói xem có phải hay không? Tuy hắn nói lời thật lòng nhưng Trương Dương cũng thấy có chút khó chịu trong lòng. Ngươi sợ ảnh hưởng đến hình tượng của mình không nhẽ ta lại không sợ hay sao chứ tả viên triệu tựa hồ nhìn thấu tâm tư của trương dương nên hắn vỗ vỗ vai an ủi trương dương một tiếng người tuổi còn trẻ người khác cũng chẳng đặt điều nói ngươi làm gì mà cho dù có người làm thế đi chăng nữa ta cam đoan sẽ giải quyết bất lợi dùm ngươi đã được chưa nào những lời này của hắn cũng mang một tầng ám chỉ khác rằng hắn rất sẵn lòng che chở cho trương dương nếu cần trên thực tế Trương Dương lại là người chiếm được tiện nghi nhiều nhất từ cái vụ dân hương lễ Phật đó, tự dưng lại được lên truyền hình miễn phí, hơn nữa cả một đám lãnh đạo cao cấp còn không được cái vinh dự đó, vậy mà một tiểu cán bộ cấp phó xử như hắn lại được mọi người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ không thôi. Tả viên triệu lại tiếp tục ném cho Trương Dương một viên kẹo bọc đường nữa, việc bình chọn người cán bộ trẻ ở thành phố ta đã bắt đầu rồi đó, ta cũng cho người báo tên ngươi lên rồi nghe được tin tức tốt này trương dương không che giấu nổi nội tâm vui sướng hắn cười tủm tỉm hỏi lại một câu cho chắc bình chọn công bằng chứ tả viên triệu sao không nghe ra ý tứ trong câu nói của thằng nhãi kia cơ chứ hắn cười cười chỉ thẳng mặt trương dương nói ngươi được khá nhiều người đề cử mà chỉ cần ngươi là chủ nhiệm ban cải cách cùng với nhiều việc ngươi làm bên cục du lịch thì cũng nắm chắc đến tám chín phần rồi công việc của tả viên triệu khá bận rộn nên trương dương cũng không dám quấy quả lâu Lúc biết được điều cần biết rồi liền đứng dậy xin phép cáo từ rời đi. Lúc vào thang máy thì trùng hợp lại gặp ngay Giang Nhạc của ban Đầu tư và Phát triển. Giang Nhạc thấy Trương Dương như thấy người thân liền vui mừng chào hỏi, "Trương chủ nhiệm, ngài đến ban cải cách mà bỏ rơi không thèm đoái hoài gì đến ban Đầu tư và Phát triển nữa, văn phòng của ngài vẫn để không suốt đó." Trương Dương cười cười mời Giang Nhạc đến ban cải cách ngồi chơi nếu như không có giang nhạc nhắc chắc Trương Dương cũng quên luôn cái chức danh phó ban đầu tư và phát triển rồi. Thực ra Trương Dương vẫn lẳng tránh không tới ban đầu tư và phát triển cũng có nguyên nhân riêng, chẳng là lần trước hắn có đánh nhau với Lương Siêu, là con trai của cấp trên hắn, cũng là trưởng ban đầu tư và phát triển, từ đó về sau quan hệ của hai người thay đổi đột ngột, không phải Trương Dương sợ bà ta trả thù mà căn bản là hắn không thích chấp nhặt cùng nữ nhân, vẫn nên trách đi thì hơn. Mà cũng vì trước kia có mối quan hệ khá tốt với Trương Dương mà dạo gần đây Giang Nhạc bị Đồng Hồng Ngọc giận cá chém thất, lúc nào cũng làm mặt lạnh với hắn, rồi có việc gì khó là đẩy hết cho hắn, bắt phải làm. Chu Hiểu Vân cùng Thôi Kiệt thấy Giang Nhạc đến chơi liền hứng khởi bắt hắn mời cơm trưa, Giang Nhạc cũng vui vẻ gật đầu nhận lời nhưng với điều kiện tiên quyết là Trương chủ nhiệm phải cùng đi hắn mới chịu. Trương Dương cũng không có thời gian dỗi, buổi trưa còn phải chạy qua nhà máy dược phẩm Giang Thành xem tình hình xây dựng sửa chữa lại nhà xưởng đến đâu rồi. Hơn nữa Hồ Như Yến lại gọi điện đến kêu hắn buổi trưa cùng đi ăn cơm, cả công lẫn tư Trương Dương đều không thể không đi nên đành khước từ thịnh tình của Giang Nhạc, còn tỏ ý lần sau mời cơm lại để bồi tội. Con người thường hay linh tính được những mối nguy cơ sắp tới. Hai ngày hôm nay Hồng Vĩ Cơ cứ thấy thấp thỏm không yên, sau khi nhận được tin Tô Tiểu Hồng bị viện kiểm sát dẫn đi, Hồng Vĩ Cơ liền ý thức được chuyện này hẳn liên quan đến mình. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn liền gọi điện thẳng cho Phương Văn Nam xác minh lại cho rõ ràng rằng chuyện này không có quan hệ gì tới mình. Nhưng gọi liên tiếp ba cuộc mà vẫn không thấy ai bắt máy, càng lúc Hồng Vĩ Cơ càng thấy lo lắng, cứ đứng ngồi không yên. Hắn tức giận hung hăng đập mạnh cái ống nghe xuống, đang định ra ngoài hít thở không khí điều hòa lại tâm tình thì thư ký lại gõ cửa vào thông báo có hứa ra dũng muốn gặp. Hồng Vĩ Cơ cuống quyết bảo mau mau mời hứa ra dũng vào. Hứa ra dũng vừa ngồi xuống liền lặng lẽ quan sát sắc mặt Hồng Vĩ Cơ, Hắn cũng nhìn ra được vị bí thư thị ủy Tâm Tình đang không tốt, tuy rằng trên mặt vẫn là nụ cười tươi nhưng sâu trong mắt vẫn không giấu nổi sự lo lắng băn khoăn điều gì đó. Hồng Vĩ Cơ mỉm cười nhẹ giọng hỏi, "Gia Dũng, tới tìm ta có việc gì không?" Hứa Gia Dũng cũng mỉm cười đáp lời lại, "Cũng không có việc gì hệ trọng, chỉ là muốn tới nói chuyện với Hồng bí thư thôi." "Có chuyện gì sao?" Hồng Vĩ Cơ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra hứa ra dũng liền nói chẳng là tôi nghe nói giám đốc mới của hoàng cung giả nhật là tô tiểu hồng mới bị bên viện kiểm sát mang đi hồng vĩ cơ mỉm cười nói cậu nắm bắt tin tức cũng nhanh quá ha nhưng sao hay là cậu có chủ ý gì với hoàng cung giả nhật à hứa ra dũng không tin hồng vĩ cơ không hay biết gì sự thật của vụ việc lần này hắn không trả lời ngay mà lấy một hộp thuốc lá tinh xảo trong túi mở ra rồi đưa qua cho hồng vĩ cơ ý mời hắn hút thuốc hồng vĩ cơ không từ chối lấy một điếu xong hứa ra dũng liền đứng dậy châm lửa cho hắn, sau đó mới nhỏ giọng nói, theo tôi được biết thì lần này phó chủ nhiệm ủy ban thanh tra kỷ luật tỉnh Đích Thân dẫn đội đến. Hồng Vĩ cơ nghe mà trong lòng cả kinh do không cẩn thận mà bị sạc thuốc lá rồi ho dữ dội. Sau khi dứt cơn ho xong hắn liền nhận ra vấn đề cốt lõi trong đây, tỉnh ủy phái một đội công tác xuống Giang Thành điều tra mà lại không thông báo gì cho hắn biết, chuyện này quả thực không hợp với lẽ thường chút nào. Hơn nữa mục tiêu của tổ công tác lại là Tô Tiểu Hồng, như vậy chẳng phải mục tiêu chính thức chính là nhắm vào hắn hay sao? Khóe môi Hứa ra Dũng nhếch lên nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, từ phản ứng của Hồng Vĩ Cơ, hắn đã chắc chắn rằng hiện giờ nội tâm vị bí thư thị ủy đang không ngừng hoang mang sợ hãi. Hứa ra Dũng chậm rãi trở về chỗ của mình ngồi xuống, rồi thản nhiên lấy một điếu thuốc ra tự châm cho mình hút, "Hồng bí thư à, tôi lại nghe được một tin không hay, là có người muốn nhắm vào ngài đó." chống ngực hồng vĩ cơ càng lúc đập càng dồn dập hơn, nhưng hắn vẫn cứ cố giữ vẻ mặt mình tỉnh tĩnh như không, hắn lạnh nhạt cười nói, không làm chuyện có lỗi với lương tâm buổi tối cũng không sợ quỷ tới gõ cửa. Những đảng viên cách mạng như bọn ta không sợ mấy kẻ tiểu nhân chỉ biết núp bóng dở trò vu khống hãm hại người tốt đâu. Hứa ra dũng mỉm cười lại nói, nước miếng người đời cũng đủ dìm chết người. Có lẽ những lời đồn đại kiểu như vậy vô dụng trước tòa án, nhưng nếu như để đối phó với cán bộ nhà nước, với những đảng viên ưu tú thì lực sát thương cũng không hề nhỏ chút nào a à. hứa ra dũng có chút kinh thường bóc mẽ sự dối trá của hồng vĩ cơ trong lòng thầm nghĩ người cũng chỉ là một tên đạo đức giả không hơn không kém chuyện đến nước này rồi mà vẫn còn giả vờ ngay thẳng chính trực thật nực cười nội tâm hồng vĩ cơ đang đấu tranh quyết liệt hắn cũng nghe ra ngụ ý trong câu nói của hứa gia dũng rằng nếu như bên cử ủy không nắm được bằng chứng gì thì họ đã không ra tay hắn bắt đầu có loại cảm giác rằng tổ thanh tra kỷ luật lần này khác xa với đám người lần trước tới, lần này họ có sự chuẩn bị trước, ra tay cũng quyết liệt hơn trước. Hồng Vĩ cơ tự hỏi mình rằng trên phương diện kinh tế hẳn không có vấn đề gì. Hắn cũng biết bản tính hắn ra sao, tuy không tham tiền tài nhưng hắn lại rất khó cưỡng lại được nữ sắc, chính vì vậy mới dẫn tới việc vỡ lở mối quan hệ mở ám với Tô Tiểu Hồng. Tuy hắn vẫn biết nàng ta tiếp cận hắn là có mục đích nhưng hắn vẫn nghĩ rằng với cấp bậc của hắn hiện giờ dù nàng ta có chủ ý gì không tốt cũng chẳng bao giờ làm khó được hắn. Hơn nữa hắn vẫn luôn cẩn trọng trong mọi hành động của mình, cực ít gây ra những sai phạm không đáng có. Thế nhưng đã là con người thì thể nào cũng có lúc mắc sai lầm, hắn cho rằng nhất định nàng ta nhầm ngay lúc mình mắc sai lầm mà nắm được chứng cứ gì đó gây bất lợi cho mình, nhưng hắn vẫn không hiểu vì sao nàng ta lại bán đứng mình. Chẳng phải trước đó vài ngày chính mình còn cho nàng ta vay một khoản tiền lớn nàng ta thỏa chí làm một fan đại sự nghiệp hay sao? Sao tự dưng nàng ta lại đi đạp đổ cả tương lai tươi sáng của mình? Đang trầm tư suy nghĩ, bỗng nhiên Hồng Vĩ cơ nghĩ tới Phương Văn Nam, chẳng lẽ hết thảy đều từ hắn mà ra sao? Trước kia lúc con hắn bị bắt giam, hắn từng cầu xin mình giúp đỡ nhưng mình lại thẳng thừng cự tuyệt hắn khiến con trai hắn phải chết thảm trong trại giam, lẽ nào vì thế hắn liền oán hận mình mà tính kế trả thù? càng nghĩ hồng vĩ cơ càng thấy sợ hãi, hắn cũng không ngờ hắn làm việc còn sơ suốt quá nhiều điểm để rồi lại trở thành nhiều tai họa ngầm như vậy. Mỗi sai phạm, mỗi tai họa ngầm đều là một quả bom hẹn giờ, nếu như một quả nổ thì nó sẽ nổ dây chuyền, nổ hàng loạt, hắn biết thương tổn mà nó gây ra hắn vô pháp hứng chịu nổi. Hồng vĩ cơ cố sức giết một hơi thật dài rồi lại thở ra một đám khói trắng xóa. Màn khói trắng cứ lượn lờ che khuất vẻ mặt phức tạp cực kỳ khó coi của hắn, khiến hắn có vẻ mông lung mờ ảo hơn không cần nhìn vẻ mặt của Hồng Vĩ Cơ, Hứa Gia Dũng cũng thừa đoán ra nội tâm hắn đang cực kỳ hỗn loạn, vừa lo vừa sợ, vừa giận giữ lại vừa ân hận. Trầm mặc suy nghĩ cả nửa ngày sau Hồng Vĩ Cơ mới thấp giọng nói, tin này có thể tin được không? Những lời này của hắn không khác gì thừa nhận những lời của Hứa Gia Dũng là sự thật. Hứa Gia Dũng gật gật đầu trầm giọng nói, Hồng Bí thư, ngài cũng nên phải làm cái gì đó đi chứ cho dù không thể phòng ngừa chu đáo thì cũng đừng để mất bò mới lo làm chuồng, e rằng lúc đó lại quá muộn. Hứa gia dũng vừa dứt lời, hai mắt hồng vĩ cơ liền lóa sáng một chút, hắn cũng nghe ra điều hứa gia dũng ám chỉ ngầm bên trong. Hồng vĩ cơ ra vẻ có phần mệt mỏi tựa lưng ra phía sau ghế rồi thấp giọng hỏi một câu bâng quơ, sức khỏe kiểu lão nhân gia dạo này thế nào? Ngày kia là đại thọ 80 của lão nhân gia, tôi cùng mộng viện sẽ lên Bắc Kinh ăn mừng đại thọ của người không biết Hồng Bí Thư có hứng thú đi cùng cho vui hay không. Hồng Vĩ Cơ ra sức nắm chặt hai tay vịn chiếc ghế của mình rồi ngồi thẳng dậy, hắn mở to mắt nhìn chằm chằm hứa ra dũng sau đó gật đầu một cái thật mạnh như biểu lộ ý của mình. Hồ Như Yến kêu Trương Dương đến nhà máy dược phẩm chủ yếu là muốn hắn nhìn một số hàng mẫu của mấy loại tân dược mới, mấy loại này đều được điều chế dựa theo bài thuốc của Trương Dương ghi lại. Trương Dương, Hồ Như Yến cùng với xưởng trưởng Triệu Tân Hồng xuống tận phân xưởng sản xuất tân dược để kiểm tra quy trình sản xuất. Được Trương Dương giới thiệu mà Triệu Tân Hồng mới được đảm nhiệm chức xưởng trưởng phân xưởng sản xuất thuốc của nhà máy dược phẩm Giang Thành, bà biểu hiện cũng khá tốt, lại có năng lực quản lý nên được Hồ Như Yến cực kỳ khen ngợi. Vừa đi Triệu Tân Hồng vừa giới thiệu cho Trương Dương biết, lô hàng mẫu đầu tiên đã gửi lên Bắc Kinh để kiểm định chất lượng, nếu đạt yêu cầu liền có thể sản xuất quy mô lớn để tiêu thụ. Trương Dương mỉm cười vui vẻ nói, hy vọng nhà máy dược phẩm Giang Thành có thể mau chóng trở lại thời kỳ huy hoàng trước kia. Triệu Tân Hồng cũng trần ngập tự tin quả quyết nói, nhất định có thể. Việc sản xuất cùng quản lý đã đi vào nền nếp, những thị trường trước kia cũng dần dần được khôi phục lại. Trương Dương mỉm cười, đương nhiên hắn tin tưởng 10 phần vào bài thuốc của mình, chỉ cần điều chế theo đúng tỷ lệ, thuốc có công hiệu cao thì chẳng mấy chốc sẽ chiếm lĩnh được thị trường ngay. Trương Dương cũng chẳng để ý nhiều đến việc sản xuất thuốc của nhà máy, cái hắn quan tâm là phải nhanh chóng thể hiện rõ lợi ích mang lại, chỉ có lợi nhuận càng nhiều thì Cố Gia Đồng mới càng kiếm được nhiều tiền, mà Cố Gia Đồng kiếm được nhiều tiền cũng chẳng khác gì tiền hắn càng ngày càng nhiều thêm. Mà cái quan trọng nhất đó chính là sau khi được Trương đại quan nhân bỏ công bỏ sức tiến hành cải cách thì nhà máy dược phẩm Giang thành một lần nữa lột xác trở về thời kỳ huy hoàng rực rỡ nhất, tiếng tăm còn vang xa hơn cả lúc trước. Như vậy trên bảng thành tích của hắn lại được ghi thêm một dòng nữa, và rồi chẳng mấy chốc hắn lại được bước một bước lớn trên con đường làm quan. Hồ Như Yến nhìn đồng hồ đeo tay thấy đã quá 12 giờ trưa, liền dẫn Trương Dương tới căn tin nhà máy, thực ra trước khi Trương Dương tới nàng đã cho chuẩn bị đồ ăn từ trước rồi. Từ sau khi nhà xưởng nhà máy được đi vào sản xuất lại, lượng công nhân đi làm ngày một tăng mạnh trở lại, bởi vậy mà đến giờ cơm trưa căn tin của nhà máy lại chật ních chỗ ngồi cơm trưa của công nhân được nhà máy cung cấp miễn phí. so với nhiều chỗ khác thì bây giờ đãi ngộ của nhà máy cao hơn trước rất nhiều. cơm của căn tin tuy chỉ dân dã nhưng mùi vị lại rất khá. lúc ăn cơm trương dương liền nhớ ra rồi kể lại chuyện thành phố đang tiến hành đề cử bầu chọn người cán bộ công nhân viên ưu tú toàn thành phố. triệu tân hồng mỉm cười nói trương chủ nhiệm cứ yên tâm đi. đến lúc đó tôi liền phát động toàn công nhân viên nhà máy dược phẩm giang thành bỏ phiếu cho ngươi. Triệu Tân Hồng vừa nhắc tới chuyện này Trương Dương liền sực nhớ ra chẳng phải mình là chủ nhiệm ban cải cách hay sao. Quần chúng nhân dân, cùng đám công nhân viên của mấy nhà máy chính là trụ cột của mình, tính ra thì chỉ riêng công nhân của nhà máy dược phẩm Giang Thành, rồi nhà máy rượu bia Giang Thành cũng phải tới mấy ngàn phiếu bầu rồi chứ không ít. Hơn nữa sau lưng lại còn cục du lịch, cục đầu tư và phát triển, rồi còn cả bên cục quy hoạch và xây dựng đảm bảo gã tiếu minh sẽ toàn lực giúp đỡ mình. Nghĩ đi nghĩ lại Trương Dương vẫn thấy chắc mẩm lọt vào top 10 cán bộ trẻ triển vọng nhất Giang Thành. Hồ Như Yến tươi cười nâng chén rượu mình lên nói, vậy thì tôi xin chúc mừng trước Trương chủ nhiệm giành được suốt 10 cán bộ trẻ xuất sắc nhất Giang Thành. Cái đó thì, vẫn còn chưa bắt đầu bình chọn mà. Ngoài miệng thì thằng nhãi này vẫn nói lời khiêm tốn nhưng cái điệu cười tươi híp cả mắt vào lại bán đứng suy nghĩ trong bụng hắn. Còn cần gì phải bình với chọn nữa? Người vì Giang Thành mà làm nhiều chuyện như vậy, không tính công lao chỉ tính khổ lao cũng thừa xứng đáng được nhận danh hiệu đó rồi. Mà không, phải là đứng nhất bảng mới xứng đáng với những công lao của tiểu trương chủ nhiệm của chúng ta mới đúng chứ. Triệu Tân Hồng cười cười nói xen thêm vào, người đứng thứ nhất toàn thành phố Giang Thành thì lại tiếp tục được bình chọn làm 10 thanh niên trẻ xuất sắc nhất toàn tỉnh Bình Hải. Chúng mừng trương chủ nhiệm song hỷ lâm môn. để danh 10 thanh niên trẻ của cả tỉnh Bình Hải thì Trương Dương không nghĩ tới, Bất quá Giang Thành lại là thành phố lớn thứ hai toàn tỉnh Bình Hải, thì chắc hẳn cũng phải có phần trong top 10 bản xếp hạng kia. Nếu như hắn thực sự được đứng đầu trong số 10 cán bộ trẻ xuất sắc toàn Giang Thành, vậy thì có cơ hội rất lớn lại được đứng tiếp trong top 10 của cả tỉnh Bình Hải cũng không chừng. Càng nghĩ thằng nhãi này càng cảm thấy lâng lâng sung sướng đến khó tả lúc cả đám đang ngồi ăn cơm cùng nói chuyện vui vẻ thì chủ nhiệm văn phòng nhà máy tiểu lý lại vội vàng chạy tới tìm nói rằng có người của cục an toàn vệ sinh môi trường tới muốn gặp người phụ trách nhà máy triệu tân hồng đứng dậy nhỏ giọng nói các ngươi cứ nói chuyện tiếp đi ta đi xem thế nào hiện giờ chỉ còn trương dương cùng hồ như yến ngồi đối diện nhau ánh mắt hai người vừa chạm nhau khiến bầu không khí trở nên có chút mập mờ hơn thanh âm của hồ như yến cũng trở nên nhẹ nhàng hơn chúc mừng ngươi càng làm càng mau chóng thăng quan tiến chức, càng ngày càng có nhiều thành tích hơn. Trương Dương tủm tỉm cười cười trêu đùa, nếu ta được là một trong 10 người cán bộ trẻ xuất sắc nhất thành phố thì ngươi sẽ thưởng gì cho ta? Hồ Như Yến đánh mắt đưa tình dịu dàng hỏi ngược lại, thế ngươi muốn ta thưởng gì cho ngươi nào? Trương Dương vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhỏ xin trơn mịn của Hồ Như Yến trên bàn, hắn thấp giọng nói, thích nhất nhìn ngươi mặc một bộ đồ ngủ trắng tinh bán trong suốt. Biến thái, Hồ Như Yến nhỏ giọng mắng một câu nhưng trong lòng lại không khỏi nghĩ đến mấy lần cùng hắn triền miên ân ái. Khuôn mặt xinh đẹp không tự chủ được mà đỏ lượng lên, khiến nàng càng trở nên dịu dàng xinh đẹp quyến rũ đơn, nếu là ở nhà chắc chắn Trương Dương đã không kiềm chế nổi mà xử tử hình ngay cô nàng ướt át kia tại chỗ. Có điều giờ đang ở căn tin nhà máy, lại là chỗ đông người nên thằng nhãi này mới đành bấm bụng đè nén cơm thèm thịt xuống. Hồ Như Yến biết tính hắn dám nghĩ dám làm nên nàng cũng không dám trêu chọc hắn nữa để tránh tự rước lấy họa sát thân. Nàng ho khan nhẹ một tiếng để làm dịu bớt bầu không khí mập mờ này, rồi nói lảng sang chuyện khác, đã xin đủ giấy phép thủ tục cho xây dựng Nam Hồ Thủy Khố rồi đó. Hôm nào rỗi thì tìm mấy đơn vị thiết kế xem lại địa hình để vẽ bản phát thảo đi, nhanh còn bắt đầu xây dựng nữa. Trương Dương gật gật đầu nói, người cứ tự mình lo liệu cả đi hồ như yến lại nói thêm ta cùng giai đồng tỷ đã bàn bạc qua với nhau rồi trương dương cười cười ý vị thâm trường nhỏ giọng hỏi nàng ta không có ý kiến gì à hồ như yến làm sao không biết được trong đầu hắn lại đang suy tính chuyện đen tối nào đó nàng trừng mắt nghiêm mặt dọa hắn một chập đừng suy diễn lung tung nữa giai đồng tỷ bảo phải bắt ngươi thành thành thật thật mới ngoan ra được lúc nào ta cũng thành thật mà hồ như yến đang định phản bác lại hắn hai câu thì đột nhiên di động lại kêu là Triệu Tân Hồng gọi, nói rằng không đối phó nổi đám người của cục vệ sinh môi trường nên gọi nàng tới cứu viện. Hồ Như Yến đồng ý rồi nói sẽ tới đó ngay, cúp điện thoại xong nàng quay sang thấp giọng nói với Trương Dương, xem ra ta phải đi xem tình hình thế nào mới được. Để ta đi cùng ngươi. Người tới lần này là Ngô Hồng Quý trưởng ban phòng chống ô nhiễm môi trường của cục vệ sinh môi trường thành phố Giang Thành. Hắn dẫn đội tới nhà máy dược phẩm là để thông báo cùng ghi hóa đơn phạt Hồ Như Yến tươi cười chào hỏi, ngô trưởng phòng đến đó à? Ngô Hồng Quý Tủm tìm cười đứng dậy vui vẻ ra chiều muốn bắt tay chào lại Hồ Như Yến. Tuy rằng tận đáy lòng nàng không muốn bắt tay thằng nhãi này nhưng theo phép lịch sự nàng buộc phải chia tay phải ra bắt tay với hắn. Ngô Hồng Quý lại nhân lúc đó dở trò nhéo nhéo nhẹ bàn tay trắng nõn mịn màng của Hồ Như Yến. Chỉ là cái hành động bẩn thỉu kia làm sao qua mắt được trương đại quan nhân. Nhìn thằng nhãi kia dám ngang nhiên quấy rối nữ nhân của mình, giờ đây nội tâm Trương Dương tràn ngập nửa giận, bất quá hắn lại chưa muốn phát tác ngay lúc này. Ở cái đất Giang Thành này danh tiếng Trương Đại Quan Nhân hắn không phải là nhỏ, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc bất kỳ người nào ở Giang Thành cũng đều biết đến hắn. Hơn nữa tại lúc nãy phải xuống kiểm tra phân xưởng sản xuất nên Trương Dương vẫn đang mặc đồ lao động, hiển nhiên mấy tên nhân viên công tác cục vệ sinh môi trường kia cũng chẳng thèm để vào mặt một gã công nhân còn con đi theo sau hầu hồ như yến. Hồ Như Yến đi tới ngồi xuống ghế bàn làm việc của mình rồi chậm rãi hỏi: "Ngô trưởng phòng, không biết nhà máy dược phẩm chúng tôi có điểm nào không phù hợp tiêu chuẩn vệ sinh môi trường vậy?" Ngô Hồng Quý mỉm cười nói: "Có người phản ánh nhà máy của mấy người xả nước thải bất hợp pháp, gây nguy hại đến hệ sinh thái cũng như người dân xung quanh vùng này. Bởi vậy bọn ta xuống đây kiểm tra thăm dò thực địa, sau khi lấy mẫu thử nghiệm kết luận nồng độ nước thải của nhà máy mấy người vượt quá chỉ tiêu cho phép, vi phạm những quy định nhà nước có liên quan." cho nên hôm nay bọn ta tới là để tiến hành xử phạt hành chính nhà máy các ngươi. Hai hàng mày liếu của Hồ Như Yến hơi nhíu lại với nhau, nàng kéo ngăn lấy ra một tập bản báo cáo để lên mặt bàn lạnh lùng nói, Ngô trưởng phòng, trước khi chúng tôi tiếp tục quy trình sản xuất tân dược tiếp chúng tôi vẫn rất quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường nên đã đặc biệt cho lắp đặt một một dây chuyền xử lý nước thải tiên tiến. Chỉ có nước thải đã được xử lý kỹ lưỡng thì chúng tôi mới cho chảy ra môi trường bên ngoài, Ngoài ra chúng tôi còn mời các chuyên gia của các ngành liên quan đến môi trường, có cả Cục Vệ sinh Môi trường của Ngài cùng tiến hành kiểm tra đo lường lấy mẫu xét nghiệp sau khi sản xuất, kết quả đều hoàn toàn phù hợp với quy định của nhà nước. Tất cả tài liệu đều ở đây, Ngài có thể kiểm tra lại. Ngô Hồng Quý cười nhạt một tiếng thấp giọng trả lời lại, Giám đốc Hồ, cô nói như vậy cũng không đúng, chúng tôi là cán bộ nhà nước, làm việc gì cũng công bằng nghiêm minh, hết thảy đều phải lấy tiêu chuẩn nhà nước quy định để làm định mức hai hàng mày liếu của Hồ Như Yến lại càng nhíu chặt vào nhau hơn, nàng lạnh lùng hỏi ngược lại, nói như vậy các kết quả kiểm tra đo lường của các ngươi đều là phế thải sao? Phải nói rằng Hồ Như Yến cực kỳ tin tưởng vào kết quả kiểm tra lần trước, bởi lẽ trước khi tiến hành sản xuất cố giai đồng không chỉ một hai lần đặc biệt nhấn mạnh phải chú trọng đến vấn đề nước thải. Tuy rằng là thương nhân, luôn truy cầu lợi ích lớn nhất nhưng cố giai đồng là một thương nhân có tâm, có trách nhiệm, lại luôn lo lắng đến vấn đề ô nhiễm môi trường, chính vì vậy nàng không tiếc tiền đặt mua hẳn một dây chuyền xử lý chất thải tiên tiến bên nước ngoài, mục đích chính là không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường xung quanh nhà máy dược phẩm. Trước lời khiêu khích của Hồ Như Yến, Ngô Hồng Quý vẫn tỏ ra bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt trả lời lại, ta chỉ tin vào những gì mắt ta thấy. Những lời này của hắn cũng quá mức kiêu ngạo, ý nói ta chẳng cần biết người đưa ra cái gì, ta chỉ biết ta nói đúng là đúng, nói sai là sai, ta không quan tâm hồ như yến hơi xuống nước nhỏ giọng hỏi không biết ngô trưởng phòng có thể kiểm tra lại một lần nữa hay không ngô hồng quý làm như không nghe thấy lời hồ như yến mà quay sang đánh mắt với gã trợ lý đứng bên cạnh ý bảo hắn đem hóa đơn phạt để lên bàn làm việc của nàng ta hồ như yến cũng chẳng thèm liếc nhìn lấy tờ hóa đơn một cái mà chỉ mỉm cười hỏi chuyện này còn có thể thương lượng được không ngô trưởng phòng nhìn vẻ đẹp động lòng người của hồ như yến mà ngô hồng quý không khỏi nuốt khan một ngụm nước bọt hắn quay sang nhìn nhìn mấy gã phụ ta đi cùng mình, mấy gã kia liền biết lý lặng lẽ lủi ra ngoài. Triệu Tân Hồng cũng xin cáo từ rời đi, chỉ còn mình Trương Dương vẫn hiên ngang đứng đó nhìn chằm chằm thằng nhãi ngô hồng quý kia. Hồ Như Yến thấy Trương Dương vẫn không chịu ra ngoài liền đánh mắt với hắn một cái, ý bảo hắn cứ ra ngoài trước đi. Thực lòng Trương Đại Quan Nhân chán ghét thằng nhãi con kia đến cực điểm rồi, nhưng đến giờ Trương Dương vẫn cứ cố đè nén lửa giận trong lòng xuống, hắn muốn chờ xem thằng nhãi con kia dở ra được mấy trò mèo. chương 234, chỉ là con cóc ghẻ. Nếu như Hồ Như Yến đã muốn vậy thì Trương Dương cũng đành lui ra ngoài để nàng ta một mình giải quyết. Lúc mọi người ra ngoài hết rồi Ngô Hồng Quý liền tiện tay đóng cửa phòng lại. Trương Dương đầy một bụng khó chịu lùi thủi ra ngoài, chẳng lẽ thằng nhãi kia có chủ ý đen tối gì với Hồ Như Yến hay sao lại muốn nói chuyện riêng? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại giờ đang ban ngày ban mặt, hơn nữa bên ngoài lại có đông người như vậy, dù hắn có ngu xuẩn đến đâu đi chăng nữa chắc cũng không làm ra loại hành động gì tự hủy hoại tiền đồ sự nghiệp của mình chứ. Hơn nữa cô nàng Hồ Như Yến cũng không phải nữ tử tầm thường, không nói đến chuyện nàng ta trí tuệ siêu quân, chỉ riêng bộ cầm nã thủ nàng ta mới học xong của Trương Dương thì cũng thừa đối phó với dạng công tử bột như thằng nhãi kia. Biết thì vẫn biết vậy chứ Trương Đại Quân Nhân vẫn cứ thi triển thần thông chăm chú lắng nghe động tĩnh bên trong phòng có lẽ người khác thì không nghe thấy gì chứ hắn lại nghe rành mạch như đang đứng ngay bên cạnh vậy. Sau khi mọi người ra ngoài hết hồ như Yến mới cầm hóa đơn phạt lên nhìn lướt qua một lượt, sau nàng mới nhẹ giọng nói 80 vạn tệ. Ngô trưởng phòng làm việc cũng mạnh tay quá ha. Ngô Hồng Quý cười tùm tìm nói, đây là ta đóng góp giúp nước nhà chú cá nhân ta một phân tiền cũng không lấy. Hồ Như Yến lại nói, Ngô trưởng phòng, chắc ngài cũng biết nhà máy chúng tôi mới đi vào sản xuất lại, trên phương diện tài chính vẫn còn gặp nhiều khó khăn, ngài không thể châm trước chuyện này cho chúng tôi một chút được sao? Ngô Hồng Quý thở dài một hơi nhàn nhạt, nhạt nói, thật ra tôi cũng không phải là người không biết giảng đạo lý, lần trước tôi mời giám đốc hồ ăn cơm cũng chính là muốn nói về chuyện này, nhưng giám đốc hồ lại chẳng cấp một chút mặt mũi nào cho tôi cả. Thực lòng mà nói cho đến nay tôi vẫn hết lòng chiếu cố đến nhà máy dược phẩm, nhưng cô cũng biết đó, nếu có người dân phản ánh lên thì chúng tôi phải vì dân chúng mà cúc cung tận tụy phải cho người xuống điều tra xem tình hình thực hư ra sao. Thân là người chủ quản tôi cũng phải chịu áp lực rất lớn, tuy rằng tôi rất có hảo cảm với giám đốc Hồ, nhưng tôi lại không thể để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến quy định của pháp luật được, cô có hiểu không? Hồ Như Yến đạm nhiên cười lại càng toát lên vẻ quyến rũ phong tình mê người khiến Ngô Hồng Quý hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Bản chất của thằng nhãi Ngô Hồng Quý là một gã háo sắc, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hồ như yến hắn đã ám ảnh nhớ mãi không thôi rồi bắt đầu hắn sinh ra chủ ý với nàng thân là chủ nhiệm ban phòng chống ô nhiễm môi trường cục vệ sinh môi trường đương nhiên hắn có nhiều cách để uy hiếp nhà máy dược phẩm trước đây hắn từng mời hồ như yến dùng cơm nhưng lại bị nàng thẳng thừng cự tuyệt chính điều này khiến hắn càng ghi hận trong lòng càng kích thích tính hiếu thắng của hắn thực ra lần này hắn tới đây gây khó dễ quả thực cũng do có người kiến nghị nhà máy dược phẩm lên cục vệ sinh môi trường nhưng Ngô Hồng Quý sao lại không biết nhà máy dược phẩm xử lý chất thải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của nhà nước, nhưng tiêu chuẩn là một chuyện, còn kiểm tra thực tế lại là một chuyện khác. Đủ tiêu chuẩn hay vượt quá gấp vài chục lần tiêu chuẩn hoàn toàn nằm ở một câu nói của hắn, bởi vậy hắn mới hiên ngang đến tận đây gây khó dễ cho Hồ Như Yến như vậy. Hồ Như Yến ra vẻ núng nịu nói, "Ngô trưởng phòng là người tốt có chân tình như vậy thì tấm hóa đơn này ngài có thể thu lại được không?" nhìn bộ dạng ướt át đầy quyến rũ của hồ như yến mà trong lòng ngô hồng quý mừng như mở cờ chảy hội hắn đứng dậy đi tới trước bàn làm việc của hồ như yến ý định nhân cơ hội lấy lại tờ hóa đơn mà vuốt ve bàn tay chắn nõn mịn màng kia một lần nữa vậy mà bàn tay nhỏ của hồ như yến lại như con sóc nhỏ nhẹ nhàng tránh thoát khỏi ma chảo của con sói già nàng nhẹ giọng nói ngô trưởng phòng vẫn chưa có câu trả lời thuyết phục cho tôi đâu nha ngô hồng quý sắc mê tâm khiếu nhìn hồ như yến đến hồn siêu phách lạc càng lúc hắn hô hấp càng dồn dập hơn, chỉ cần giám đốc hồ cũng có chân tình như tôi, vậy thì tờ hóa đơn này sẽ dễ bàn hơn rồi. Hồ Như Yến lại ra vẻ ngây thơ ôn nhu hỏi lại, ý tứ của ngô trưởng phòng, người ta nghe không rõ. Ngô Hồng Quý bắt đầu thấy mồm miệng mình khô dần, tối nay tôi mời cô đến phủ dung lầu dùng cơm, hai chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện tiếp. Trong lòng Hồ Như Yến khinh bỉ thằng nhãi này đến cực điểm, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ nũng nịu nhẹ giọng hỏi lại, hai người chúng ta thôi sao? Chúng ta cô nam quả nữ như vậy không sợ ảnh hưởng không tốt sao? Tôi thì không dám có ý gì, nhưng còn ngô trưởng phòng là cán bộ nhà nước, ngài không sợ người khác nói xấu hả? Hồ Như Yến nói như vậy chẳng khác nào đã tỏ rõ thái độ thuận theo, ngô hồng quý mừng như bắt được vàng vội vàng trả lời lại ngay cô sông sợ thì tôi còn sợ cái gì? Hồ Như Yến lại dơ tờ hóa đơn lên mỉm cười duyên dáng nói, vậy còn chuyện này phải xử lý như thế nào đây? ngô hồng quý cười đến tít cả mắt vậy còn phải xem biểu hiện của cô thế nào nữa vậy ngài muốn tôi biểu hiện thế nào câu nói đầy mập mờ cùng ánh mắt đầy dụ hoặc của hồ như yến khiến bất kỳ gã đàn ông nào cũng phải sinh lòng đen tối ngô hồng quý lại phải nuốt khan một ngụm nước bọt nữa cô cũng hiểu được mà ngài không nói thì sao người ta hiểu được chứ trương dương nghe đến đó rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mẹ nó chứ chỉ là một gã trưởng phòng nhãi nhép ở cục vệ sinh môi trường mà cũng dám câu dẫn nữ nhân của ông sao. Vẫn biết rằng là Hồ Như Yến cố ý trêu chọc Ngô Hồng Quý nhưng Trương Dương không tài nào đè nén nổi cơn ghen trong lòng mình xuống được. Hắn vừa nhấc chân lên một cái liền đá văng cửa phòng làm việc của Hồ Như Yến bay vào bên trong. Thực ra cửa phòng cũng không khóa, mà Trương Đại Quan Nhân do giận dữ mà không kiềm chế được sức lực nên chẳng may lỡ chân đã bay cả cánh cửa phòng vào trong. Ngô Hồng Quý giật mình hoảng hốt quay đầu lại nhìn, nhưng rất nhanh sau hắn liền chấn tĩnh lại, đương nhiên hắn vẫn cho rằng hắn chưa có làm gì điều gì cả. Ngô Hồng Quý nheo hai mắt lại lạnh lùng nói, giám đốc hồ, công nhân của nhà máy các người cũng hiểu lễ phép quá ha. Hắn còn chưa dứt câu đã bị Trương Dương hung hăng cho một cái bạt tai thật mạnh. Trương Dương dùng lực khá mạnh tát cho Ngô Hồng Quý lật mặt, mắt hoa tai ù, hắn loạn trọng lùi lại ngã ngồi xuống ghế sofa. Từ trước tới nay người dám động chạm đến nữ nhân của Trương Đại Quan Nhân chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp, chỉ là một gã trưởng phòng còn con, đánh hắn Trương Dương chẳng cần phải lo nghĩ nhiều, cho dù có thêm 100 thằng nhãi con này Trương Đại Quan Nhân cũng không thèm chấp, luận về cấp bậc quan chức hay những mối quan hệ trên quan trường, Trương Dương cũng đủ tự tin gì biết hắn. Thấy Trương Dương bà tai ngô hồng quý xong lại lao đến ý định đánh hắn tiếp, Hồ Như Yến vội vàng đứng dậy chạy tới giữ tay Trương Dương ngăn lại, nàng chỉ sợ hắn không kiềm chế được mà đánh tàn phế thằng nhãi kia thì lại lớn chuyện. Nàng nhẹ giọng khuyên, Trương chủ nhiệm, ngài cần gì phải chấp nhận với loại cóc ghẻ như hắn. Trương Dương chừng mắt liếc nhìn Hồ Như Yến một cái, trong lòng thầm mắng lớn. Cơn thức của lão tử không phải do ngươi gây ra sao. Hồ Như Yến lại quay sang tươi cười rạng rỡ với ngô hồng quý, chẳng biết nàng móc đâu ra chiếc máy ghi âm bỏ túi rồi lại quơ quơ trước mặt hắn rồi nhỏ giọng nói, ta đã thấy không ít kẻ hạ tiện nhưng lại chưa thấy qua kẻ nào vừa hạ tiện lại vừa vô liêm sỉ như ngươi, Ngươi cho rằng ngươi nắm trong tay một chút quyền lực còn con đó liền thích gây khó dễ cho ai cũng được sao? Quy trình xử lý nước thải của nhà máy bọn ta không có vấn đề gì, bất kể người nào tới kiểm tra ta cũng đều không sợ. Hơn nữa những lời vừa rồi của ngươi ta đã ghi âm lại đầy đủ, ta sẽ gửi một bản sao cho cục trưởng cục bảo vệ môi trường nghe thử xem thế nào. Càng nghe sắc mặt Ngô Hồng Quý càng trở nên tím ngắt lại. Đến bây giờ hắn cũng nhận ra thân phận thật sự của Trương Dương, nhưng cái tát kia lại là thực. Một bên má hắn vẫn nóng ran là thực, cảm giác ù tai hoa mắt cũng là thực, hắn cũng không ngờ đối phương không nói không rằng gì đã ra tay tàn nhẫn như vậy. Rất nhanh sau mấy người ở bên ngoài đều chạy vọt vào trong phòng, mấy gã nhân viên cục bảo vệ môi trường đi theo Ngô Hồng Quý thấy cấp trên bị đánh liền hùng hổ xông tới nói lý với Trương Dương, còn một gã trong đó thì vội vàng gọi điện báo cảnh sát. Trương Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn cả đám người kia nhếch mép cười nhạt một tiếng, thật không biết sống là gì căn bản ta không muốn so đo với đám các ngươi làm gì cho mệt. Ngô Hồng Quý lại liếc mắt nhìn chiếc máy ghi âm bỏ túi trong tay Hồ Như Yến mà hắn không khỏi có chút trột dạ. Hắn đưa tay xoa xoa một bên mặt bị Trương Dương tát vẫn còn cực kỳ đau nhức khó chịu nhưng vẫn thấp giọng nói, bỏ đi, quay về rồi giải quyết sau. Một lúc sau mấy gã cảnh sát ở phân cục gần đây chạy tới, rất nhanh mấy gã này liền nhận ra Trương Dương. Lần này người dẫn quân tới vẫn là Cố Phong, cũng là bạn học cũ với Khương Lượng vừa đến hiện trường lại thấy Trương Dương, hắn cố phong liền phỏng đoán đến 89 phần vụ ẩu đả này có liên quan đến thằng nhãi kia. Tuy có quen biết nhưng do ở đây còn có nhiều người lạ nên cố phong cũng không tiện chào hỏi Trương Dương, mà vẫn phải ra vẻ uy nghiêm trầm giọng hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy. Lúc này mấy gã nhân viên cục bảo vệ môi trường liền dối giết đi ra báo cáo tình hình sự việc vừa rồi. Chuyện này cũng là tâm lý bình thường của đại đa số người, tiên hạ thủ vi cường, không cần biết nguyên do vì sao, cứ ai tố cáo được tội danh của đối phương trước là chiếm được ưu thế trước. Cố Phong giả vờ như không nghe thấy gì lại quay sang nhìn nhìn Hồ Như Yến hỏi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hồ Như Yến không trả lời câu hỏi của Cố Phong mà chỉ tay thẳng mặt Ngô Hồng Quý nói, ngài hỏi hắn đi. Ngô Hồng Quý vừa xấu hổ lại không dám nói gì, đành hậm hực bụng một bên mặt đã sưng vù của mình vội vàng bỏ đi ra ngoài. Nếu như người bị hại bỏ đi không muốn truy cứu nữa thì cảnh sát cũng chẳng còn lý do gì để tiến hành truy cứu người có liên quan. Dù sao cũng chỉ là xích mích rồi dẫn tới ẩu đả bình thường mà thôi, cố phong giao uy dặn mọi người phải biết giữ trật tự an ninh vài câu xong lại dẫn đám cấp dưới của mình rời đi. Hồ Như Yến ra tiến mấy người cảnh sát xong theo bản năng định với tay đóng cửa lại nhưng sực nhớ ra là cửa phòng bị trương dương đá bay mất rồi còn đâu. Nàng không khỏi quay lại liếc mắt nhìn hắn giọng điệu có phần oán trách mắng, người đó không bỏ được cái tính nóng nảy đó đi, chỉ là một gã tiểu nhân vật, một mình ta thừa sức ứng phó nổi, việc gì ngươi phải làm quá lên như vậy?" Trương Dương nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng phản bác lại, "Ứng phó như thế nào? Ngươi cùng tên chó chết kia cứ liếc mắt đưa tình như vậy ta không chịu được. Ta chỉ lừa hắn lộ ra sơ hở, sao? Ngươi ghen à?" Trương Dương phát cáu nhoáng cái đã quàng tay ôm lấy cái eo nhỏ của Hồ Như Yến vào lòng, rồi hung hăng hôn đôi môi ướt át của nàng. Hồ như Yến bị hắn bất ngờ tập kích liền vội vàng đẩy hắn ra khuôn mặt nàng cũng đỏ ửng lên nàng nhẹ giọng mắng đang ở nhà máy người đừng có làm ẩu. Trương Đại Quan Nhân chẳng thèm để ý đến lời Hồ Như Yến hắn phải phát tiết nỗi khó chịu trong lòng cho bằng được mới thôi. Trương Dương lại chuyển ma trào của mình ở sau lưng Hồ Như Yến xuống một chút nhéo mạnh mông nàng ta một cái thì thầm nói hôm nay ta phải giáo huấn lại ngươi một chút mới được mấy ngày không gặp đã bắt đầu sinh hư rồi ai sợ ai bị hồ như yến khiêu khích, ngọn lửa dục vọng trong lòng trương dương lại càng cháy hừng hực hơn, nhưng rất nhanh hắn lại để nén dục vọng xuống. Dù sao hiện giờ đang ở nhà máy, hơn nửa cửa phòng làm việc lại bị hắn đá bay mất, tuy rằng hắn vẫn tự nhận mình là người to gan lớn mật nhưng cũng không phải phải hạng người làm những việc ngu xuẩn thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này thì điện thoại trong văn phòng lại kêu, hồ như yến hôn má hắn một cái rồi mới dẫy ra đi tới bàn làm việc nghe điện thoại. Là cục trưởng cục vệ sinh môi trường, cảnh khải siêu gọi điện tới, giọng điệu hắn tràn ngập vẻ ấy náy xin lỗi, giám đốc hồ à, sự việc vừa rồi thực không phải với cô, là do lỗi của tôi không quản lý được cấp dưới, đúng là một đám vô kỷ luật không hiểu phép tắc. Hồ như yến khanh khách nở nụ cười duyên, cắt ngang lời cảnh khải siêu, cảnh cục trưởng à, tôi cũng hơi bất ngờ đó, không biết từ bao giờ một gã trưởng phòng lại có thể đại biểu cho cục bảo vệ môi trường vậy. Hơn nữa hắn lại khẳng định đi khẳng định lại rằng quy trình xử lý nước thải của nhà máy chúng tôi có vấn đề, không phù hợp với quy định tiêu chuẩn của nhà nước. Mà cái tiêu chuẩn của nhà nước kia bất quá cũng chỉ bằng một câu nói của hắn mà thôi. Thái độ của cảnh khải siêu cũng thập phần thành khẩn. Thật ra hắn cũng không hề hay biết chuyện ngô hồng quý đến nhà máy dược phẩm gây sự, đều là thằng nhãi này tự ý làm càn. Tiểu tử này cũng chỉ mới được thăng chức làm trưởng phòng bảo vệ môi trường. Hắn thường ỉ vào bối cảnh sau lưng mà ngày thường vẫn luôn tự cao tự đại. Ngay cả cục trưởng cảnh khải siêu, cấp trên của hắn mà hắn cũng chẳng coi ra gì. Cảnh Khải Siêu cũng sớm không vừa mắt thằng nhãi con vinh váo này, nhưng do quan hệ nhân tình nên đành nhẫn nhịn cho qua. Nhưng Cảnh Khải Siêu cũng thực không ngờ thằng nhãi này lại dám có chủ ý với cả Hồ Như Yến, lại còn kéo quân tới tận nhà máy dược phẩm đòi phạt tiền người ta nữa. Tuy rằng trong lòng thấy vui sướng khi thằng nhãi kia bị người ta dạy dỗ một chập, nhưng rất nhanh hắn lại cảm thấy lo lắng, chẳng may lại đắc tội với đại lão bản phía sau nhà máy dược phẩm là cố giai đồng, đại tiểu thư cố bí thư tỉnh ủy thì lớn chuyện. Bởi vậy hắn phải vội vàng gọi điện tới, thứ nhất là thanh minh chuyện này không liên quan gì đến mình, còn thứ hai là xin lỗi cùng hứa sẽ đòi lại công đạo. Cảnh Khải Siêu tỏ ra cực kỳ phẫn nộ quyết tâm nói, giám đốc Hồ cứ yên tâm, nhất định tôi nghiêm túc sẽ xử lý mạnh chuyện này. Hồ Như Yến nhàn nhạt nói, cái gã trưởng phòng bảo vệ môi trường kia của các người thực làm mất mặt cả cục vệ sinh môi trường, những lời hắn nói tôi đã ghi âm lại đầy đủ, lúc nào rảnh rỗi rồi sao ra rồi gửi cho cảnh cục trưởng một bản nghe thử. Cảnh Khải Siêu nghe vậy trong lòng không khỏi thầm mắng thằng nhãi ngô hồng quý ngu xuẩn, người muốn chết thì tự mình đi tìm chết đi, việc gì phải kéo ta, kéo cả cục vệ sinh môi trường chết theo ngươi. Trương Dương đi tới rảnh ống nghe trong tay Hồ Như Yến rồi lớn tiếng nói cảnh cục trưởng. Cảnh Khải Siêu ngẩn người một lúc, mãi sau mới nhận ra là giọng của Trương Dương, hắn có chút kinh ngạc hỏi lại là Trương chủ nhiệm phải không? Trương Dương trầm giọng trả lời, phải, là ta vừa rồi gã cho chết ngô hồng quý dám buông lời đùa giỡn dám đốc hồ, ta thấy chướng mắt nên bà tai hắn một cái. Người chuyển lời của ta cho thằng nhãi kia, chuyện hôm nay ta không để yên đâu, về sau biết điều thì tránh mặt ta cho xa, bằng không để ta nhìn thấy một lần ta liền đánh hắn một lần, gặp lần thứ hai ta đánh hắn quẻ giò luôn, nói xong Trương Dương liền hung hăng dập điện thoại xuống. Cảnh Khải Siêu ở đầu dây bên kia nghe mà mặt cũng tái nhợt cả đi, ở thể chế Giang Thành ai mà chẳng biết tiểu tử Trương Dương kia là nhân vật khó chơi nhất mãi một lúc sau hắn mới ngẩng đầu lên nhìn ngô hồng quý đang đứng ở bên cạnh một cái xong hắn giận dữ dập điện thoại xuống cảnh cục trưởng sao rồi ạ à? ngô hồng quý rè dặt nhỏ giọng hỏi cảnh khải siêu không nhịn được tay chỉ thẳng mặt ngô hồng quý giận dữ quát lớn đồ mắt mù nhà ngươi ngươi có biết ai đánh ngươi không thật sự ngô hồng quý không biết trương dương là ai nên vội vàng lắc lắc đầu cảnh khải siêu đứng đậy trầm giọng nói người đánh ngươi là chủ nhiệm ban cải cách trương dương hắn còn nói, từ hôm nay trở đi nếu hắn gặp ngươi một lần là đánh ngươi một lần, gặp hai lần liền đánh quẻ giò ngươi. Ngô Hồng Quý nghe mà không khỏi dùng mình một cái, hắn cũng chỉ mới được thăng chức làm trưởng phòng không lâu nhưng uy danh của Trương Dương thì hắn lại được nghe không ít lần. Nói ra thì từ trước tới nay hắn vẫn cực kỳ tò mò gã cán bộ trẻ tuổi mà lại nức tiếng Trương Dương kia, nhưng hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng ngay lần đầu tiên chạm mặt đã đắc tội với người ta, lại còn bị ăn một cái tát như trời giáng nữa chứ. Tuy trong lòng vẫn lo sợ nhưng để giữ sĩ diện mà ngoài miệng hắn vẫn nói cứng lại, chủ nhiệm ban cải cách thì sao chứ? Không nhẽ chủ nhiệm ban cải cách thì được tùy tiện đánh người hay sao? Cảnh Khải Siêu cười lạnh một tiếng, còn ngươi cũng chỉ là một gã cán bộ cấp khoa còn con. Ngươi có biết lúc trước hắn còn làm trưởng phòng ở cục du lịch thành phố, hắn từng đánh cả hai vị cục phó cục du lịch hay không? Không phải em họ của ngươi Tôn Đông Cường là bí thư liên đoàn thanh niên thành phố sao? không tin người cứ việc tìm hắn hỏi thử xem ta nói có phải hay không. Thực ra Ngô Hồng Quý tỏ ra hống hách không coi ai ra gì cũng là dựa vào Tôn Đông Cường. Tôn Đông Cường là con ông cậu hắn, từ nhỏ hai anh em lớn lên cùng nhau, nói là bà con nhưng trên thực tế hai anh em lại thân thiết nhau hơn cả anh em ruột. Trước kia, sau khi Tần Thanh đến Xuân Dương làm chủ tịch huyện thì Tôn Đông Cường được đề bạt thay vị trí của Tần Thanh, đảm nhiệm chức vị bí thư liên đoàn thanh niên thành phố Giang Thành. Hơn nữa Tôn Đông Cường còn một thân phận nữa là con rể của Triệu Dương Lâm, nguyên chủ tịch ủy ban đại biểu hội đồng nhân dân thành phố Giang Thành. Thực lòng Ngô Hồng Quý cũng chỉ thấy hơi sợ thằng nhãi Trương Dương kia chứ không phải rất sợ. Hắn có ngày hôm nay tất cả là đều dựa vào những mối quan hệ thân thích, còn bản lĩnh thực sự thì chẳng đáng một xu. Bởi vậy hắn tự dối lòng mình cho rằng, thằng nhãi kia có bối cảnh thì sao? Ta cũng có bối cảnh không thua kém gì ngươi, việc gì ta phải sợ ngươi cơ chứ? Đương nhiên Trương Dương chẳng thèm để vào mắt cái loại tiểu nhân vật chỉ biết dựa dẫm người khác như Ngô Hồng Quý, bà tai hắn một cái là thôi, chẳng thèm quan tâm đến nữa. Buổi chiều nhàn rỗi không có việc gì liền rủ Hồ Như Yến đến Nam Hồ xem khu đất mà Tiếu Minh mới cấp cho. Tổng diện tích khu đất cũng không hề nhỏ, phía Bắc là Nam Hồ, phía Nam lại giáp với Nhị Long Sơn, Nam Sơn Thủy Bắc, đúng là phong thủy tuyệt hảo. Trên đường đi Trương Dương kể lại cho Hồ Như Yến nghe việc Tô Tiểu Hồng bị viện kiểm sát bắt đi. Trước kia Hồ Như Yến cũng từng trải qua vụ buôn lậu xe ô tô nên giờ nàng có cái nhìn toàn diện hơn trước, nàng bình tĩnh phân tích lại tình hình, đúng ra hoàng cung giả Nhật mới được coi là tài sản riêng của Tô Tiểu Hồng, nhưng mà hoàng cung giả Nhật vẫn còn đang trong giai đoạn tu sửa lại, đã chính thức mở cửa kinh doanh đâu. Lại nói trước kia nàng chỉ là người làm thuê cho Phương Văn Nam, như vậy viện kiểm sát không lý do gì bắt nàng đi lại tha không động đến Phương Văn Nam cả. Trương Dương thấp giọng nói thêm, ta đã dò la qua hiện giờ Phương Văn Nam vẫn không bị sao cả, nhưng Thủy Trung gọi mãi mà hắn vẫn cứ không chịu bắt máy. Ta thấy hắn thay đổi thật rồi, giờ hắn chỉ một lòng nghĩ đến làm sao bắt Điền Bân phải ngồi tù mới thôi. Hồ Như Yến nhẹ lắc lắc đầu nói, oan oan tương báo, đến khi nào mới dứt Ngày ngày tháng tháng cứ tranh đấu mãi như vậy không thấy mệt hay sao? Trương Dương cho xe đỗ ngay giữ khu đất được cấp của mình, từ nơi này đi bộ đến bờ Nam Hồ không đầy 200 mét, đứng ở đây có thể phóng mắt nhìn được toàn cảnh non xanh nước biếc quanh bờ Nam Hồ. Hồ Như Yến cảm thấy hơi tiếc núi thở dài một hơi, cảnh quan ở đây khá đẹp, địa hình lại rất tốt, thích hợp xây nhà hàng khách sạn kinh doanh. Mỗi tội nơi này cách xa trung tâm thành phố quá, xung quanh lại không có khu thương mại nào lớn. Trương Dương cười cười nói, như vậy mới thanh tĩnh, rời xa trốn đồ thành ồn ào náo nhiệt hồ như yến lại nói nếu muốn thanh tĩnh thì ngươi nên lên núi thanh thai mà ẩn cư nơi rừng sâu núi thẳm đi chỉ tiếc ngươi lại là người không thích ngồi yên một chỗ bao giờ cho người thanh tĩnh sợ rằng chẳng quá ba ngày ngươi liền buồn bực được mà chết trương dương vòng tay ôm quanh chiếc eo nhỏ của hồ như yến mỉm cười trêu đùa có ngươi ở cùng thì sao ta buồn bực mà chết được hồ như yến liếc mắt đưa tình nhìn hắn một cái hai người chậm rãi sóng vai đến bờ hồ ngồi xuống trên bãi cỏ xanh gì hồ như yến ngả đầu tựa vào vai hắn cũng chỉ có những lúc yên tĩnh không có người ngoài nàng mới dám biểu hiện những cử chỉ thân mật với hắn hồ như yến chậm rãi nhắm hai mắt lại giống như đang lim dim ngủ đột nhiên trương dương lại mở lời nói nghĩ đi nghĩ lại ta vẫn cứ thấy sự việc của tô tiểu hồng lần này không đơn giản chút nào hồ như yến vẫn lim dim nhắm hai mắt nàng mơ màng nói tuy rằng ta đến giang thành chưa được bao lâu nhưng ta lại nghe được một tin Giữa Tô Tiểu Hồng với Hồng Vĩ Cơ có mối quan hệ mập mờ nào đó. Trương Dương nhẹ gật gật đầu, không sai, trước đó vài ngày Hồng Vĩ Cơ còn bị người khác gửi thư nạc danh tố cáo lên Ủy ban thanh tra kỷ luật tỉnh, khiến cho hắn phải chật vật một phen. Nhưng cuối cùng cũng không tra ra được bằng chứng xác thực nào, nên cuối cùng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Bỗng một cơn gió thu nhẹ thổi lướt qua hai người, Hồ Như Yến như sợ lạnh nên vòng hai tay gắt gao ôm chặt Trương Dương vào lòng nàng vẫn nhắm chặt hai mắt nhẹ giọng nói, nếu như mối quan hệ giữa hai người bọn họ là thực, như vậy thì sợ rằng nàng ta tiếp cận Hồng Vĩ Cơ là có mục đích từ trước. Vì rằng tất cả mọi người đều biết mối quan hệ của nàng ta với Phương Văn Nam là một nam nhân mà Phương Văn Nam có thể chịu đựng được chuyện nàng ta thường xuyên đi tới đi lui với Hồng Vĩ Cơ thì chỉ trừ phi đã được sự cho phép của Phương Văn Nam. Vậy suy ra Tô Tiểu Hồng tiếp cận Hồng Vĩ Cơ vốn dĩ là yêu cầu của Phương Văn Nam nghĩ tới đây đôi mắt đẹp của hồ như yến liền mở bừng ra trong ánh mắt tỏ rõ sự kinh thường vạn phần càng ngày ta càng thấy kinh thường gã phương văn nam kia hắn không đáng mặt nam nhân chút nào bất kể phương văn nam hắn có cảm tình thế nào với tô tiểu hồng đi chăng nữa nàng đều kinh bị xem thường cái loại hành động lợi dụng coi nữ nhân như hàng hóa trao đổi để đạt được lợi ích trương dương chuyển ánh mắt nhìn mặt hồ phẳng lặng như hương nghe hồ như yến phân tích tình hình xong trong đầu Trương Dương liền sắp xếp những mảnh sự kiện rời rạc vào với nhau. Nếu như những lời phân tích của Hồ Như Yến là chính xác, như vậy thì người gửi thư nặc danh kia rất có thể chính là Phương Văn Nam. Mà cũng không khó đoán ra nguyên nhân tại sao hắn lại làm vậy. Lúc trước Phương Hải đào con trai hắn bị bỏ tù, hắn từng không ít lần nhờ Hồng Vĩ Cơ giúp hắn bão lãnh để con trai hắn được tại ngoại, nhưng đều bị Hồng Vĩ Cơ thẳng thừng cự tuyệt. Có lẽ chính vì vậy mà lúc con trai A hắn chết, Phương Văn Nam đem hết tội lỗi đổ lên đầu Hồng Vĩ Cơ. Nếu đúng như vậy tâm lý hắn rơi vào trạng thái cực đoan, chỉ một lòng báo thù cho con trai, bất chấp mọi hậu quả gây ra. Bí thư thị ủy Hồng Vĩ Cơ lặng lặng ngồi nhìn Phương Văn Nam, hắn phải cố gắng lắm mới khống chế được nội tâm đang tràn ngập căm phẫn của mình không bùng nổ ngay tại đây. Ngược lại Hồng Vĩ Cơ, biểu tình của Phương Văn Nam lại trầm tĩnh đến đáng sợ, trên mặt hắn không có chút biểu cảm gì, chỉ còn lãnh khóc cùng khinh thường đến cực điểm chén trà trong tay hắn không ngừng run run kể từ khi con trai hắn chết đến nay chẳng hiểu sao nhiều lúc tay hắn lại cứ run run một cách khó hiểu mà gần đây tình trạng lại càng nghiêm trọng hơn ánh mắt hồng vĩ cơ chuyển xuống nhìn bàn tay phải đang không ngừng run rẩy của phương văn nam hắn lạnh lùng nói ngươi đang căng thẳng sao phương văn nam lắc lắc đầu chầm chậm đưa chén lên miệng nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt trở lại mặt bàn hắn nở nụ cười đầy chế nhạo lạnh nhạt nói người đang căng thẳng phải là ngươi mới đúng Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Rõ ràng trong lời nói của hắn đã không còn sự tôn kính Hồng Vĩ Cơ như trước, mà chỉ có sự lạnh lùng rừng rưng. Hồng Vĩ Cơ không trả lời mà thấp giọng hỏi ngược lại, "Ta biết ngươi đã làm những gì, nhưng ta không hiểu, ngươi làm vậy đối với ngươi có chỗ nào tốt cơ chứ?" Phương Văn Nam lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Hồng Vĩ Cơ, hai bàn tay hắn đan vào nhau đặt trên mặt bàn nhưng vẫn cứ không ngừng run rẩy như trước, "Ta không cần điều gì cả." Nhiều năm qua ta vẫn coi ngươi như bằng hữu thân thích nhất, thậm chí ta còn tặng ngươi nữ nhân mà ta thích nhất. Ngươi đổi lại ngươi đã cho ta được những gì? Lúc ta cần ngươi giúp nhất, ngươi đã giúp ta được những gì? Hồng Vĩ cơ phẫn nộ trừng mắt nhìn Phương Văn Nam. Phương Văn Nam không hề tỏ ra chút sợ sệt nào, hắn nhếch mép cười nhạt một tiếng, ngươi chỉ muốn được người ta kính biếu mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc báo đáp lại. Trên đời này vĩnh viễn không có bữa ăn nào miễn phí cả. Ta muốn cho ngươi biết thế nào là đau đớn tột cùng, muốn cho ngươi nếm thử tư vị của sự tuyệt vọng. Ngươi điên rồi, nhìn ánh mắt gần như phát cuồng của Phương Văn Nam mà nội tâm Hồng Vĩ Cơ không khỏi cảm thấy run rẩy sợ hãi, thậm chí giờ hắn lại thấy hối hận khi chủ động gặp mặt nói chuyện riêng với Phương Văn Nam. Cái chết của con trai, đả kích quá lớn đó khiến hắn hoàn toàn hóa điên, giờ đây trong lòng hắn chỉ có sự thù hận ngập trời. Đàm phán với người mất lý trí là điều ngu xuẩn nhất. Hồng Vĩ Cơ không nói lời nào mà trực tiếp đứng dậy rời khỏi phòng trà. Phương Văn Nam lại buông thêm một câu nữa, người sẽ chết rất thảm đó. Hồng Vĩ Cơ ngừng cước bộ lại một chút nhưng cũng không quay đầu lại mà chỉ lãnh đạm trả lời lại, chỉ sợ ngươi không có cái bản lĩnh đó. Sau khi được lãnh đạo phê duyệt, Ban Cải cách Khu Kinh tế mở rộng được thành lập, Ban nằm dưới sự quản lý của Ban Cải cách Thành phố. Người được bổ nhiệm là chủ nhiệm Ban là Tiếu Lâm, là cháu trai của Tiếu Minh, nguyên chủ nhiệm ban khai thác dự án khu kinh tế mở rộng. Tiếu Lâm năm nay 27 tuổi, trước tốt nghiệp Đại học Công nghệ Đông Giang, cũng có vài năm công tác trong thể chế, mà năng lực làm việc cũng rất khá, bằng không Tiếu Minh cũng không dám ngang nhiên để bà cháu mình lên vị trí này. Trương Dương cùng Hồ Như Yến sau khi đi xem khu đất được cấp ở bên bờ Nam Hồ Song, trên đường về nhân tiện ghé qua tòa nhà của Cục Quy hoạch mở rộng và phát triển, mục đích chủ yếu là muốn xem xem tình hình xây dựng phòng ban của ban cải cách đến đâu rồi. Tiếu Lâm cũng không nghĩ tới Trương Dương đột nhiên lại tới đây, hắn vẫn luôn cực kỳ tôn kính vị lãnh đạo cấp trên này của mình. Vừa thấy Trương Dương đến hắn liền cuống quyết mời hai người vào văn phòng ngồi, rồi kêu thư ký Tiểu Phùng đi pha trà mời hai vị khách quý. Cô gái nhỏ Tiểu Phùng cũng chỉ mới tốt nghiệp đại học, dáng điệu điều tính, nói chuyện cũng thập phần nhu thuận. Trương Dương vừa tiếp nhận chén trà, người mùi thơm ngào ngạt từ chén trà tỏa ra Trương Dương liền nhận ngay ra đây là loại trà hoàng sơn cực phẩm, Hắn nâng chén lên nhấm một ngụm nhỏ rồi tủm tỉm cười nói: "Tiếu Lâm, coi bộ ngươi cũng biết thưởng thức đó a." "Trà ngon, cùng nữ thư ký đẹp." Ngoài miệng thì trêu đùa vậy thôi chứ trong lòng Trương Dương lại thầm nghĩ: "Hiện giờ chính phủ đang quản lý nghiêm ngặt vấn đề tác phong công tác, vậy mà một gã cán bộ cấp khoa còn con như ngươi mà lại dám có nữ thư ký vừa trẻ lại xinh đẹp như vậy. Coi bộ lá ga ngươi cũng không nhỏ a." À tiếu lâm bưng chén trà của mình ngồi xuống bên cạnh trương dương xấu hổ giải thích trương chủ nhiệm cứ nói quá tôi nào dám làm vậy tiểu phùng là em gái bạn học cùng lớp với tôi là cán sự của ban cải cách cô ấy là trợ thủ của tôi cũng không phải là thư ký riêng gì cả hồ như yến nhẹ giọng khen cô bé xinh đẹp đáng yêu quá ha tiếu minh cười cười nói nếu trương chủ nhiệm thấy ưng mắt thì nên chuyển công tác nàng ta lên ban cải cách thành phố đi rồi để nàng ta làm thư ký riêng cho ngài luôn lời này cũng hắn là thực lòng cũng không phải chỉ nói đùa cho vui hồ như yến tươi cười như hoa đế thêm vào một câu cậu định khảo nghiệm ý chí của tiểu trương chủ nhiệm chúng ta đó à trương dương tủm tìm cười cười đáp trả lại một đảng viên ưu tú thì phải luôn luôn giữ ý chí kiên định miễn nhiễm từ xa với những thứ này tiếu lâm cùng hồ như yếu đều song song nở cười bất quá trong lòng cả hai người đều tuyệt đối không tin những lời này của thằng nhãi háo sắc kia Trương Dương tiện thể hỏi thăm một chút tình hình của nhà máy dệt Giang Thành. Ban cải cách khu kinh tế mở rộng được thành lập một cái liền được cấp trên giao nhiệm vụ đầu tiên chính là tiến hành cải cách cải tổ lại nhà máy dệt Giang Thành. Tiếu Lâm thấp giọng báo cáo, hiện giờ nhà máy dệt vẫn chưa tiến hành sản xuất lại được, nhà máy cũ thì thuộc khu vực Văn Uyên, còn nhà máy mới thì lại được tính thuộc khu vực kinh tế mở rộng. Chính sự không rõ ràng cụ thể này làm nảy sinh rất nhiều vấn đề khó giải quyết. Trương Dương gật gật đầu như đã hiểu, chuyện này ta sẽ phản ánh lại với cấp trên, trong thời gian sớm nhất xác minh lại cho rõ ràng điểm này để còn tiến hành cải cách nữa. À đúng rồi, mấy ngày nay đám công nhân nhà máy dệt còn gây rối nữa không? Đúng là không còn nữa, lần này khu vực Văn Uyên thẳng tay trừng phạt một số lãnh đạo cao tầng của nhà máy bắt đầu có tác dụng uy hiếp nhất định. Bọn họ cũng thành thật hơn trước rất nhiều đôi khi có một vài người lên hỏi lãnh đạo nhưng đều chỉ quanh quanh việc khi nào thì nhà máy mới bắt đầu đi vào sản xuất tiếp. Nói tới đây Tiếu Lâm không khỏi thở dài một tiếng, căn cứ tình hình hiện nay mà nói, sau khi xây dựng xong nhà máy mới, biên chế công nhân bị giảm trên diện rộng, khẳng định số công nhân viên bị mất viện sẽ không chịu nổi kết quả này, nếu làm không tốt thì e rằng lại bị bọn họ tiếp tục đi khắp nơi kháng nghị kiện cáo. Trương Dương mỉm cười nói, lần này nhất định phải giải quyết triệt để những vướng mắc của nhà máy dệt. Mấy ngày nay Lâm Thanh Hồng chủ tịch tập đoàn Thiên Kiều đã xuống tận nơi khảo sát tình hình, hy vọng sớm nhất tìm được phương pháp hoàn toàn giải quyết được các vấn đề của nhà máy dệt hiện nay. Lúc này Tiểu Phùng đi vào, nàng quay sang cười cười thông báo với Trương Dương, "Trương chủ nhiệm, Tiếu chủ nhiệm vừa mới gọi điện tới mời ngày đến văn phòng ngồi chơi." Trương Dương gật gật đầu như đã hiểu, trong bụng lại thầm nghĩ, không ngờ Tiếu Minh lại biết mình ở đây. Trương Dương kêu Hồ Như Yến cứ ngồi ở đây chơi chờ hắn đi một chút rồi quay lại dặn dò xong hắn chậm rãi đến thang máy lên tầng 9 đến văn phòng của chủ nhiệm ban khai thác dự án khu kinh tế mở rộng Tiếu Minh. Tiếu Minh là một người cực kỳ coi trọng vấn đề phong thủy, tòa nhà văn phòng chính phủ khu kinh tế mở rộng còn chưa xây xong hắn đã mời một thầy phong thủy cao tay đến xem hộ. Hắn còn cho đào một cái ao phía nam tòa nhà, dẫn thẳng nước từ Nam Hồ vào, hơn nữa văn phòng của hắn phải được đặt trên tận tầng 9, ý nghĩa cửu ngũ trí tôn, tức hoàng đế, trong thể thế ai cũng dốc hết sức chẳng phải chỉ vì muốn được thăng quan tiến chức sao. Trương Dương mở cửa vào cũng đúng lúc Tiếu Minh đang cho cá ăn. Tiếu Minh cũng không có thú chơi cá lắm nên cá cảnh đều là mấy loại tầm thường, chủ yếu hắn đặt bể cá ở đó là cho hợp với phong thủy thôi. Trương Dương không nói gì mà trực tiếp đến bên cạnh Tiếu Minh ngắm mấy con cá trong bể đang bơi lội tung tăng. Tiếu Minh không quay sang mà vừa cho cá ăn vừa cười nói, cá chép cũng rất đẹp, lại dễ nuôi, nào người được cấp nhà, ta liền cho người xây cho ngươi một bể cá chép giữa sân. Trương Dương mỉm cười hỏi lại, thiếu chủ nhiệm ý nói tiền đồ tôi như cá chép sao? Tiếu Minh cười cười nhẹ, cho dù ta có ý đó hay không thì chẳng phải tiền đồ của tiểu đã như vậy rồi sao? Hắn nói xong đưa tay rửa ở vòi nước trên bể cá, rồi quay sang vui vẻ mời Trương Dương ngồi. Diện tích tổng thể văn phòng hắn cũng không lớn, chính giữa đặt một bộ sofa bằng gỗ hồng mộc, trang hoàng cũng bình thường nhưng lại khá gọn gàng chỉnh thể, chỉ riêng cái kệ sách sát tường bên phải là khá lớn, hầu hết sách đều là về dịch thuật. Tiếu Minh thấy Trương Dương có vẻ hứng thú với kệ sách của mình nên không khỏi cười nói, lúc rảnh rỗi không có việc gì thì ta thường lấy ra tham khảo một chút. Mà sao hôm nay lão đệ lại rảnh rang ghé qua đây chơi vậy? Trương Dương đạm nhiên trả lời lại, vừa tới Nam Hồ coi khu đất của ngươi cấp cho, mà chỗ đó cách đây cũng không xa nên tiện thể ghé qua xem tình hình ban cải cách thế nào. Tiếu Minh lại nói, Tiếu Lâm còn trẻ, làm việc còn nhiều chỗ thiếu sót, lão để cứ mạnh tay phê bình nó cho tốt là được. Trương Dương khoát tay mỉm cười nói, năng lực hắn cũng không tệ a, à, ấn tượng cũng không sai biệt lắm. Đây cũng là nhận xét thực lòng của Trương Dương chứ chẳng phải khoa Trương lấy lòng Tiếu Minh làm gì. Tiếu Minh làm như vừa sực nhớ ra điều gì liền vội vàng hỏi, à đúng rồi, ta nghe nói người có tên trong danh sách 10 cán bộ trẻ xuất sắc nhất thành phố. Trương Dương cười tủm tỉm gật gật đầu trong lòng không kìm được phải đắc ý một hồi, dù sao đây cũng là vinh dực không nhỏ chút nào, ngoài miệng vẫn khiêm tốn cười nói, chỉ có tên thôi, còn phải chờ bỏ phiếu kết quả bình bầu nữa chứ. Tiếu Minh khoát tay ha hả cười lớn, có tên thì khẳng định là được chọn rồi. Về phần khu kinh tế mở rộng thì lão đệ không cần lo, ta sẽ kêu Tiếu Lâm đi vận động mấy nhà máy xí nghiệp trong khu vực bỏ phiếu bầu cho ngươi. Nhiều lúc Trương Dương thấy Tiếu Minh làm việc rất nhanh nhạy, chẳng cần đối phương phải nói ra hắn đã đoán được điều trong lòng ngươi muốn gì. Để đọc được nội tâm đối phương như vậy cũng không phải ngày một ngày hai công phu mà đại thành, chẳng trách hắn có thể thân cận với tả viên triệu được như vậy, một người biết cách lấy lòng lãnh đạo thì tiền đồ chẳng mấy chốc lên như diều gặp gió. Ở trong thể chế lâu hơn nên nhiều việc tiếu minh hiểu rõ ràng hơn nên Trương Dương nhẹ giọng dò hỏi, ta nghe nói người đứng thứ nhất trong top 10 cán bộ trẻ xuất sắc nhất thành phố sẽ có cơ hội được có tên trong ganh ngạch top 10 toàn tỉnh Bình Hải, phải không? Tiếu Minh liếc mắt nhìn lại Trương Dương một cái, coi bộ dã tâm của tiểu lão đệ cũng không nhỏ a. À. Mới đó mà đã nhắm tới cả hai ngạch, từ thành phố lên đến tỉnh đều muốn vơ vào túi. Trương Dương tươi cười dạng người như hoa không phủ nhận cũng không thừa nhận. Theo ta được biết thì năm nay người có triển vọng nhất là tôn Đông Cương. Tiếu Minh lại nói. Trương Dương nhíu nhíu mày hỏi ngược lại, đã có quyết định nội bộ rồi sao? Tiếu Minh cười nhạt trả lời lại, chỉ là bề nổi thôi cũng khó mà nói chắc được. Vừa nói hắn vừa liếc mắt nhìn Trương Dương, coi bộ thằng nhãi này có khát vọng khá lớn với danh tiếng. Tuy vậy Tôn Đông Cường cũng là người có bối cảnh, người ta là bí thư liên đoàn thanh niên thành phố, hơn nữa nhạc phụ lại là chủ tịch ủy ban đại biểu hội đồng nhân dân thành phố Triệu Dương Lâm. Mà đầu năm nay thành phố gửi danh sách lên tỉnh tham dự bầu chọn 10 cán bộ trẻ xuất nhắc nhất toàn tỉnh Bình Hải, trong đó có tên hắn. Tiếu Minh cũng biết tính tình của Trương Dương, cứng đầu háo thắng, đã nhắm điều gì là khó chịu buông xuôi giữa chừng. Trương Dương ngẫm một chút rồi lại hỏi lại, không phải người đứng thứ nhất trong top 10 thành phố mới có tư cách được bầu tiếp trong top 10 tỉnh chứ? Dựa theo điều lệ thì hẳn là như vậy. Trương Dương cười cười hỏi tiếp, vậy ngươi thấy ta có hy vọng được đứng thứ nhất không? Tiếu Minh sao không nghe ra ẩn ý bên trong, thằng nhãi này đang muốn kiếm thêm phiếu của mình đây mà. Hắn gật gật đầu thấp giọng trả lời lại, khu kinh tế mở rộng bên này ta sẽ tận lực vận động cho. Trương Dương tươi cười dạng dỡ nói thêm, vậy ta phải đến khu văn nguyên làm phương diện công tác tư tưởng tiếp vậy. Tiếu Minh bật cười ha hả, quả thực thằng nhãi này khá quan tâm đến vấn đề danh tiếng bản thân, nhưng có câu Tiếu Minh vẫn giữ trong lòng chưa nói ra. Thành phố đã cơ bản chọn Tôn Đông Cường là người được bầu chọn tiếp cho danh sách 10 cán bộ trẻ xuất sắc nhất tỉnh Bình Hải, mà chuyện này lại rất khó thay đổi được. Bất quá Trương Dương đã không hỏi tới thì hắn cũng chẳng muốn nói ra làm gì, giúp hắn kiếm ít phiếu bầu của khu kinh tế mở rộng cũng là cấp một cái nhân tình khá lớn rồi. Lần này An Ngữ Thần đến Giang Thành cùng ông nội, đi một quãng xa thể trạng của An Chí Viễn lại càng kém hơn bởi vậy An ra phải dùng máy bay phản lực tư nhân chở An Chí Viễn đi. Tuy rằng tài lực An ra nổi tiếng hùng hậu nhưng cũng không mua máy bay riêng vì hiệu quả mang lại cũng không cao. Chỉ vì để đáp ứng nguyện vọng cuối cùng được trở lại quê hương của An lão nên mọi người mới chung tiền lại mua chiếc máy bay phản lực riêng này. Trương Dương đặc biệt đến tận sân bay Giang Thành đón An Lão, nhưng thể trạng An Lão đã quá kém muốn nói chuyện cũng không thành tiếng nữa, lúc được đẩy ra ông chỉ nằm trên cáng cua cua tay ra hiệu được mà thôi. Lần này tới còn có cả gia đình vợ con đứa con trai cả An Đức Minh. An Ngữ Thần có phần xa lạ với gia đình mới của An Đức Minh, lúc đưa An Lão lên xe cứu thương xong nàng cũng không đi cùng với cha mà lại đi xe jeep của Trương Dương. Lúc ngồi xuống xong nàng nàng tiện tay ném cái túi vào lòng Trương Dương cho ngươi. Trương Dương mở ra nhìn thì ra bên trong là một chiếc áo da hàng hiệu Italia, hắn tươi cười nói: "Thế mới là học trò ngoan, hiếu kính sư phụ." An Ngữ Thần trừng mắt liếc nhìn hắn một cái lạnh lùng nói: "Lái xe đi." Trương Dương khởi động ô tô chậm rãi chạy theo xe cứu thương phía trước, từ kính chiếu hậu Trương Dương thấy sắc mặt An Ngữ Thần có vẻ không được tốt liền nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy? Thấy khó chịu chỗ nào à?" An Ngữ Thần ho khan một tiếng thấp giọng trả lời lại: "Bị cảm lạnh nhẹ, uống thuốc rồi." Trương Dương, ông nội ta muốn lên thanh thai sơn. Trương Dương gật gật đầu trả lời, lần trước tứ thúc người tới đây ta cùng hắn đã bàn bạc qua, điều kiện trên tử hà quan quá kham khổ, không có thiết bị tân tiến. Ta đã kêu bí thư tri bộ thôn thanh hà cho dựng một căn nhà nhỏ ở phía sau làng, khá thanh tĩnh, điện nước đều đầy đủ, các thiết bị cần thiết đều được chuẩn bị đầy đủ, cứ để lão ra tử nghỉ ngơi ở đó đi. An ngữ thần cắn cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt đẹp đã ngân ngấn nước mắt, Trương Dương, người nói xem, ông nội ta còn cơ hội nào không trương dương nhẹ lắc lắc đầu quả thực an trí viễn dương thọ đã hết cho dù y thuật có cường thịnh như lúc trước trương dương cũng vô lực hồi thiên không còn cách nào khác kỳ thực an ngữ thần cũng biết ông nội khó tai qua kiện nạn lần này nếu trương dương đã nói không còn biện pháp thì chắc chắn là không còn nếu chỉ còn một tia hy vọng duy nhất chắc chắn hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn ông nội chết nàng thở dài có phần mệt mỏi nhỏ giọng nói ông nội đi rồi trên đời này không còn người nào khiến ta phải vướng bận nữa trương dương lắc lắc đầu cười nói nhà đầu ngốc còn có cha ngươi nữa mà ông ấy có gia đình của hắn ta không muốn quấy nhiễu cuộc sống riêng của ông ấy còn ta là sư phụ ngươi nữa a à. an ngữ thần nhìn nhìn hắn lạnh nhạt nói ta không cần ngươi quan tâm nếu không cần thì cũng đừng nên nói ra ngươi làm vậy sẽ khiến người khác bị tổn thương đó trương dương nghe xong liền kháng nghị lại bị hắn trêu đùa an ngữ thần nhịn không được phải nở nụ cười nàng nhẹ giọng nói người nhà thân thích của ta gần như đều đã qua đây hết người xem ông nội của ta còn có thể trụ được bao lâu trương dương ngẫm lại một chút rồi thấp giọng nói không quá năm ngày nữa nên chuẩn bị trước đi vẫn hơn vẫn biết sẽ phải đối mặt nhưng nghe trương dương nói xong đôi mắt an ngữ thần lại đỏ sóng lên nàng quay đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa kính xe một cơn gió mạnh cuốn theo những chiếc lá khô vàng trên đời này ông nội là người có cảm tình sâu nhất với nàng, vậy mà chỉ còn vài ngày nữa người nàng kính trọng yêu quý nhất lại bỏ nàng mà đi. Trương Dương với tay mở nhạc, định làm giảm bớt bầu không khí tang thương nặng nề trong xe. An Ngữ Thần có vẻ không thích liền đưa tay tắt radio luôn, sau này nếu như ta chết, mong người mai táng ta ở bên cạnh mộ ông nội. Trương Dương nghe mà không khỏi giật mình sửng sốt, đột nhiên hắn liền nhớ ra số mệnh bất hạnh của cô nàng này vậy mà tới tận hôm nay hắn vẫn chưa có biện pháp hoàn toàn chữa khỏi căn bệnh tuyệt mạch của nàng ta. Tuy rằng trước đây Trương Dương đã dùng nội công thâm hậu của mình đả thông một bộ phận kinh mạch, nhưng dù sau đó cũng chỉ là cách tạm thời, không kéo dài được bao lâu, chẳng biết đến khi nào nàng ta lại gặp nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng. Ngươi không đáp ứng sao? Trương Dương lắc lắc đầu nhỏ giọng khuyên ngủ, nhà đầu ngươi lớn như vậy rồi vẫn chưa nếm thử tư vị nữ nhân vậy mà đã nghĩ đến chuyện chết rồi, như vậy không đáng tiếc lắm sao? bị Trương Dương đùa giỡn khuôn mặt xinh đẹp của An Ngữ Thần đỏ lưỡng lên, môi nàng cứ giật giật mãi cả nửa ngày cũng không nói ra được câu nào, mãi lúc lâu sau mới chừng mắt mắng lớn một tiếng, cút đi. An bài mấy người An ra ở Thanh Hà Thôn xong, Trương Dương lại châm cứu cho An lão tiên sinh một lượt nữa, tuy rằng không thể thay đổi vận mệnh đã định của ông nhưng lại có thể khôi phục được một chút khiến tinh thần ông tỉnh táo trở lại, cùng giảm bớt cơn đau đớn. Sau khi được Trương Dương châm cứu xong, An Chí Viễn vừa khôi phục giọng nói được liền khàn khàn dặn dò, Đức Minh, hãy quan tâm tốt tới tiểu yêu. An Đức Minh nắm chặt tay cha mình trầm trọng gật gật đầu. An Chí Viễn lại trầm trầm chuyển ánh mắt nhìn Trương Dương, cố hết sức nói Trương Dương. Trương Dương mỉm cười nói, là tôi, ngài cứ an tâm tính dưỡng cho khỏe, tôi còn chờ ngày lên đỉnh Thanh Vân Phong nữa. Ai cũng biết lời này của Trương Dương là giả, nói vậy chỉ để An Lão vui lòng mà thôi đương nhiên an lão cũng biết điều đó ánh mắt lão cũng mờ hẳn đi thở dài nói kiếp này không còn hy vọng gì nữa rồi chỉ mong rằng cho cốt được lên đó tất cả mọi người đều trầm lặng cả với nhau còn an lão dường như đã nhìn thấu sinh tử nên lại thấy bình thản hơn ông thấp giọng nói lá dụng về cội sinh ra ở thanh thai chết cũng ở thanh thai tâm nguyện ta chỉ có vậy thôi trương dương không muốn quấy rầy an lão nghỉ ngơi nên lặng lẽ đi ra ngoài lại bắt gặp ngay lão bí thư tri bộ thôn Thanh Hà lưu truyện khôi dẫn theo hai người nữa sách một ít thịt cá rau củ quả đến. Lưu truyện khôi kêu hai người kia mang đồ vào nhà bếp còn hắn lấy bao thuốc ra đến chỗ Trương Dương nhỏ giọng hỏi thế nào rồi. Trương Dương trầm giọng trả lời, chắc phải làm phiền ngài thêm vài ngày nữa rồi. Lưu truyện khôi thở dài cảm thán, có gì mà làm phiền với không làm phiền, dù sao ông ấy cũng là người núi thanh thai, cho dù không có thượng cấp lãnh đạo mấy người thì ta cũng nên hỗ trợ hương nhân về lại quê nhà. Lúc này An Nữ Thần cũng từ trong nhà đi ra, nàng cầm tập phong bì bên trong là 5 vạn tệ đưa cho Lưu Truyện Khôi, "Lão bí thư Chi bộ, chút này là tâm ý của chúng tôi." Lưu Truyện Khôi cũng không có ý định nhận tập phong bì kia, hắn giết một hơi thật dài rồi chậm chậm thở khói thuốc ra, vẻ mặt tỏ ra tức giận, "Ngươi làm thế là có ý gì vậy? Chẳng nhẽ ngươi vẫn coi mình là người ngoài?" coi đám hương thân phụ lão bọn ta đều là người ngoài sao. Không phải, tôi chỉ thấy không muốn gây thêm phiền toái cho mọi người trong thôn mà thôi. Không cần nói nữa, tuy rằng các người ở bên Hồng Kông, các người lại là người giàu có, nhưng vẫn nhớ mà trở về nơi dân dã thôn quê này thì vẫn là người một nhà cả, đã là người một nhà giúp nhau chút chuyện còn cần phải trả tiền sao. An ngữ thần nghe mà trong lòng thấy cảm động thập phần, tuy rằng lưu chuyện khôi ăn nói thô lỗ nhưng lại hết sức chân thành, những người dân thôn quê cũng như thế, tuy không đầy đủ mặt vật chất nhưng tấm lòng họ lại bao dung, tình làng nghĩa xóm thắm thiết, khó trách trước lúc Lâm Trung ông nội lại kiên quyết muốn về lại nơi này. Chỉ có như vậy ông mới có cảm giác như được trở lại nhà của mình. Lưu chuyện khôi vừa dứt lời xong lại thấy mắt an ngữ thần đỏ sọng lên tưởng lúc nãy mình nói quá lời nên vội vàng chỉnh lại, cô thông cảm, dân nghèo bọn ta là vậy, ăn nói có phần lỗ máng, cô đừng chấp nhất làm gì. Tuy rằng các người sinh sống bên Hồng Kông, nhưng dân chúng núi Thanh Thanh lại không xem các ngươi là người ngoài. Dân đen bọn ta không hiểu đạo nghĩa lớn là thế nào, bọn ta chỉ biết đồng hương thì vĩnh viễn là đồng hương, dù có đi đâu thì nơi đây vẫn là quê nhà, nơi chôn rau cắt rốn. Ăn ngữ thần dương dương nước mắt gật gật đầu. Đúng lúc này thì Trương Dương lại thấy phía xa xa lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa mặc đạo bào màu xám cho lão đạo đi tới bên này. Do tin tức không nắm rõ nên hai ngày nay ngày nào hắn cũng xuống núi đến đây hỏi thăm, rốt cuộc cũng là cốt nhục tình thâm, dù là đạo sĩ tu hành nhưng xem ra tu vi hắn vẫn là chưa đủ, không dứt bỏ được thất tình lục dục. Trương Dương đi tới cười cười trao hỏi đạo sĩ Lý Tín Nghĩa, cũng chỉ có Trương Dương mới biết được bí mật của Lý Tín Nghĩa, đạo trưởng, ngài tới cầu phúc cho An Lão à. Lý Tín Nghĩa gật gật đầu, trước đây ta đã nhận lời với An Tiên Sinh, khi nào hắn về làm hậu sự thì xem giúp hắn giờ lành hậu táng. Lưu chuyện Khôi cũng khá quen thân với lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa nên cũng đi tới chào hỏi, rồi mọi người cùng vào nhà. Trương Dương dẫn Lý Tín Nghĩa đến trước đầu giường An lão. Thấy Trương Dương dẫn một vị đạo sĩ đến An Đức Minh cũng cảm thấy hơi tò mò, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ rằng có lẽ đây là phong tục tập quán của đại lục nên cũng không hỏi nhiều. Lý Tín Nghĩa nhỏ giọng nói xem giờ lành hậu táng thì không được có người ngoài, vì vậy tất cả mọi người đều lui ra ngoài chỉ có mình An Chí Viễn nằm trên giường cùng lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa. Lúc này đầu óc An Chí Viễn cũng có phần thanh tỉnh lại, ông nhìn lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa nói, đạo trưởng có gì chỉ điểm. chương 235, phiếu bầu phong 3. Lý Tín Nghĩa nhìn ghi An Chí Viễn, nhìn nhìn, ánh mắt thậm chí có chút ướt át. An Chí Viễn mỉm cười nói, đạo trưởng có lời gì, chỉ để ý nói thẳng. Lý Tín Nghĩa nói, ta đây lần đến đây là giúp ngươi chấm dứt nhất cái cọc tâm sự, trên đời này có còn hay không ngươi lo lắng nhân, có còn hay không cho ngươi không bỏ xuống được sự. An Chí Viễn nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, ta còn có một đệ đệ không biết sinh tử. Lý Tín Nghĩa nói, ta giúp ngươi toán toán. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, đệ đệ ngươi nhũ danh thiết đầu, ngươi đi hương cảng thời điểm, hắn mới 6 tuổi, hắn nhớ kỹ ngươi, ngươi quá khứ thường thường dẫn hắn thượng chóc điều mạc ngư, có một lần, ngươi dẫn hắn kỵ mã, con ngựa kia đột nhiên kinh ngạc, ngươi chết chết kéo dây cương bị mã tha đắc mình đầy thương tích chính là không muốn buông tay. An Chí Viễn bỗng nhiên mở hai mắt ra, không che giấu được trong đôi mắt kích động. Lý Tín Nghĩa nói, người đi không lâu sau, hắc phong trại đã bị thanh tiếu, sơn trải huynh đệ chết chết, Phong vong, chỉ có tôn nhị nương mang theo thiết đầu may mắn đào tẩu, sau lại hai mẹ con ở trên thanh hà thôn gian nan độ nhật, gặp phải người xấu hậu, hai mẹ con không thể không trốn được ngọn núi sống qua. Sau lại nhị nương bệnh chết, thiết đầu một người chung quanh phiêu bạt, rốt cục khán phá hồng trần, trốn vào đạo môn. Hắn nắm an trí viễn gầy chơ cả xương tay phải, thấp giọng nói, đại ca. An trí viễn mắt hàm nhiệt lệ, hắn vạn lần không ngờ, cái này ở tử hà quan xuất ra đạo nhân thế nhưng thì là huynh đệ của mình. Biển người minh mông, vội vã hơn 10 năm, những mưa gió qua đi, hai huynh đệ rốt cục ở thanh thai sơn gặp lại. Đêm đó Trương Dương đi xuân hy cốc ôn tuyển làng du lịch, sở yên nhiên và nãi nãi má cách lệ đặc vẫn đang ở tại chỗ này tính dưỡng. Đông Giang Đại học Nông nghiệp hiệu phó trang hiểu đường cũng chuyên nơi này và mã cách lệ đặc gặp nhau. Mã Cách Lệ đặc đi qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, vô luận thân thể vẫn còn tâm tình đều khôi phục rất nhiều. Trương Dương nhìn thấy nàng thời điểm lão Thái Thái đang ở Sơn Lâm trước biệt thự Phương cùng Trang Hiểu Đường cùng nhau đánh Thái cực quyền. Sở Yên Nhiên nằm ở võng thượng nhìn báo chí, Trương Dương đột nhiên xuất hiện nhượng Sở Yên Nhiên mừng rỡ không thôi. Nàng từ võng trên dưới đến, có chút oán trách nói, còn tưởng rằng ngươi đem ta cấp đã quên đi. Trương Dương cười nói, làm sao sẽ a? À? Gần nhất công tác bận quá giang thành đông giang hai bên bào, khiến cho ta đầu óc choáng váng. Hắn và hai vị lão thái thái đánh cá bắt chuyện, đi tới tiểu mộc trước bàn ngồi xuống, sở yên nhiên ngã bôi hồng trà cho hắn, dơ dơ lên tờ báo trong tay nói tiền đồ A. À. Nhập vây giang thành thập giai thanh niên. Trương Dương nhìn một chút báo chí, mặt trên có giang thành thập giai thanh niên nhập vây danh sách, rậm rạp mười mấy, dựa theo chữ cái trình tự bài tự, thấy tối hậu mới tìm được tên của mình, Sở Yên Nhiên nói, ta vừa mới gọi điện thoại nhượng chí hàng ca hỏi qua tòa soạn báo. Lần này thập giai thanh niên là thông qua cho vay phiếu bầu, và báo chí công khai tuyển cử hai loại phương thức tiến hành. Trương Dương nhìn nàng, Sở Yên Nhiên phụ ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, thứ năm báo chí tập san đăng phiếu bầu, ta nhượng hắn có bao nhiêu mua nhiều ít, đem giang thành có thể mua được báo chí đều mua lại. Trương Đại Quan Nhân nghe được trong lòng Mỹ kết kết, nhưng ngoài miệng lại nói, không tốt sao, chúng ta như vậy không phải làm bừa sao. Sở yên nhiên trong mắt đẹp toát ra dịu dàng tình ý nói ta thích. Phía sau vang lên tiếng bước chân, Trương Dương xoay người lại nhìn lại, cũng thiên kiêu tập đoàn tổng tài Lâm Thanh Hồng đã đi tới, nàng là ngày hôm qua đến làng du lịch tới, bất quá mục đích của nàng cũng không phải là nghỉ phép, mà là vì tìm mẫu thân trang hiểu đường. Sở yên nhiên đi qua một ngày tiếp xúc và Lâm Thanh Hồng đã rất thuộc, nàng cười hô Thanh Hồng tỉ tới. Uống chung trà lâm thanh hồng hướng mẫu thân nhìn một chút trang hiểu đường liền nhìn cũng không hướng nàng nhìn lên một cái vẫn đang ở đánh nàng thái cực quyền lâm thanh hồng ở sở yên nhiên bên người ngồi xuống thấp giọng nói yên nhiên mẹ ta ngày hôm nay tâm tình thế nào sở yên nhiên cười nói hoàn hảo nàng biểu hiện ra giận ngươi nhưng trong lòng vẫn là rất quan tâm ngươi nàng cấp lâm thanh hồng ngã bôi hồng trà đưa tới lâm thanh hồng nhấp một ngụm trà lúc này mới hướng trương dương nói ta ngày mai khứ Giang Thành dệt hán, Trương Dương, người phải ra khỏi mặt giúp ta an bài một chút. Trương Dương cười nói, Lâm Tổng hành sự thực sự là lôi lệ phong hành, cũng không sớm đánh với ta bắt chuyện. Lâm Thanh Hồng nói, một chuyện nhỏ hoàn đáng giá phiền phức như vậy sao? Ta lần này tới chính là tưởng thực địa khảo sát một chút dệt hán tình huống. Người an bài không được, thì sớm một chút nói với ta, ta tìm người khác. Nàng đối Trương Dương không nhiều như vậy khách sáo. Trương Dương cười gật đầu nói, thành, túi sách ở trên người ta. Đây hoàn không sai biệt lắm. Lâm Thanh Hồng cầm lấy trên bàn na trương báo chí, cũng nhìn thấy Giang Thành thập giai thanh niên hậu tuyển danh sách, mỉm cười nói, ôi, khó lường a, à, còn trẻ như vậy coi như chọn thập giai thanh niên. Trương Dương khiêm tốn nói, người được đề cử, không phải được tuyển. Lúc này mã cách lệ đặc và trang hiểu đường sóng vai đã đi tới, Mã Cách Lệ đặc cười nói, "Ta nhưng nghe được có người đang ở mưu đồ bí mật mua phiếu ni." Sở Yên Nhiên hồng chứ khuôn mặt gắt giọng, "Bà ngoại." Trang Hiểu Đường ngồi xuống vẫn đang không nhìn nữ nhi, hướng Trương Dương nói, "Tuổi còn trẻ thì cạo khởi bất chính làn gió tới." Lâm Thanh Hồng chen lời nói, "Vậy cũng là không hơn cái gì bất chính làn gió, ta ở Vân An được tuyển quá năm kia thập giai thanh niên, lúc đó cũng là xã hội công khai đầu phiếu." Phàm là chúng cử người ai không lợi dụng chính mình lực ảnh hưởng cạnh tranh phiếu bầu, người không tranh người khác cũng muốn tranh, có thực lực vì sao không biểu diễn đi ra. Trang hiểu đường trắng nữ nhi liếc mắt, chiếu người nói như vậy cảo bất chính làn gió cũng là một loại thực lực. Xã hội bầu không khí đều bị ngươi người như vậy bại hoại. Lâm Thanh Hồng bị mẫu thân làm trò nhiều người như vậy dăn dậy, trên mặt nhiều ít có chút không nhịn được. Mã cách lệ đặc cười nói, tiểu đường, người có phải là có tật xấu hay không à? như thế quai nữ nhi đông cũng không kịp, người xem ngươi, vừa thấy được nàng hãy cùng thấy cửu nhân dường như. Trang hiểu đường thở dài không thèm nói, nhắc lại. Mã cách lệ đặc cũng cầm lấy na trương báo chí nhìn một chút, nàng tìm được rồi trương dương tên, không phải là cá thập giai thanh niên, cũng không phải tranh cử tham nghị viên, phải dùng tới như thế gióng trống khua chiêng sao. Lâm Thanh Hồng cười nói, a di Trung Hoa Trung Quốc tình hình trong nước tốt đẹp nước bất đồng, thể chế nội đối danh dự rất coi trọng, có cái này danh dự bằng bao phủ lên nào đó chính trị quang hoàn, sau đó con đường làm quan hội đi được canh thuận, có đúng hay không A à, Trương chủ nhiệm. Trương chủ nhiệm đối với nàng xương hô mã cách lệ đặc A-di rất là khó chịu, chính mình theo sở yên nhiên khiếu bà ngoại, lâm thanh hồng khiếu A-di, đây không rõ ràng cao ra bản thân đồng lứa sao. Bất quá nhân ra là hướng về phía mẫu thân trang hiểu đường phương diện hàm đắc, không có thể như vậy muốn xưng hô như vậy mà. Trương Dương gật đầu, Lâm Thanh Hồng nói, ta chi trì ngươi, có muốn hay không ta đa mua chút báo chí cho ngươi đầu phiếu. Trương đại quan nhân tràn ngập lòng tin nói, ta bằng chính là thực lực, cạo không dở trò, ta như nhau thắng được. Lâm Thanh Hồng nở nụ cười, lời này không sai, đầu phiếu và vân vân đều là lộng cấp ngoại nhân khán, cuối cùng kết quả và đầu phiếu không quan hệ nhiều lắm. Giang thành nhật báo từ trước tới nay lần đầu tiên xuất hiện rồi bán hết hiện tượng, ấn có thập giai thanh niên phiếu bầu chuyên mục báo chí mới ra in ấn hán đã bị nhân đại lượng thu mua mỗi trường báo chí đa gia nhất mao tiến tối danh tác chính là sở gia tiểu thư nhưng giang thành rượu hán giang thành chế thuốc hán cũng không nhàn rỗi nhân gia đã ở vận dụng thủ đoạn của mình trợ giúp trương đại quan nhân kéo phiếu trong lúc nhất thời văn chương cao quý khó ai bì kịp đến tối hậu mỗi chương báo chí lại muốn tăng giá lưỡng mao đây nhất kỳ lạ hiện tượng đưa tới giang thành thị dân chú ý Căn cứ sau đầu phiếu kết quả sơ bộ tính ra, cùng ngày Giang Thành Nhật Báo có 80% đều bị Trương Dương bằng hữu mua đi, kỳ kết quả đều không ngoại lệ đầu Trương Đại Quan Nhân nhất phiếu. Xã hội công khai đầu phiếu kết quả tự nhiên là xí sửa bản chủ nhiệm Trương Dương một con tuyệt trần, còn lại người được đề cử tất cả phiếu bầu cộng lại cũng chưa tới hắn một phần năm. Trương Đại Quan Nhân không quan tâm hơn thua, đây là thực lực. Sao thiệp, tiền tài thiếu một thứ cũng không được. Bởi vì thị ủy bí thư Hồng Vĩ Cơ đến lúc có việc đi Bắc Kinh, sở dĩ lần này thường ủy hội đến lúc do đại thị trưởng Tả Viên Triều thay chủ trì, đối Tả Viên Triều mà nói, chủ trì thường vụ thị ủy hội vẫn còn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên, tuy rằng hắn vô số lần mộng tưởng đem thị trưởng phía trước đại tự xóa. Nhưng có một ngày có thể ngồi ở chỗ này chủ trì thường ủy hội nhưng lại từ không có nghĩ qua, Hồng Vĩ Cơ ly khai mấy ngày nay, mỗi vị thường ủy đều cảm thấy được mưa gió nổi lên dấu hiệu hôm nay thường ủy hội bầu không khí có vẻ có chút quỷ dị. Tả viên triều nhầm vào gần nhất Giang Thành thì tổng thể phát triển nói nói mấy câu sau khi, lại nói tới Giang Thành dệt hán vấn đề, cường điệu lần này dệt hán cải cách nhất định phải trọng điểm trào hảo, tranh thủ triệt để đem di lưu sở có chuyện giải quyết hảo. Thường vụ phó thị trường Lý Trường Vũ gần nhất cũng có chút tâm thần không yên, thị ủy bí thư Hồng Vĩ Cơ sự tình quan hệ với hắn cũng rất lớn, hắn và Hồng Vĩ Cơ là bạn học cũ, trọng trọng dấu hiệu cho thấy Hồng Vĩ Cơ lần này phiền phức không nhỏ, nếu như Hồng Vĩ Cơ bởi vì chuyện lần này hạ mã. Như vậy hắn mất đi một cái cường hữu lực người ủng hộ, đang cùng tả viên triều cạnh tranh chung canh vô ưu thế đáng nói. Tả viên triều lên tiếng, lý trường vũ tịnh không có nghe lọt, tả viên triều trưng cầu hắn ý kiến thời điểm, liên tục kêu hai tiếng trường vũ đồng chí, lý trường vũ mới hồi phục tinh thần lại, hắn tràn ngập áy náy cười cười, không có ý tứ, ta đang suy nghĩ tả thị trưởng lời nói mới rồi. Tả viên chiều trong lòng cười thầm, người căn bản không hãy nghe ta nói cái gì ba. Hắn cũng không có vạch trần, ngữ khí ôn hòa nói, trường vũ nói một chút đối dệt hán cải cách cái nhìn. Lý trường vũ nói, dệt hán tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, bất quá thiên kiêu tập đoàn ở quốc nội dệt trang phục nghiệp rất có thực lực, bọn họ nếu như tham gia dệt hán. Ta muốn giang thành dệt hán vô luận quy mô vẫn còn hiệu quả và lợi ích cũng sẽ ở ngắn hạn nội thượng một cái rất lớn bậc thang. Về phần cụ thể hợp tác hình thức, có thể tham chiếu giang thành chế thuốc Hán, dặm và xí sửa bạn đều đã làm nhiều lần công tác, hiện tại hẳn là có chút kinh nghiệm. Hắn lời nói này nói xong thập phần trung dung, trên thực tế tịnh không có bất kỳ mới mẻ gì đó. Nhân đại chủ mặc cho Triệu Dương Lâm nói, nói lên xí sửa bạn, ta gần nhất nghe nói một cái mới mẻ sự. Sở hữu thường ủy đều đưa ánh mắt chuyển hướng Triệu Dương Lâm. Triệu Dương Lâm chậm rãi nói, ta nghe nói ngày hôm qua Giang Thành Nhật báo bán chặt đứt hàng, tối hậu hé ra báo chí sao bán được tăng giá lưỡng mau. Ta còn là lần đầu nghe nói như thế chuyện kỳ quái, sở dĩ cũng đi sạp báo thượng mua một phần. Hắn vung lên một phần giang thành nhật báo ném ở trên bàn hội nghị, lấy tay chỉ điểm một cái giang thành thập giai thanh niên hộ tuyển lan, cười nói ai như thế có khí phách. Đại lượng thu mua giang thành nhật báo, nói vậy tất cả mọi người minh bạch, còn không phải là cái này thập giai thanh niên cấp nháo. Thường ủy chung có người cười ra tiếng, cũng tổ chức bộ trưởng từ Bill, hắn thân thủ cầm lấy Na Trương Giang thành nhật báo, văn trương cao quý khó ai bị kịp A. À. Đây may là tranh cử thập giai thanh niên, nếu là tranh cử thị trường, một phần báo chí không được tăng giá một khối A. À. Một câu nói những tất cả mọi người nở nụ cười. Tả viên triều vui tươi hớn hở nói, lão từ, người đây đầu mâu thế nhưng trực tiếp chỉ hướng ta A. À. Từ Bill cười nói, ta nào dám đi, bất quá quái sự hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều loại chuyện nhỏ này vẫn còn biệt nã đến ở thường ủy hội thượng thảo luận. Hắn và Trương Dương quan hệ cá nhân không sai, những lời này rõ ràng là đối Trương Dương che chở. Tả viên triều gật đầu. Nhưng Triệu Dương Lâm nhưng lại nuốt không trôi khẩu khí này, lần này đã định ra đến thập giai thanh niên vị thứ nhất là con rể của hắn Tôn Đông Cường. Trương Dương làm như vậy căn bản là hướng quyền uy của hắn khiêu chiến, hắn không thể nhẫn nhịn, hắn thấp giọng nói, đây cũng không phải là việc nhỏ. Đây là làm dối kỳ cương. Tả viên chiều nhíu mày, sự tình tuy rằng không giống Triệu Dương Lâm nói xong nghiêm trọng như vậy, nhưng Trương Dương làm như vậy cũng đích xác có điểm qua, cho rằng đem sở hữu báo chí mua lại là có thể được tuyển thập giai thanh niên vị trí đầu não nữa. Tiểu tử này cú lòng tham, thị thập giai không đủ, còn muốn đương tỉnh thập giai, Triệu Dương Lâm là thường ủy trung tư cách già nhất, đức cao vọng trọng, hơn nữa nhân gia đã sớm làm rõ muốn mượn chứ lần này thập giai thanh niên tuyển cử trợ giúp con rể thượng vị, Trương Dương làm như vậy rõ ràng chính là sách nhân ra thai, cũng khó trách Triệu Dương Lâm như vậy tức giận. Thị trưởng Cục Công an Vinh Bằng Phi cười nói, tuyển cử, tuyển cử, tuyển chọn đề cử. Quyền bầu cử là một chuyện mà, tuyển chọn đề cử quyền lại là một chuyện mà. Thường vụ Phó Thị trưởng Lý Trường Vũ cười nói, Bằng Phi đồng chí nói như vậy cũng không đúng vậy. Bất quá đây thập giai thanh niên tuyển cử và thể chế nội chính thức tuyển cử không giống với ba. Triệu Dương Lâm đã hiểu, mấy người này đều ở đây thay Trương Dương nói, hắn gật đầu nói, tuy rằng tính chất không giống với, khả giả muốn bình chứ công bình công chính nguyên tắc, không thể cổ vũ loại này oai phong tả khí không phải. Tả viên chiều mỉm cười nói, triệu chủ nhiệm nói một chút nên làm cái gì bây giờ? Triệu Dương Lâm nói, báo chí phiếu bầu sự tình nếu xảy ra lớn như vậy chuyện rắc rối, chứng minh căn bản không thể được, có người không phải tưởng cảo bất chính làn gió sao? Chúng ta nên từ căn nguyên thượng đem bất chính làn gió ngưng lại ta kiến nghị, báo chí bầu bằng phiếu kết quả bất kể nhập cuối cùng kết quả. Nhượng ủy ban kiểm tra kỷ luật điều tra chuyện này, thủ tiêu mua phiếu tuyển thủ nhập vây tư cách. Một câu nói nhượng sở hữu thường ủy đều sừng sốt, lão triệu đây thủ nhưng cú độc, thì là Trương Dương thu mua báo chí phiếu bầu, dầu gì cũng là một loại cạnh tranh. Triệu Dương lâm câu nói đầu tiên đem Trương Dương tân tân khổ khổ công tác tất cả đều cấp gạt bỏ, hắn còn muốn đem Trương Dương từ thập giai thanh niên bên trong đá ra khứ ai cũng không nghĩ tới một cái thị thập giai thanh niên tranh cử hội nháo tới mức này, ai nấy đều thấy được Triệu Dương Lâm là thật tức giận. Thị ủy tuyên truyền Bộ trưởng Dương Khánh Sinh là một từ không dễ dàng tỏ thái độ vai, lần này thị thập giai thanh niên do đoàn thị ủy cùng bọn họ liên bạn, đoàn thị ủy bí thư tôn Đông Cường là điều động nội bộ vị thứ nhất, kỳ thực công khai lợi dụng báo chí hướng xã hội thu thập phiếu bầu chỉ là một mánh lưới, chế tạo quan tâm độ, tịnh không ảnh hưởng cuối cùng kết quả, ai biết gặp phải loại tình huống này vẫn còn tả viên triều phá vỡ cục diện bế tắc, cười nói ta xem báo chí phiếu bầu cứ dựa theo triệu chủ nhiệm kiến nghị toàn bộ trở thành phế thái, về phần những chuyện khác ma, không cần truy cứu, đều là trúc thanh niên nhân, vạn nhất cha được tối hậu, sở hữu người được đề cử đều có hiểm nghi, cũng không thể đem tư cách của bọn hắn tất cả đều hủy bỏ. Những lời này nói xong cực kỳ xảo diệu, ta không phải là không cho ngươi triệu dương lâm mặt mũi, báo chí phiếu bầu có thể trở thành phế thái, nhưng nhập vây danh sách không thể thay đổi, Trương Dương là ta bảo nhân, người nghĩ đem hắn đá ra khứ, không có cửa đâu. Triệu Dương Lâm cũng là người thông minh, từ tả viên chiều những lời này chung đã nghe ra thái độ hắn, mặt mũi tránh trở về là được, thật muốn đem Trương Dương đá ra khứ. Ngẫm lại Trương Dương bối cảnh, Triệu Dương Lâm vị này lão tư cách chính khách cũng không dám đơn giản đem hắn đắc tội. Trương Dương mấy ngày nay bôn ba vu giang thành và Xuân Dương trong lúc đó, an lão ở đến Xuân Dương ngày thứ năm thời điểm qua đời, đi được rất an tường, nhìn thấy đệ đệ sau khi lão gia tử đời này tối hậu nhất cái cọc tâm nguyện đã xong, cho cốt của hắn bị an táng ở thanh vân phong, chôn ở phụ thân hắn an đại hồ tử bên cạnh, thỏa mãn hắn sống ở thanh thai sơn chết vào thanh thai sơn tâm nguyện lễ tang cùng ngày an ra tất cả thân thuộc chuyên từ các nơi bay tới an đức minh và an đức nguyên hai vị hiếu tử cũng khóc giống không ngớt thượng thanh hà thôn dân chúng đều tự phát tham gia lão gia tử lễ tang giang thành thường vụ phó thị trưởng lý trường vũ giang thành hội nghị hiệp thương chính trị chủ tịch dân chính cục trưởng, Xuân Dương huyện ủy bí thư, chủ tịch huyện cùng với trọng yếu bộ môn người lãnh đạo tất cả đều đến hiện trường tham gia lễ tang. Lễ tang rất long trọng, ở mọi phương diện công tác đều làm được rất nguyên vẹn dưới tình huống lễ tang tiến hành ngay ngắn trật tự. Hiện trường hoàn chuyên môn mời tới Nam Lâm tự phương trưởng phổ nguyên đại sư xuất lĩnh tăng chúng vi an lão siêu độ. Trương Dương chân chính lo lắng chính là An Ngữ Thần, hắn biết An Ngữ Thần đối An lão cảm tình, An lão rời đi đối với nàng mà nói giống như là một cái thiên đại đả kích. Hắn lo lắng An ngữ thần thân thể dưới tình huống như vậy sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Sở dĩ lễ tang toàn bộ hành trình hắn hầu như đều ở đây quan tâm An ngữ thần nhất cử nhất động. Cũng may An ngữ thần hôm nay tâm tình coi như ổn định. Lý Trường vô tự mình làm An lão dồn điếu văn lên tiếng sau khi hắn lại khứ An ủi người chết gia thuộc An Đức Minh và An Đức Uyên hai huynh đệ nhân đối chính phủ quan tâm bày tỏ cảm tạ. Trương Dương cầm trong tay một bó bạch sắc số cúc đặt ở trước mộ phần, hướng an lão mộ bia thật sâu cúc tam cung, hắn vẫn đang nhớ kỹ an lão trước khi lâm chung nắm tay hắn nói hai chữ tiểu yêu, đó là an lão lo lắng bệnh của tôn nữ tình, hắn mong muốn Trương Dương có thể chiếu cố tôn nữ của mình, Trương Dương trong lòng yên lặng nói an lão, ngài yên tâm đi thôi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tiểu yêu. Hắn ngẩng đầu, loáng thoáng thấy tử hà quan phương hướng đứng thẳng một cái mông lung thân ảnh, thân ảnh kia ở mở ảo vân vụ trong lúc đó, như vậy cô độc, như vậy thê lương. Lý Trường Vũ rời đi trong lúc đó đem Trương Dương khiếu qua một bên, thấp giọng nói, thập giai thanh niên tuyển cử sự tình ảnh hưởng thật không tốt, người tốt hảo nghĩ lại một chút. Trương Dương bởi vì bận về việc, ăn lão lễ tang, hai ngày này ngược lại bỏ quên tuyển cử sự tình, thính Lý Trường Vũ nói như vậy, hơi sửng sờ nói có ý tứ. Lý Trường Vũ nói, người làm cho người ta mua báo chí đầu phiếu sự tình đã bị giảm đã biết, Trương Dương nói ta lúc nào làm cho người ta mua. Là người ra muốn cho ta đầu phiếu, cho nên mới mua báo chí chi chỉ ta. Được rồi, có na công phu không bằng con đường thực tế làm chút chuyện, được tuyển thập sai thanh niên bản thân thì là một loại vinh dự, hà tất quan tâm ai đệ nhất ai đệ nhị. Lý Trường Vũ Thở dài nói của người thập sai thanh niên nguyên vốn là không có gì vấn đề, đầu phiếu sự kiện căn bản là vẽ rắn thêm chân. Trương Dương nói là có người hay không tưởng tiếp theo ta chuyện này làm văn. Lý Trường Vũ nói, không là người khác tưởng bắt ngươi chuyện này làm văn, là chính ngươi đem vấn đề cảo phức tạp. Lần này dặm cũng không có truy cứu, nếu quả thật muốn truy cứu xuống tới, ngươi ngay cả thập sai thanh niên đều có lẽ nhất. Trương Dương nheo lại hai mắt nói, có đúng hay không, sợ ta đoạt tôn đông mạnh danh tiếng. Lý Trường Vũ cười lắc đầu nói, người a, à, đừng nghĩ nhiều như vậy, con đường thực tế làm tốt xí sửa bạn, đây mới là của ngươi bản chức công tác. Trương Dương tâm tình bởi vì Lý Trường Vũ lời nói này mà trở nên càng thêm ác liệt, hắn tịnh không cho là mình làm sai cái gì, sợ yên nhiên các nàng đại lượng thu mua báo chí đầu phiếu, là vì mình hảo, Trương Dương không thể cự tuyệt hảo ý của các nàng, đương nhiên cái này Trương Dương cho là mình ở thập giai thanh niên trung cống hiến lớn nhất cũng có nhất định quan hệ. Lý Trường Vũ nói cấp Trương Dương một cái ám chỉ, dặm khẳng định có nhân nhìn hắn khó chịu, chính mình bộc lộ tài năng đoạt tôn đông mạnh danh tiếng, Tôn Đông Mạnh nhạc phụ nhân đại chủ mặc cho Triệu Dương Linh Côn định khó chịu, Trương Dương rất nhanh đã nghĩ thấu trong đó các đốt ngón tay. Nhưng sau đó chuyện đã xảy ra để Trương Dương càng phát ra khó chịu, Trần Thiệu Bân tỉnh Lý đánh tới điện thoại, nói hắn nhận được tin tức, có người đem Trương Dương bẩm báo tỉnh ủy tuyên truyền bộ, nói hắn ở Giang Thành thập giai thanh niên bầu bằng phiếu chung lừa gạt, tỉnh ủy tuyên truyền bộ trưởng Trần Bình Triều là Trần Thiệu Bân lão gia tử, hắn biết nhi tử và Trương Dương quan hệ, cũng biết Trương Dương là đại tỉnh trưởng tống hoài minh thời gian tới con rể, sở dĩ đem chuyện này tiết lộ cho nhi tử. Là muốn đi qua nhi tử cấp Trương Dương nói cá tỉnh. Trương Dương thật sự có chút hỏa lớn, đều nói đầy bầu bằng phiếu thập sai thanh niên bình chứ công bình công chính nguyên tắc, chính mình đơn giản là kéo kéo phiếu, chiêu ai nhạ người nào. Nước Mỹ Tổng thống tranh cử hoàn hưng kéo phiếu ni, thế nào tới rồi đã biết mà là được lừa gạt, liền thành đại cảo bất chính làn gió ni. Trương Dương không phục lắm. Cùng ngày hắn phản hồi Giang Thành sau khi, đã đã khuya, vừa vận trưởng Cục Công an Vinh Bằng Phi hẹn hắn đi sân thể dục rèn đúc, Trương Dương lái xe thẳng đến sân thể dục đi. Vinh Bằng Phi và Đỗ Vũ Phong đang ở quyền kích quán đối luyện, Khương Lượng ngồi ở chỗ kia bàng quan, thấy Trương Dương tiến đến, hắn cười nói có muốn đi lên hay không thử xem. Trương Dương lắc đầu, ta hôm nay tâm tình không tốt, sợ đả thương người. Quyền trên đài Đỗ Vũ Phong một quyền bắn chúng Vinh Bằng bay hữu hiệu bộ vị. Vinh Bằng Phi lảo đảo đặt mông ngồi dưới đất, Đỗ Phú Phong cuống quýt quá khứ dịu hắn, Vinh Bằng Phi cười giá giá quả đấm đứng dậy, hắn đi ra một thân hãn, ghé vào quyền trên đài nhìn Trương Dương nói, Trương Dương, bắt đầu thử xem. Trương Dương cười nói, quên đi, ta thích dùng chân. Đỗ Phú Phong một bên cười nói, theo ta nói biết người còn là vui hoan dùng bàn tay, Giang Thành chịu quá người lỗ tai đã đếm không hết ba, vài người đều nở nụ cười. Vinh Bằng Phi chui ra quyền thai nói, ta đi trùng tắm rửa, như thế này chúng ta sân thể dục ngoại lão lục nướng ta mời khách khương lượng nói vinh cục nan phải mời khách a à, đêm nay ta cần phải mở rộng dạ dày ăn vinh bằng phi cười nói nói cái gì a à, khiến cho ta rất nhỏ khí dường như bọn họ đi tới sân thể dục đông lão lục nướng ngồi xuống vinh bằng phi điểm nhị cân sâu thịt lại điểm chút xê cầu dê thắt lưng nguyệt nha cốt bản gân các loại trương dương từ xe của mình lý cầm lưỡng bình thanh giang đặc cung Vinh Bằng Phi nói, dù thế nào, hôm nay tâm tình không tốt. Trương Dương bưng chén rượu lên cùng hắn huyết bính nói, không có gì. An lão ngày hôm nay hạ táng, bị tổn thương tâm cũng là khó tránh khỏi. Khương Lượng và Đỗ Vũ Phong cũng biết Trương Dương và An ra quan hệ rất thân mật, thấy hắn tâm tình hạ cũng biểu thị lý giải. Trương Dương lột viên hoa sinh ném tới trong miệng, hắn thấp giọng nói, vinh cục, nghe nói lần này giảm thiếu chút nữa đem ta thập giai thanh niên cấp miễn. Nhắc tới chuyện này Vinh Bằng Phi không khỏi nở nụ cười, hắn chậm rãi hạ xuống chén rượu nói, ngươi cũng thật có thể lăn qua lăn lại, cùng ngày toàn bộ giang thành báo chí đều bị ngươi cấp sao cao lưỡng mau tiến. Khương Lượng cười nói, ta cũng làm cống hiến, ta mua tứ phân báo chí đầu ngươi tứ phiếu. Đỗ Phú Phong nói, ta mua 20 phân. Vinh Bằng Phi cười nói, các ngươi đây coi là cái gì? Nghe nói có vị nhà giàu tiểu thư xuất thủ chính là ngũ vạn phân, cơ hồ đem Giang Thành sạp báo thượng nhật báo càn quét không còn. Khương Lượng và Đỗ Vũ Phong song song hướng Trương Dương giơ ngón tay cái lên. Trương Dương thở dài nói, có người đem ta bẩm báo tỉnh ủy tuyên truyền bộ, nói ta cảo bất chính làn gió, nói ta lừa gạt. Vinh Bằng Phi cười nói, cũng không nghiêm trọng như thế, thường ủy hội trên có nhân đưa ra chuyện này, cũng đề nghị cướp đoạt ngươi thập giai thanh niên tư cách, bất quá dĩ tả thị trưởng dẫn đầu mấy thường ủy đều che chở ngươi, sở dĩ chuyện này cũng là không giải quyết được gì hắn dừng lại một chút lại nói, báo chí phiếu bầu không hề đưa vào cuối cùng tranh cử kết quả. Trương Dương vẫn còn lần đầu nghe được tin tức này, cái gì? Ta đây nhiều như vậy trương phiếu không phải uống phí. Khương Lượng nói, ta nghe nói năm nay tỉnh thập giai thanh niên là Tôn Đông Cường, có đúng hay không dặm sợ người đoạt hắn danh tiếng A. Vinh Bằng Phi nói, cái gì thập giai không thập giai, các người thật đúng là đương một hồi sự A. Đỗ Vũ Phong gật đầu nói, đúng vậy, chuyện này 8 phần 10 đều là điều động nội bộ được rồi. Trương Dương đem rượu trong chén uống cạn, ta thì buồn bực, hắn tôn đông cường so với ta cường chỗ A. Luận đến đối giang thành cống hiến ta không thể so hắn xoa so A, dựa vào cái gì ta cần phải cho hắn nhường đường A. Khương Lượng nói, nhân ra là triệu chủ nhiệm con rể. Đoàn thị ủy bí thư, cấp bậc so với người cao A. Đỗ Phú Phong một bên giúp đỡ nói, chúng ta Trương Dương cũng không kém A, hắn là tống tình trưởng thời gian tới con rể, vẫn còn xí sửa bạn chủ nhiệm, ai cho ai nhường đường hoàn không nhất định nghi. Vinh Bằng Phi nói, hai người các ngươi chứa cùng chứ thêm phiền, biết cán bộ đội ngũ nội bộ cái gì trọng yếu nhất sao? Hai hòa ổn định, lại không là cái gì quá không được sự tình, hà tất nháo ra mâu thuẫn. Đỗ Vũ Phong có chút đồng tình nhìn Trương Dương liếc mắt, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, huynh đệ, kỳ thực lão hai cũng không sai, lần này ngươi đương quay về lão hai bái người mới lão hai ni. Vinh Bằng Phi và Khương Lượng nở nụ cười. Vinh Bằng Phi nói, Phương Văn Nam đã chính thức khởi tố Điền Bân. Trương Dương đối tin tức này cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Từ Phương Hải Đào sau khi chết, Phương Văn Nam phảng phất thay đổi một người. Hắn hiện tại tất cả hành vi đều là đang vì nhi tử báo thù. Vinh Bằng Phi nói, hắn thắng kiện khả năng tính không lớn, bất quá ta lo lắng Phương Văn Nam không biết lúc đó dừng tay. Trương Dương nói, Vinh Cục, ta nghe nói một tin tức, có người nói hắn Tô Tiểu Hồng bị nắm có quan hệ. Vinh Bằng Phi nhìn một chút ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, Giang Thành gần nhất tình huống rất phức tạp, Hồng Bí Thư Khứ Bắc Kinh đi công tác đã có một tuần lễ. Trương Dương cảm thấy được hắn những lời này trung hẳn là hoàn bao hàm ý tứ khác, nhưng hắn tịnh không có hỏi tới, liên quan đến đến cao tầng sự tình, thì là hắn vấn, Vinh Bằng Phi cũng chưa chắc khẳng nói. Đêm đó vài người chưa từng uống nhiều, lưỡng cân rượu để uống rượu xong đường ai nấy đi. Lâm Thanh Hồng kinh qua sơ bộ khảo sát sau khi, đối Giang Thành Dệt Hán tình huống coi như thỏa mãn, bất quá nàng có một cái điều kiện, nàng tiếp nhận Giang Thành Dệt Hán đồng thời còn muốn đem Giang Thành đệ nhị trang phục Hán nhất định bắt, đối Giang Thành thị chính phủ mà nói đây là một chuyện tốt, đây hai nhà xí nghiệp đều lỗ lã nghiêm trọng, Lâm Thanh Hồng làm như vậy bằng song song rời đi hai nhà xí nghiệp thay đổi chế độ xã hội, thị chính phủ đương nhiên toàn lực chi trì, bất quá thị chính phủ phương diện lo lắng nhất vẫn còn công nhân vấn đề. Nếu như thiên kiêu tập đoàn tiếp nhận xí nghiệp hậu, trên diện rộng độ giảm biên chế, hiển nhiên là bọn họ vô pháp tiếp thu. Nhượng giang thành thị phương diện không nghĩ tới chính là Lâm Thanh Hồng thế nhưng đáp ứng tận lực làm được không giải thích được xính nhiệm hàm một gã công nhân, đây là bởi vì nàng thị sát giang thành khai phá khu trạng huống sau khi, cảm giác ở đây đầu tư hoàn cảnh và sinh sản điều kiện cũng không tệ muốn đem thiên kiêu tập đoàn sau đó nơi sản sinh thiết lập ở giang thành ở hiện hữu cơ sở thượng tái sản xuất mở rộng hiện nay công nhân số lượng chỉ sợ còn chưa đủ dựa theo kế hoạch của nàng còn muốn hướng xã hội thông báo tuyển dụng dệt hán đàm phán tiến hành quá mức thuận lợi phó thị trưởng nghiêm mới xây gần nhất cũng là tinh thần chấn hưng hăng hái hắn chủ quản công nghiệp từ trương dương chủ trì xí sửa bản công tác sau khi thì mang đến cho hắn vận khí tốt Liên tiếp giải quyết gian thành rượu hán, gian thành chế thuốc hán cải cách vấn đề, hiện tại liên khó nhất khẳng một khối đầu khớp xương gian thành dệt hán cũng muốn thành công giải quyết, đây ý nghĩa một loạt chính tích, Trương Dương làm ra thành tích, phân công quản lý lãnh đạo nghiêm mới xây đương nhiên là có mặt mũi. Quá khứ ở thị chính trong phủ vị trí vô vùng trung du hắn, hiện tại cũng thấy châm đất vị đang không ngừng đề thăng. Nghiêm mới xây người này có một sở trường, chính là hắn bao che khuyết điểm, cụ thể biểu bây giờ đối với Trương Dương che trở thượng Ban đầu ở Đông Giang Kinh Mậu hội thượng, Nghiêm mới xây thì cố định đứng ở Trương Dương một bên, hiện tại và Trương Dương chi quan hệ giữa càng là càng chảy càng gần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết chương 235.